Hứa Thuần Lương đương nhiên nhớ kỹ, những cái kia đom đóm chính là mình triệu hoán tới, một lần ngẫu nhiên trở nên việc thiện, lại cho Triệu Hiểu Tuệ lưu lại nhân sinh tuyệt mỹ lãng mạn hình ảnh. Đến tột cùng là sự vật tốt đẹp đều là ngắn ngủi. Hay là bởi vì ngắn ngủi cho nên ngươi cảm thấy mỹ hảo. Triệu Hiểu Tuệ hai mắt thê lương giống như ngấn lệ. Hứa Thuần Lương ý thức được nàng khả năng gặp được phiền toái, thấp giọng nói, Hiểu Tuệ tỷ, nhớ kỹ ta lúc đầu đối lời hứa của ngươi sao? Triệu Hiểu Tuệ nhẹ gật đầu, nàng nhớ kỹ, Hứa Thuần Lương nói qua, nếu có một ngày nàng gặp phải phiền toái, hắn sẽ thực tình thay tự mình giải quyết, lúc ấy nàng còn chưa tin, nhưng bây giờ nàng dần dần tin. Tiểu Hứa, ta khả năng mang thai. Hứa Thuần Lương nội tâm khẽ giật mình, Triệu Hiểu Tuệ trước đây làm qua thai ngoài tử cung giải phẫu, cắt bỏ đơn bên cạnh noãn xào, ấn lý thuyết nàng không dễ dàng như vậy thụ thai, chẳng lẽ nàng cùng Trần Kiến Tân lại hợp lại rồi. Hứa Thuần Lương cũng không hiểu rõ Triệu Hiểu Tuệ sinh hoạt cá nhân, cũng không có hứng thú. Bất quá nàng có thể tướng như thế tự ẩn sự tình nói với mình, chứng minh nàng đích xác tướng mình trở thành có thể thổ lộ tâm sự hảo bằng hữu. Hứa Thuần Lương không tiện nghe ngóng dẫn đến nàng mang thai một nửa khác, chỉ có thể uyển chuyển hỏi, người định làm như thế nào? Hắn cho rằng Triệu Hiểu Tuệ hẳn là không muốn đứa bé này, lại không muốn gây nên người khác chú ý, cho nên mới tự nhủ chuyện này, đoán chừng là nghĩ để cho mình hỗ trợ giải quyết. Triệu Hiểu Tuệ cắn môi một cái, nhìn hai bên một chút, qua một hồi lâu tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, ta muốn giữ lại đứa bé này. Nếu như nàng không có ý định muốn, Hứa Thuần Lương còn có thể giúp một tay, nàng muốn giữ lại, kia Hứa Thuần Lương đành phải chúc phúc nàng, cứ việc trong lòng mang theo rất lớn nghi vấn. Nhưng là có chút nói cũng không tiện hỏi ra lời. Triệu Hiểu Tuệ nói, ta rất do dự, ta không biết người khác sẽ nhìn ta như thế nào. Hứa Thuần Lương trên cơ bản minh bạch, đoán chừng lần này để nàng mang thai cùng lần trước tạo thành nàng thai ngoài tử cung nên là cùng một người. Mặc dù hắn không biết người này là ai, nhưng hắn cũng có thể biết người này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Làm bằng hữu, Hứa Thuần Lương vẫn là nhắc nhở nàng một câu, người có thể sẽ vì vậy mà mất đi sự nghiệp. Đông Châu đang hồng nữ chủ trì chưa lập gia đình sinh con, chuyện này tất nhiên sẽ trở thành đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị tin tức, chỉ tại Đông Châu, Triệu Hiểu Tuệ sự nghiệp là đi đến cuối cùng. Triệu Hiểu Tuệ nhẹ gật đầu, đây chính là ta xoắn suýt địa phương Tiểu Hứa, ta đã không còn trẻ nữa, mà lại tình huống của ta ngươi phi thường rõ ràng, bác sĩ nói ta mang thai rất khó, nếu như ta lần này không muốn đứa bé này, chỉ sợ đời ta liền không khả năng lại làm mẫu thân. Hứa Thuần Lương nói, Hiểu Tuệ tỷ. Chỉ cần ngươi quyết định, ta liền ủng hộ ngươi. Triệu Hiểu Tuệ cảm động gật gật đầu, nói ra trong lòng thoải mái hơn, từ khi biết được mình khả năng mang thai, nội tâm của nàng kinh hỉ lại sợ hãi, nàng không biết có thể đem chuyện này nói cho ai. Còn tốt bên người có Hứa Thuần Lương người bạn này. Đứa nhỏ này về sau họ gì? Triệu Hiểu Tuệ nói, Thịnh vừa mới nói một chữ liền dừng lại, nàng cười cười nói, đương nhiên cùng ta họ Triệu. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ. Chẳng lẽ hài tử phụ thân họ Thịnh? Nhìn qua Triệu Hiểu Tuệ, muốn nói lại thôi. Triệu Hiểu Tuệ đoán được hắn muốn hỏi cái gì, nói khẽ, hắn sẽ không đồng ý ta sinh hạ đứa bé này, ta sẽ một người nuôi dưỡng đứa nhỏ này lớn lên, ta không nghĩ tới muốn kết hôn. Hứa Thuần Lương nói, ta chẳng cần biết hắn là ai, nếu như hắn dám khi dễ ngươi, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết, ta vì ngươi làm chủ. Triệu Hiểu Tuệ vành mắt đỏ lên cái mũi chua chua, bỗng nhiên có loại xung động muốn khóc. Nàng là con một, không có đệ đệ, không biết đồng bào chi tình là tư vị gì, nhưng giờ khắc này nàng cảm giác Hứa Thuần Lương chính là đệ đệ của nàng, là nàng có thể tín nhiệm dựa vào đối tượng. Triệu Hiểu Tuệ yên lặng nhẹ gật đầu, ta nhớ kỹ. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật nước ngoài có rất nhiều dạng này bà mẹ đơn thân, có lẽ có thể nghĩ đến một cái lưỡng toàn tề mỹ phương pháp, giải quyết vấn đề của ngươi. Triệu Hiểu Tuệ lắc đầu nói, nào có cái gì lưỡng toàn tề mỹ biện pháp, ta không muốn nói láo. Ta quyết định rời đi Đông Châu, tìm không có người nhận biết ta địa phương tướng đứa bé này sinh ra tới. Hứa Thuần Lương nói, đây chẳng phải là ta liền cho lễ gặp mặt cơ hội cũng không có. Triệu Hiểu Tuệ cười nói, nhất định sẽ có, người cái này đương cứu cứu đừng nghĩ tránh thoát đi. Hai người đều nở nụ cười, tiếng cười của bọn hắn kinh khởi bỏ neo tại dựa vào lan can bên trên mấy cái thương lộ, màu bạc thương lộ đón màu quýt thái dương, trên không trung phác họa ra mấy đạo uyển chuyển đường vòng cung. Ngân sắc đường vòng cung lại phản xạ ra màu quýt ánh sáng, giống như phất phới ở trong thiên địa dây lụa. Triệu Hiểu Tuệ si ngốc nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, như nói mê nói, thật muốn chết ở chỗ này. Hứa Thuần Lương lúc trở về, gặp được từ toilet ra Trương Nhất Bản,
chủ động cùng Trương Nhất Bản lên tiếng chào, Trương Nhất Bản hướng hắn cười cười, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hứa Thuần Lương coi là người này còn nhớ rõ ngày đó bị mình cho rót lật sự tình, cười nói, Trương khoa trưởng, thân thể khôi phục lại a. Trương Nhất Bản lắc đầu, không có việc gì. Hứa Thuần Lương nhìn thấy đầu hắn bên trên còn có một mảnh tím xanh, hiển nhiên là ngày đó tiếp nhận mình bạo lực đánh ra kết quả, vui tươi hớn hở vỗ vỗ Trương Nhất Bản bả vai nói, Trương khoa, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a, nam nhân sao có thể không uống rượu đâu. Trương Nhất Bản cười khổ nói, ngày đó đều bị các ngươi đưa đi rửa ruột, lại uống ta cái này cái mạng nhỏ liền góp. Hứa Thuần Lương nói, ngươi sắc mặt không tốt lắm a, ấn đường phát xanh, không bằng ta giúp ngươi nhìn xem. Trương Nhất Bản dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu, ta đây không phải ấn đường phát xanh, ta là say rượu đập cái đầu. Xế chiều hôm đó Vương Kim Vũ an bài du thuyền đưa đài truyền hình nhân viên công tác đường về, Hứa Thuần Lương cùng Trương Nhất Bản cùng một chỗ đón xe trở về. Trương Hải Đào đã sớm đi vào nông trường chờ, Trương Nhất Bản dựng bọn hắn đi nhờ xe trở về. Hứa Thuần Lương trên đường cho Mai Như Tuyết phát cái tin, phát cho Mai Như Tuyết hai tấm vé xem phim, trên trấn vừa mở một nhà rạp chiếu phim, Hứa Thuần Lương mua hai tấm phiếu, mời Mai Như Tuyết đi xem, cân nhắc đến Mai Như Tuyết thân phận, cũng không thích hợp cùng mình công khai khi đi hai người khi về một đôi, cho nên tướng phiếu phát cho nàng, ý là rạp chiếu phim gặp. Mai Như Tuyết không có cho hắn về tin tức. Mai Như Tuyết không trở về tin tức, cũng không có nghĩa là nàng không muốn đi, Hứa Thuần Lương a à, Hứa Thuần Lương, người cuối cùng nhớ tới hẹn ta rồi. Nhìn thoáng qua nhật trình, phát hiện hôm nay là đài truyền hình phỏng vấn tổ rời đi thời gian, Mai Như Tuyết nghĩ tới điều gì? Hứa Thuần Lương lại cho nàng phát cái tin, cùng một chỗ xem phim a. Mai Như Tuyết cân nhắc liên tục, rốt cục trở về một chữ, tốt. Trương Nhất Bản trở về sau trước tiên đi trưởng trấn văn phòng hướng Mai Như Tuyết báo cáo viên mãn hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi. Mai Như Tuyết đơn giản hỏi một chút giữa chưa tiến đưa tình huống, Trương Nhất Bản một nói rõ chuyện, Mai Như Tuyết nghe được Hứa Thuần Lương cũng đi, trong lòng bỗng nhiên có loại chua chua cảm giác. Mai Như Tuyết không muốn lại nghe tiếp, nói khẽ, người vất vả, đi nghỉ ngơi một chút đi. Trương Nhất Bản cũng không có lập tức rời đi. Mai Như Tuyết nhìn ra hắn còn có lời muốn nói. Còn có việc. Trương Nhất Bản, có chuyện ta không biết nên nói vẫn là không làm nói, là liên quan tới Hứa Thuần Lương. Mai Như Tuyết phản ứng đầu tiên chính là mình không nên nghe, nhưng là nàng vẫn là ức chế không nổi đối Hứa Thuần Lương quan tâm, nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói. Trương Nhất Bản thấp giọng nói, ta hôm nay nửa đường đi toilet thời điểm, trong lúc vô tình nghe được Hứa Thuần Lương cùng Triệu Hiểu Tuệ ở đầu thuyền nói chuyện. Mai Như Tuyết nhíu mày, Trương Nhất Bản tuyệt không phải vô ý. Hắn nên là ôm ác ý đi nghe lén, Mai Như Tuyết đáy lòng có cái thanh âm đang nhắc nhở nàng, người này đang bị đâm thọc, nàng âm thầm hít vào một hơi, tin tưởng mình nên có làm rõ sai trái năng lực. Trương Nhất Bản, Triệu Hiểu Tuệ nói nàng mang thai, còn nói nàng ra ngoài. Mai Như Tuyết ngữ khí y nguyên bình tĩnh nhưng là lộ ra kiên định cùng lạnh lùng. Trương Nhất Bản ngây ngẩn cả người, bất quá hắn nhoáng cái đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nhẹ gật đầu, kia ta đi trước. Mai Như Tuyết căn bản không có liếc hắn một cái. Trương Bản xám xịt rời đi, tướng cửa phòng cẩn thận mang lên. Mai Như Tuyết hai tay nắm ở viết ký tên bởi vì không chịu nổi áp lực mà từ đó bẻ gãy. Mai Như Tuyết cắn chặt môi anh đào, chậm rãi đứng dậy, nàng tay chân lạnh buốt. Kỳ thật tại hôm qua giữa trưa cùng Triệu Hiểu Tuệ cùng một chỗ chung tiến cơm trưa thời điểm, nàng liền sinh ra một loại dự cảm bất tường. Mai Như Tuyết nhắc nhở mình muốn chấn định lại, nàng tại sao phải tức giận. Nàng cùng Hứa Thuần Lương ở giữa vốn là không có cái gì, Trương Nhất Bản tên tiểu nhân kia nguyên bản liền ôm bàn lộng thị phi ác ý. Có lẽ là hắn nói dối đâu. Mai Như Tuyết suy nghĩ trước nay chưa từng có hỗn loạn, nàng mở ra điện thoại nhìn thấy Hứa Thuần Lương ảnh chân dung, có loại lập tức đem hắn kéo hắc xúc động. Nhưng cuối cùng Mai Như Tuyết cũng không có làm gì, ánh mắt rơi ở trên tường rồng bay phượng múa chữ lớn bên trên từng cái xốp giòn hạ lạc Mai Như Tuyết loạn, nàng giờ phút này tâm như tuyết loạn. Nhà này mới mở rạp chiếu phim không có nhiều người xem, Hứa Thuần Lương đặc địa mang lên trên Mai Như Tuyết cho hắn mua đến mũ, mặc Mai Như Tuyết cho hắn mua đến áo sơ mi, lén lút chạy vào rạp chiếu phim, cảm giác mình cực kỳ giống một cái bị vụng trộm bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Rạp chiếu phim chỉ có 3 cái ảnh sảnh, Hứa Thuần Lương tuyển đến vẫn tương đối ít lưu ý phim, nhập liệm sư cho điểm rất cao, hắn cho rằng Mai Như Tuyết loại này thực chất bên trong lệch văn nghệ nữ hài tử hẳn là thích. Khoảng cách bắt đầu diễn chỉ còn lại 5 phút đồng hồ, Mai Như Tuyết vẫn không đến Hứa Thuần Lương đoán chừng nàng là lo lắng gặp được người quen,
lại kiên nhẫn các loại trong chốc lát, vẫn là không gặp Mai Như Tuyết cái bóng. Hắn tin tưởng Mai Như Tuyết đã đáp ứng liền nhất định sẽ tới, nhưng vẫn là cho Mai Như Tuyết phát cái tin, cũng nhanh bắt đầu diễn. Cái tin tức này còn như đá ném vào biển rộng, xa ngút ngàn dặm như hoàng hạc, Hứa Thuần Lương bắt đầu ý thức được Mai Như Tuyết có lẽ sẽ không tới. Trận này phim tổng cộng mới bán đi 2 tấm phiếu, thế là Hứa Thuần Lương quyết định đi trước ảnh sảnh chờ lấy, mình nói ra đương nhiên phải giữ lời. Ký ức sâu nhất nên là trong điện ảnh nhạc đệm, Di thư giãn du dương nhạc khúc tại trống trải ảnh trong sảnh quanh quẩn. Hứa Thuần Lương ngồi một mình ở ảnh trong sảnh, Mai Như Tuyết sốt cục vẫn là không đến, dạng này lãng mạn chữa trị âm nhạc một người thưởng thức lại nghe được mấy phần Hai Suối Ánh Nguyệt bi thương. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Mai Như Tuyết mở ra máy tính, trước đây thật lâu nàng liền biết bộ phim này, một mực không có thời gian đi xem, đương đàn sen lô giai điệu trong phòng vang lên, nàng tắt đèn, phảng phất thấy được rạp chiếu phim bên trong cô độc hắn. Cùng một cái thời không, cùng một cái giai điệu, quan sát cùng một bộ phim, mặc dù nhìn không thấy lẫn nhau, nhưng trong lòng tràn đầy đối phương cái bóng. Hứa Thuần Lương đi ra rạp chiếu phim thời điểm, bóng đêm càng thâm, đến thời gian này, Hồ Sơn Trấn trên đường phố đã chưa có người đi đường. Bến tàu trên công trường vẫn đèn đuốc sáng trưng, nơi đó cải biến công trình vẫn tại như hỏa như đồ tiến hành. Mai Như Tuyết thất ước nhất định có nàng nguyên nhân, Hứa Thuần Lương không muốn đuổi theo hỏi nguyên nhân, hắn cùng Mai Như Tuyết có một chút rất tương tự, bọn hắn thực chất bên trong đều là cực kỳ kiêu ngạo người. Hoa tàn lụi hoang vu không được toàn bộ mùa xuân, một lần ngăn trở cũng hoang phế không được cả cuộc đời. Cuộc sống của mỗi một người đều gặp được ngăn trở. Liền xem như Xuân Phong đắc ý Triệu Phi Dương cũng không ngoại lệ, cổ quyền đàm phán tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn gặp phải phiền toái. Có người hướng kiểm tra kỷ luật bộ môn báo cáo, Triệu Phi Dương sinh hoạt tác phong có vấn đề, hắn tại đảm nhiệm Trường Hưng Bệnh viện viện trưởng trong lúc đó, tiếp nhận y dược đại biểu tài sắc hối lộ. Dấu ở Triệu Phi Dương phía sau nữ nhân nổi lên mặt nước, kiểm tra kỷ luật bộ môn nhận được nhiều chương Triệu Phi Dương cùng một vị tuổi trẻ y dược đại biểu nhiều lần ước hẹn ảnh chụp. Chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, ngay tại Trường Hưng Bệnh viện nội bộ vỡ tổ, Triệu Phi Dương một mực tại nam nữ ở chung phương diện phi thường cẩn thận, từ hắn đến Trường Hưng đến nay, chưa bao giờ có bất luận cái gì chuyện xấu truyền ra, lần này tựa như thả một viên đạn hạt nhân. Nữ chủ nhân công là y dược đại biểu Bùi Lâm tại Trường Hưng nghiệp vụ làm được phong sinh thủy khởi, nàng cùng Trường Hưng rất nhiều nhân viên y tế đều rất quen thuộc, đi qua cũng từng có nàng không ít nghe đồn. Chỉ là có rất ít người đem nàng cùng Triệu Phi Dương liên hệ với nhau, nghe đồn nam chủ nhân công bình thường là những khoa thất khác chủ nhiệm, ở trong đó lưu truyền rộng nhất chính là nàng cùng thần kinh khoa chủ nhiệm Triệu Vĩnh Thắng chuyện xấu. Triệu Vĩnh Thắng nghe được thuốc lá này tin tức cũng có chút khó có thể tin, hắn cùng Bùi Lâm ở giữa cũng không có có người khác tưởng tượng được loại quan hệ đó. Mặc dù hắn thèm nhỏ dãi Bùi Lâm sắc đẹp, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Có sở được đến nhất định phải có chỗ từ bỏ. Mấy năm này hắn từ Bùi Lâm tay ở bên trong lấy được không ít dược phẩm trích phần trăm, nếu như hắn lại đánh Bùi Lâm chủ ý chỉ sợ trước đó tân tân khổ khổ kiếm lấy trích phần trăm đều muốn ngoan ngoãn trả lại, thậm chí càng bồi lên một bút khả quan lợi tức. Hắn thấy phi thường rõ ràng, đừng nhìn Bùi Lâm tuổi không lớn lắm, nhưng tâm cơ rất sâu, loại nữ nhân này vẫn là ít đụng vi rượu, tối đa cũng chính là tại rượu trên trận nói khoác hai câu, thỏa mãn một chút nam nhân lòng hư vinh. Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm chuyện xấu tuôn ra về sau, hắn cảm giác mình tại bệnh viện tình cảnh trở nên phi thường xấu hổ, rất nhiều người nhìn ánh mắt của hắn đều có chút cổ quái, cho rằng Bùi Lâm cho hắn đội nón xanh, liền trong đám bạn học cũ y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn cũng không nhịn được tìm hắn bát quái, ngươi dám nói ngươi không biết. Ngươi chẳng lẽ một chút tin tức đều không nghe nói. Triệu Vĩnh Thắng lúng túng nói, ta làm sao có thể biết, nàng cũng không phải lão bà của ta, nàng với ai tốt cũng không có khả năng trước đó cho ta biết. Chu Minh Viễn trong lòng tự nhủ coi như lão bà ngươi với ai tốt cũng không có khả năng trước đó thông chi ngươi, đi qua cảm thấy Triệu Vĩnh Thắng Xuân Phong đắc ý, hắn thu nhập cùng số đào hoa mình hâm mộ không đến, nhưng bây giờ phát hiện thiếu qua nợ sớm tối đều là phải trả. Nếu như Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm sự tình là thật, như vậy về sau Triệu Vĩnh Thắng cùng vị viện trưởng này lại nên như thế nào ở chung? Liên hướng về phía Triệu Vĩnh Thắng cùng Bùi Lâm chuyện xấu, Triệu Phi Dương làm sao cũng không có khả năng trọng dụng hắn. Nam nhân cũng là có tâm tư đố kỵ. Đương nhiên, cái này muốn nhìn Triệu Phi Dương có thể hay không bình an vượt qua nguy cơ lần này. Chu Minh Viễn nói, người có biết hay không có người đem chuyện này đâm đến kiểm tra kỷ luật bộ môn. Triệu Vĩnh Thắng có chút gấp, ta không biết, có quan hệ gì với ta. Chu Minh Viễn nói,
Ngươi đừng vội a, ta đây không phải tìm ngươi thương lượng tới, Triệu Viện lần này có thể hay không rời đi. Triệu Vĩnh Thắng từ trong túi lấy ra một hộp cửu ngũ chí tôn, từ khi hắn lên làm thần kinh khoa chủ nhiệm về sau, hút thuốc cấp bậc liền tăng lên, dù sao cũng không cần chính hắn dùng tiền. Triệu Vĩnh Thắng cho Chu Minh Viễn bên trên một chi. Chu Minh Viễn giúp hắn đốt, mình đốt lên thuốc lá, hút một hơi nói, chớ để ở trong lòng, nữ nhân mà liền chuyện như vậy. Triệu Vĩnh Thắng hết đường chối cãi, đã giải thích vô dụng, dứt khoát liền không lại giải thích, Triệu Viện cùng chuyện của nàng ta thật không biết. Chu Minh Viễn nói, ta nhìn Triệu Phi Dương lần này là phiền toái, làm cái gì hình thức đầu tư cổ phần, hiện tại tốt, đắc tội với người đi. Hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, Chu Minh Viễn thực chất bên trong cũng là không muốn thay đổi chế, chỉ là hắn đi qua không dám phát biểu ý kiến thôi. Triệu Vĩnh Thắng nói, ngươi chớ xem thường chúng ta Triệu Viện, hắn cũng là có bối cảnh. Bối cảnh có làm được cái gì? Nếu thật là phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, ai cũng không gánh nổi hắn, ngươi biết a? Nhận thầu y Mỹ trung tâm Bùi Ngọc là Bùi Lâm Đường tỷ, nói cái gì dẫn vào dân doanh vốn liếng, ha ha, căn bản chính là vì hắn lấy quyền mưu tư làm yểm hộ. Triệu Vĩnh Thắng nội tâm tràn đầy bất an, nếu như Bùi Lâm xảy ra chuyện, nói không chừng sẽ liên lụy đến hắn, dù sao những năm này hắn từ Bùi Lâm nơi đó đạt được không ít màu xám thu nhập. Cái này Triệu Phi Dương cũng quá không cẩn thận, tốt đẹp hoạn lộ, tại sao phải tại trên quan hệ nam nữ phạm sai lầm. Người mẹ nó tìm ai không được a? Không phải đụng Bùi Lâm, nữ nhân kia há lại tốt như vậy đụng. Không nói những cái khác, thân phận của nàng là y dược đại biểu, nhạy cảm như vậy thân phận ngươi đụng phải nàng, không chỉ là sinh hoạt vấn đề tác phong, sẽ còn bị người hoài nghi kinh tế bên trên có vấn đề. Triệu Vĩnh Thắng dùng sức hít một hơi thuốc lá nói, lão Chu, chuyện phía trên chúng ta không làm bình luận, hiện tại là thời điểm mẫn cảm nhất, chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình, bo bo giữ mình tốt nhất. Chu Minh Viễn nói, ta vốn đang suy nghĩ nhận thầu trung y chẩn đoán điều trị trung tâm sự tình, Triệu Phi Dương nếu là qua không được cửa này, chúng ta Trường Hưng cải chế có phải hay không liền không kết quả. Triệu Vĩnh Thắng suy nghĩ một chút nói, trong thành phố định đến điệu, hẳn là không dễ dàng như vậy cải biến đi. Cao Tân Hoa nghe nói sau chuyện này, trước tiên đi phòng làm việc của viện trưởng, hắn muốn làm bột hỏi một chút Triệu Phi Dương, vô luận trước đó có phải hay không tán thành Triệu Phi Dương chính sách, hắn đều không hy vọng Triệu Phi Dương xảy ra chuyện. Nhất là đối với chuyện như thế này thất bại, quá uổng phí. Sớm tại đẹp vô cùng ngực lớn xảy ra chuyện thời điểm, Triệu Phi Dương để hắn hỗ trợ dập lửa, khi đó Cao Tân Hoa liền ý thức được Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm quan hệ không hề tầm thường. Đợi đến Bùi Ngọc nhận thầu Trường Hưng Y Mỹ trung tâm, Cao Tân Hoa trong lòng đã phi thường rộng thoáng, chuyện như vậy tại bên trong thể chế cũng không tươi gặp, hắn cho rằng Triệu Phi Dương trí tuệ hoàn toàn có thể xử lý tốt những chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra, Triệu Phi Dương cuối cùng vẫn là bị người bắt được cái chuôi. Triệu Phi Dương không ở văn phòng, căn cứ chủ nhiệm phòng làm việc Lâm Nham Sinh nói, hắn buổi sáng liền đi ra ngoài, không có nói rõ đi hướng. Cao Tân Hoa cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn không có gọi cú điện thoại này, Triệu Phi Dương ở thời điểm này muốn gặp người khẳng định không phải mình. Triệu Phi Dương lúc này ngồi tại Hoa Gian Nhật Lưu trong đình viện uống trà, trời chiều chiếu xéo. Cách đó không xa nhân công thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, tia sáng dung nhập dòng nước vũ động quang ảnh, đỉnh đầu ô bách thụ như là thiêu đốt hỏa diễm, tại trong vắt bầu trời màu lam làm nổi bật hạ kia hỏa hồng nhan sắc tiên diễm đến như là tùy thời đều muốn chảy xuống. Từ Dĩnh ở một bên dùng trà hiến nhanh chóng kích Phật lấy xây ngọn, lục sắc xóa trong trà hiện ra vô số mạt thanh, đưa cho Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương nhìn qua kia mạt thanh một cái tiếp theo một cái phá diệt. Uống một ngụm, thuần hương vào cổ họng. Triệu Phi Dương thần kinh rốt cục có thể buông lỏng. Từ Dĩnh nói, cảm giác như thế nào? Triệu Phi Dương nói, cỏ xanh khí tức mùa xuân hương vị. Từ Dĩnh mỉm cười cười nói, Trung Hoa trà đạo văn hóa nặng tại khứ trừ trong trà cỏ khí, mà Nhật thức xóa trà truy cầu phải là tận khả năng bảo tồn trong đó cỏ xanh mộc vị. Triệu Phi Dương nói, Nhật thức trà đạo cũng là nguồn gốc từ nước ta Đại Tống điểm trà. Không tệ, xóa trà khởi nguyên từ Đại Đường, hưng thịnh tại Tống. Suy sụp tại Minh, Minh Triều về sau, bắt đầu lưu hành tán trà pha, điểm trà kỹ nghệ dần dần suy sụp, thậm chí liền trà hiến cũng không có người sử dụng, ngược lại tại Nghê Hồng hưng thịnh đến nay. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, hắn ở phương diện này nghiên cứu không sâu, từ khi đi đến tham chính con đường, hắn rất ít chú ý cái khác. Từ Dĩnh nâng tay lên bên trong trà lồng, nhấc lên Tống Huy Tông Triệu Cát Tại lộng lẫy trà luận bên trong, chuyên môn đối trà vòng có một đoạn nói rõ. Trà hiến lấy kình trúc lão giả vì đó, thân muốn nặng nề, hiến muốn sơ kình.
vốn muốn trạng bột chưa hẳn mù, đương như mũi kiếm hình dạng, đóng thân nặng nề, thì cầm chi hữu lực, dễ dàng vận dụng. Hiến sơ động như mũi kiếm, thì ra Phật mà phù mạt không sinh. Triệu Phi Dương nghe được hết sức chăm chú, Từ Dĩnh lời nói này nhìn như giảng giải trà lồng lựa chọn, nhưng trên thực tế lại đang nhắc nhở mình đạo làm quan. Đóng thân nặng nề, thì cầm chi hữu lực, dễ dàng vận dụng. Từ Dĩnh lại nói, Tống Huy Tông cũng ở trong đó giảng thuật trà lồng sử dụng yếu điểm, nhẹ tay hiến nặng, chỉ quấn cổ tay xoáy, nói dễ, làm thật đúng là ảo diệu vô tận đâu. Triệu Phi Dương nhìn qua Từ Dĩnh xoáy ra tay cổ tay, giống như có điều ngộ ra, mỗi lần tâm phiền thời điểm, ta đều sẽ tới ngươi nơi này, chẳng biết tại sao, ta vừa tới nơi này tâm liền sẽ yên tĩnh. Từ Dĩnh cười nói, ngươi chỉ là muốn tìm cái có thể tín nhiệm bằng hữu trò chuyện thôi, kỳ thật ta không giúp được ngươi cái gì. Triệu Phi Dương nói, ta làm hết thảy cũng là vì Trường Hưng, nhưng ta không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy không hiểu, thậm chí chửi bới ta. Từ Dĩnh nói, cây cao chịu gió lớn, muốn so người khác thấy cao xa, liền muốn có dạng này chuẩn bị tâm lý. Nàng cầm trong tay làm tốt xóa trà lần nữa đưa cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương nhấp một ngụm trà nói, ta còn không biết báo cáo ta người là Trường Hưng người hay là Hoa Niên người. Cũng không trọng yếu, vấn đề đã xuất hiện, liền muốn nhìn ngươi đi như thế nào giải quyết, ngươi qua cửa này, về sau người khác liền không cách nào tại chuyện giống vậy bên trên làm văn chương. Triệu Phi Dương mỉm cười nói, ngươi xác định ta có thể qua cửa ải này. Từ Dĩnh nói, ta rõ ràng cách làm người của ngươi, ngươi hẳn là sẽ không tại tiền tài bên trên thất bại. Triệu Phi Dương thở dài, ngươi thật giống như cố ý tóm tắt cái gì. Từ Dĩnh nở nụ cười. Triệu Phi Dương nói, Bùi Lâm là cái nữ nhân thông minh. Đối ngươi được không? Triệu Phi Dương nghiêm túc nghĩ một hồi, ta không biết. Từ Dĩnh nói, ta muốn gặp mặt nàng. Song trong mắt lướt qua một tia thu quang. Triệu Phi Dương lắc đầu, này an tâm chỗ là ta hương, nơi này là ta còn sót lại không nhiều thế ngoại đào nguyên. Hắn đứng người lên, đi. Từ Dĩnh nói, nghĩ kỹ. Triệu Phi Dương quay người nhìn qua vẫn nửa ngồi ở nơi đó châm trà Từ Dĩnh, nói khẽ ta năm ngoái liền ly hôn. Sự thật chứng minh, Triệu Phi Dương chịu nổi điều tra, hắn tại kinh tế bên trên không tồn tại vấn đề gì. Về phần sinh hoạt tác phong bên trên. Khi hắn tướng trước mắt hôn nhân tình trạng chi tiết hướng thượng cấp báo cáo về sau, liên quan tới hắn cùng Bùi Lâm chuyện xấu tự nhiên giải quyết dễ dàng. Không có bất kỳ cái gì quy định yêu cầu cán bộ lãnh đạo ly hôn sau không thể lại nói yêu thương, Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm hiện tại là quan hệ yêu đương. Việc này lộ ra ánh sáng về sau đồng đẳng với tại Trường Hưng bỏ xuống viên thứ hai đạn hạt nhân, Triệu Phi Dương trước mắt lại là độc thân. Mặc dù Triệu Phi Dương hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ lần này, nhưng là liên quan tới hắn nhiệt nghị cũng không lắng lại, có người bắt đầu bát quái khởi hắn trước một đoạn hôn nhân. Triệu Phi Dương vợ trước là Đông Châu Đại học sư phạm hệ triết học phó giáo sư, năm ngoái từ chức đi tinh nhà sườn núi nghe nói là đi cho nữ nhi nương bồi đọc. Nếu như không phải cùng Bùi Lâm chuyện xấu lộ ra ánh sáng, cơ hồ tất cả mọi người không biết Triệu Phi Dương đã ly hôn, thậm chí bao gồm cha mẹ của hắn. Triệu Phi Dương bởi vì việc này bị hắn tính tình nóng nảy phụ thân đánh một trận thật đau. Cao Tân Hoa còn chuyên môn chạy một chuyến Triệu gia, vì hắn biện hộ cho, đương nhiên chuyện này chỉ có thể là giữa bọn hắn bí mật. Thanh quan khó gây việc nhà, huống chi Triệu Phi Dương cùng hắn lão tử, một cái là Cao Tân Hoa đương nhiệm lãnh đạo, cái là hắn đi qua thủ trưởng. Cao Tân Hoa chỉ có thể trấn an một chút già đại đội trưởng cảm xúc, già đại đội trưởng đối diện trở thành sự thật hiện trạng, cũng vô lực hồi thiên, chỉ có cảm thán nhi tử cánh cứng cắp rồi, liền ly hôn đều không thông chi lão tử một tiếng. Dựa vào tính tình của hắn liền nên móc súng đem tiểu tử này cho sập. Cao Tân Hoa biết hắn nói đến tất cả đều là nói nhảm, từ nhỏ đến lớn hắn đối Triệu Phi Dương sủng ái tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, già đại đội trưởng đau lòng phải là cháu gái của hắn. Thật vất vả nghe già đại đội trưởng phát xong bực tức, Cao Tân Hoa bồi tiếp Triệu Phi Dương cùng rời đi. Triệu Phi Dương sau khi ra cửa liền nở nụ cười, mặc dù trên lưng bị lão gia tử dùng dây lưng rút đến còn có chút đau. Nhưng là hắn rõ ràng mình cửa này tính là quá khứ. Cao Tân Hoa có chút bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi còn cười được, ta thật lo lắng già đại đội trưởng móc ra súng tới. Triệu Phi Dương nói, hắn hiện tại không có súng, hiện tại chỉ có điều cây chổi u cục. Cao Tân Hoa cũng nở nụ cười. Triệu Phi Dương nói, đi, ta mời ngươi uống hai chén. Cao Tân Hoa lắc đầu, biểu thị đêm nay không được, đã hẹn cùng nữ nhi video, nhất định phải về nhà xin đợi. Kỳ thật hắn là kháng cự cùng Triệu Phi Dương uống rượu với nhau, hai người bọn họ ý nghĩ không giống,
trò chuyện không đến cùng đi, mỗi lần cùng Triệu Phi Dương cùng nhau ăn cơm đều muốn nghe hắn giảng thuật những cái kia kế hoạch lớn đại kế, mà Cao Tân Hoa lại không tán đồng, quả thực là một loại tra tấn. Triệu Phi Dương để Cao Tân Hoa chờ một chút, từ xe của mình trong cốp sau xuất ra hai bình Mao Đài, đây đều là tiện tay Thuận lão gia tử. Cao Tân Hoa nhún nhường một chút, cũng chỉ có thể nhận lấy, hắn kỳ thật muốn cho Triệu Phi Dương một chút lời khuyên, nhưng là nói đến bên môi lại bỏ đi ý nghĩ này, Triệu Phi Dương không có khả năng nghe theo mình khuyên nhủ. Lần này nguy cơ chỉ là vừa mới bắt đầu, theo cổ quyền đàm phán xâm nhập, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều vấn đề xuất hiện, có chút là nhằm vào Triệu Phi Dương, có chút là nhằm vào Trường Hưng. Cao Tân Hoa đối công việc bây giờ đã bắt đầu mệt mỏi, hắn thường xuyên hâm mộ đã kịp thời bước ra rời đi Nghiêm Hồi Ý. Triệu Phi Dương sau khi lên xe nhận được Bùi Lâm điện thoại, Bùi Lâm thanh âm mang theo ôn nhu áy náy, dù sao bởi vì nàng cho Triệu Phi Dương mang đến phiền toái lớn như vậy. Triệu Phi Dương nói cho nàng sự tình không có nghiêm trọng như vậy, mình đã hướng thượng cấp nói rõ tình huống, trong nhà cũng biết hắn ly hôn sự tình. Bùi Lâm có chút do dự nói ra bản thân rất muốn gặp hắn. Triệu Phi Dương nói cho nàng mình ban đêm còn có cái trọng yếu gặp mặt, có thể sẽ đã khuya. Bùi Lâm minh bạch hắn ý tứ, Triệu Phi Dương đêm nay không có thời gian gặp nàng, nàng phi thường quan tâm căn dặn Triệu Phi Dương muốn ít uống rượu, trời lạnh muốn bao nhiêu mặc quần áo, nhớ kỹ đưa nàng mua đến áo khoác mặc vào. Lúc này viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham Sinh gọi điện thoại tới, Triệu Phi Dương kết thúc cùng Bùi Lâm trò chuyện, lập tức cho hắn về tới. Lâm Nham Sinh là chuyên môn thông chi Triệu Phi Dương, phó viện trưởng Cảnh Văn Tú phụ thân qua đời, Triệu Phi Dương lập tức quyết định muốn đích thân đi một chuyến. Cảnh Văn Tú có phụ thân là Đông Châu thị lão lãnh đạo, ca ca của nàng Cảnh Văn Tuấn là đương nhiệm khu công nghệ cao người đứng đầu, Trường Hưng sở dĩ có thể cầm xuống khu công nghệ cao chữa bệnh dùng địa. Cùng Cảnh Văn Tuấn ủng hộ có quan hệ chặt chẽ. Triệu Phi Dương đi vào Cảnh gia thời điểm, Lâm Nham Sinh đã lấy lòng vòng hoa ở nơi đó chờ đợi, Triệu Phi Dương nhìn một chút câu đối phúng điếu, biểu thị hài lòng, sau đó hai người cùng đi linh đường bái tế. Bởi vì là cán bộ gia đình, cho nên Cảnh gia cũng không có hướng dân chúng tầm thường như thế đốt giấy để tang, con cái nhóm đổi lại màu đậm quần áo, trước ngực mang theo một đóa tiểu bạch hoa. Hiện trường không có thiết sổ sách đài, đây là Cảnh Văn Tuấn yêu cầu, bất kỳ người nào đến đây phúng viếng đều không được tặng lễ, bọn hắn chỉ tiếp thụ vòng hoa cùng thăm hỏi. Bên trong thể chế bởi vì loại chuyện này thất bại cán bộ chỗ nào cũng có, Cảnh Văn Tuấn đối với cái này có cực kỳ thanh tỉnh nhận biết, hắn tương lai đường phải đi còn rất dài, sẽ không đem tạm thời lợi ích để vào mắt. Làm Cảnh gia hiện tại gia chủ, các huynh đệ khác tỉ muội phục tùng vô điều kiện ý kiến của hắn. Nghe nói Triệu Phi Dương tới, Cảnh Văn Tú ra nghênh tiếp, Triệu Phi Dương sải bước đi vào trước mặt của nàng, nắm chặt tay của nàng nói, Cảnh tỷ, nén bi thương. Cảnh Văn Tú nhẹ gật đầu, khóc ra thành tiếng, Triệu Phi Dương an ủi nàng hai câu, biểu thị bệnh viện công việc trước tiên có thể thả một chút, người chết là lớn, hết thảy lấy sự tình trong nhà làm chủ, lúc nào làm tốt lão gia tử tang sự lúc nào lại về đi làm. Cảnh Văn Tuấn vẫn là như quá khứ một dạng trầm ổn, chỉ là trên mặt nhiều hơn mấy phần bi thương chi sắc, hắn hướng Triệu Phi Dương vươn tay ra, cảm tạ Triệu viện trưởng trong lúc cấp bách đến đây phúng viếng. Triệu Phi Dương nắm làm ra một bộ cảm động lây biểu lộ, nắm chặt tay của hắn nói, Cảnh bí thư, sự tình quá đột nhiên, Cảnh thúc thúc thân thể luôn luôn rất tốt, ta nghe được tin tức này, tâm bên trong phi thường khổ sở. Cảnh Văn Tuấn nói, người đều có một ngày này, lão gia tử đi được bình tĩnh, không bị tội. Triệu Phi Dương nói, Cảnh bí thư nhất định phải bảo trọng thân thể, cần ta hỗ trợ sự tình một mực nói thẳng, trong lòng ta đã sớm đem ngài trở thành ta thân đại ca. Cảnh Văn Tuấn nhẹ gật đầu, cảm ơn, chân chính đem mình làm đại ca, liền sẽ không dùng cái này ngài chữ. Lúc này có người tới thông chi Cảnh Văn Tuấn, Đông Châu Chu thư ký tới, Cảnh Văn Tuấn buông ra Triệu Phi Dương tay, bước nhanh đi ra ngoài đón. Triệu Phi Dương nhìn qua Cảnh Văn Tuấn bóng lưng, lúc này mới ý thức được là không có ra đi nghênh đón mình, trong lòng ẩn ẩn phát lên một loại cảm giác mất mát, có lẽ tại Cảnh Văn Tuấn trong mắt mình còn chưa đủ tư cách. Triệu Phi Dương thấy được Chu thư ký, hắn không có quá khứ chào hỏi, bởi vì Chu thư ký chưa hẳn đối với hắn có ấn tượng khắc sâu, huống chi hôm nay loại trường hợp này cũng không thích hợp. Chu thư ký biểu lộ trang nghiêm từ bên cạnh hắn đi qua, Triệu Phi Dương dùng sùng kính ánh mắt nhìn qua Chu thư ký, hy vọng Chu thư ký có thể hướng hắn nhìn lên một cái, nhưng là Chu thư ký đến đi vội vàng, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không có nhìn hướng bên này. Chu thư ký sau khi đi, Triệu Phi Dương chuẩn bị lưu thêm một hồi, lấy Cảnh gia tại Đông Châu địa vị,
đêm nay sẽ có thật nhiều nhân vật trọng yếu đăng tràng, đây là một cái phi thường cơ hội khó được. Không bao lâu, Triệu Phi Dương nhìn thấy Đổng Trường Hạo đến đây, bên cạnh hắn còn đi theo lúc trước bị mình thanh lý môn hộ Trương Hải Tân. Để Triệu Phi Dương ngoài ý muốn chính là, Cảnh Văn Tuấn thế mà chủ động ra nghênh đón, còn cùng Đổng Trường Hạo thân thiết nắm tay. Triệu Phi Dương trong lòng càng cảm giác khó chịu, mặc dù Đổng Trường Hạo là Hoa Niên tập đoàn lớn khỏe mạnh sự nghiệp bộ giám đốc, nhưng là Triệu Phi Dương từ đầu đến cuối không cho rằng Đổng Trường Hạo có cùng mình bình khởi bình tọa tư cách, hắn trong lý tưởng đàm phán đối tượng chí ít nên là Đoạn Viễn Hồng. Đổng Trường Hạo từ khi tại Nguy Sơn đảo bị đánh về sau, liền bắt đầu đối Trường Hưng ôm lấy địch ý, xính nhiệm Trương Hải Tân đương phụ tá của hắn rõ ràng liền có hướng mình thị uy ý tứ. Đổng Trường Hạo phúng viếng về sau, chủ động tới đến Triệu Phi Dương trước mặt, Triệu viện trưởng, người cũng tới. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, Văn Tú đồng chí là chúng ta Trường Hưng phó viện trưởng, ta cùng Cảnh bí thư lại là bạn tốt. Đổng Trường Hạo cười nhạt cười. Triệu Phi Dương cùng Cảnh Văn Tuấn quan hệ hắn nghe được phi thường rõ ràng, mình cùng Cảnh Văn Tuấn quan hệ Triệu Phi Dương lại không có chút nào rõ ràng. Trương Hải Tân chủ động hô, Triệu viện trưởng tốt, Triệu Phi Dương nhìn qua Trương Hải Tân hăng hái khuôn mặt, trong lòng nhảy ra một cái từ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trương Hải Tân chẳng lẽ không rõ ràng hắn chỉ là bị Hoa Niên tập đoàn lợi dụng công cụ, đương giá trị của hắn bị ép khô về sau. Hoa Niên tập đoàn liền sẽ không chút do dự đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Triệu Phi Dương không có phản ứng Trương Hải Tân. Trương Hải Tân đụng nhầm cây đinh có chút xấu hổ, Đổng Trường Hạo cảm nhận được hắn xấu hổ, để hắn đi trước trên xe các loại, mình muốn cùng Triệu viện trưởng đơn độc trò chuyện hai câu. Đổng Trường Hạo cùng Triệu Phi Dương cùng đi đến vườn hoa bên cạnh, Đổng Trường Hạo nói, Cảnh bí thư phi thường quan tâm hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện sự tình, đốc thúc chúng ta mau chóng hoàn thành cổ quyền đàm phán. Triệu Phi Dương nói, chúng ta nội bộ hội nghị cho rằng, Quý Phương chiếm đoạt tỷ lệ quá cao, 30% là chúng ta Trường Hưng ranh giới cuối cùng. Đổng Trường Hạo cười nói, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện cổ quyền tỷ lệ không phải chúng ta thuận miệng nói ra được, mà là trải qua khoa học ước định, căn cứ Trường Hưng bệnh viện tài sản ước định, chỉ có thể ở hình thức đầu tư cổ phần trong bệnh viện chiếm hữu 20% tỷ lệ, các ngươi lại không chịu trách nhiệm đầu tư, còn lại 80% đầu tư thế nhưng là chân kim bạch ngân. Nếu như Trường Hưng kiên trì 30% cổ quyền tỷ lệ, như vậy chúng ta Hoa Niên tập đoàn đầu tư hạn mức cũng sẽ tương ứng cắt giảm. Xin hỏi đối chính phủ như thế nào bàn giao? Triệu Phi Dương nói, Đổng quản lý, người muốn cân nhắc đến bệnh viện chúng ta tình huống thực tế, coi như ta đồng ý, trước đại hội cũng không thông suốt qua. Người cũng không có nếm thử làm sao biết không thông suốt qua. Trước mắt cái phương án này, khu công nghệ cao cùng trong thành phố đều là lặp đi lặp lại luận chứng qua. Các cấp lãnh đạo đều cho rằng là khoa học công bằng. Triệu Phi Dương nói, các ngươi không để ý đến nhân viên y tế giá trị A. Đổng Trường Hạo nói, thành lập hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện về sau, nhân viên y tế giá trị có thể đạt được càng lớn thể hiện. Nơi này ta cũng cần trình bày một sự thật, đi qua Trường Hưng là bệnh viện công cũng không thuộc về người, cho nên chúng ta đàm phán đối tượng chưa hề đều không phải là bệnh viện nhân viên. Triệu Phi Dương nói, ngươi lời nói này nếu để cho Trường Hưng công nhân viên chức nghe được sẽ khiến thêm phiền. Đổng Trường Hạo cười nói, Triệu viện trưởng không phải cái người sợ phiền toái A, cho dù có phiền phức, ta tin tưởng ngươi cũng giống vậy có biện pháp xử lý. Triệu Phi Dương nghe ra hắn là tại ám chỉ mình gần nhất phát sinh sự tình, trên mặt còn sót lại vẻ tươi cười biến mất. Đổng Trường Hạo nói, Triệu viện trưởng, ta chỉ là phụ trách quán triệt công ty chính sách, ngươi cũng muốn thông cảm nỗi khổ tâm riêng của ta. Triệu Phi Dương nói, Đổng quản lý có ý tứ là ngươi nói không tính. Đổng Trường Hạo gật đầu nói, tại Hoa Niên tập đoàn chân chính định đoạt chỉ có chúng ta chủ tịch. Đêm đó Triệu Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại Bùi Lâm trước mặt thời điểm, nàng có chút không tưởng được, vốn cho là hắn không trở lại, nhìn thấy Triệu Phi Dương biểu lộ nàng ý thức được tâm tình của hắn cũng không tốt. Không đợi Triệu Phi Dương mở miệng nói chuyện, Bùi Lâm liền nhào vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt hắn, lẩm bẩm nói, muốn ta. Cổ quyền đàm phán dẫn động tới mỗi một cái Trường Hưng nhân viên, cho dù là núi đảo phân viện cũng không ngoại lệ, không ngừng có người tìm Hứa Thuần Lương nghe ngóng tình huống. Tào Tĩnh cũng tới nghe ngóng, Hứa Thuần Lương gần nhất đều có chút tiếp ứng không xuống, cười khổ nói, Tào tỷ, ngươi đừng hỏi nữa, ta cũng không biết. Tào Tĩnh nói, ngươi là viện trưởng ngươi có thể không biết. Hứa Thuần Lương nói, ta là phân viện viện trưởng, ta cái này phó khoa cấp vẫn là bên trong mời, ngươi nói ta có thể biết cái gì. Tào Tĩnh thở dài nói, Trường Hưng là xong, lần này là triệt để bán cho nhà tư bản,
Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi quản hắn bán cho ai? Chỉ cần không đụng vào ích lợi của ngươi, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Tào Tĩnh nói, ngươi không hiểu, khẳng định sẽ có quan hệ. Nàng hôm nay tới còn có một việc, chính là nàng tại núi đảo khổ lữ đã sớm kết thúc, sớm định ra 3 tháng, nhưng là khoa bên trong gần nhất thiếu người, Vương Triệu Cương hướng trong nội viện đánh xin, yêu cầu nàng sớm về khoa đi làm. Hứa Thuần Lương đối với chuyện này đương nhiên không biết chế tạo chướng ngại, giúp nàng nơi tay nối liền ký tên, cười nhìn hỏi nàng có phải hay không muốn cho nàng an bài dừng lại tiếp phong yến. Tào Tĩnh biểu thị không cần, nàng đem thủ tục làm tốt, lập tức trở lại thu dọn đồ đạc, buổi chiều liền trở về, tại núi đảo nàng là ngốc đủ liền một ngày đều không muốn ở lâu, mấu chốt nguyên nhân là nàng kết hôn không bao lâu, hiện tại ở vào trên thực tế lưỡng địa ở riêng trạng thái. Hứa Thuần Lương chương trình tính đưa lên chúc phúc, kỳ thật mọi người còn tại một cái bệnh viện, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tào Tĩnh sau khi đi, Hứa Thuần Lương nhận được trong nội viện vẽ truyền thần tới mới nhất văn kiện, Trường Hưng tầng quản lý tăng lên một vị phó viện trưởng Viên Bội Cường, vị này phó viện trưởng là Hoa Niên tập đoàn xính nghiệp. Mặt ngoài đã thấy nhiều một vị phó viện trưởng, nhưng trên thực tế lại là hướng song phương hợp tác bước ra tính thực chất một bước. Ngoại trừ vị này phó viện trưởng bên ngoài còn mới tăng 4 vị viện trưởng trợ lý, Hứa Thuần Lương từ đó cũng không tìm được tên của mình, trong đó có mua sắm xử lý chủ nhiệm Hoàng Liên Thành, đi qua bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông, ngoại xính nhân viên 2 cái, theo thứ tự là làm tài vụ Thạch Hồng Quân, còn có 1 cái lại là Hoa Niên hệ Trương Hải. Những viện trưởng này trợ lý chức trách liền là phụ trách bệnh viện cải chế công tác cụ thể, mặc dù mặt ngoài gọi trợ lý, thực tế quyền lực cũng không nhỏ. Hứa Thuần Lương cũng không có bởi vì tìm không thấy tên của mình mà tiếc nuối, những viện trưởng này trợ lý công việc cũng không tốt làm, tiếp xuống cải cách công việc, hơn phân nửa đều là bọn hắn đi làm, kia là muốn mắng, Hứa Thuần Lương còn không có phạm đến loại này sai lầm tình trạng. Chỉ là hắn đối Triệu Phi Dương một lần nữa bắt đầu dùng Trương Hải Tân có chút khó chịu. Lúc trước Trương Hải Tân kém chút không có đem Trường Hưng quần lót cho sốc lên, Triệu Phi Dương cách làm không gọi rộng lượng, mà là nhượng bộ. Từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được Triệu Phi Dương tại Hoa Niên tập đoàn trước mặt quyền lên tiếng còn chưa đủ, như một vị nhượng bộ, như vậy song phương hợp tác tiền cảnh đáng lo. Hứa Thuần Lương cầm bút lên tại Trương Hải Tân danh tự bên trên đánh một cái xiên, cái này tốt nhất đừng phạm ở trong tay chính mình. Triệu Phi Dương nghe theo Bùi Lâm đề nghị. Hắn bí mật đi một chuyến Nam Giang, cùng Hoa Niên tập đoàn chủ tịch Đường Kinh Vĩ gặp mặt về sau, Triệu Phi Dương ý nghĩ có cải biến, chính là căn cứ vào loại sửa đổi này, mới có nhóm này ngoại xính nhân viên quản lý vào ở Trường Hưng. Lấy Viên Bội Cường cầm đầu Hoa Niên hệ nhân viên quản lý bọn hắn tiền lương trước mắt không cần Trường Hưng gánh vác, Viên Bội Cường trước mắt là lương 1 năm chế, tuổi của hắn củi là 70 vạn, cho dù là Trương Hải Tân viện trưởng này trợ lý, lương 1 năm cũng đạt tới 20 vạn. Bọn hắn tiền lương một công bố, toàn bộ Trường Hưng tầng quản lý đều nghị luận ầm ĩ, đối chiếu Viên Bội Cường tiêu chuẩn, từng cái phó viện trưởng cũng có thể cầm tới dạng này lương 1 năm, cái này còn không bao gồm cuối năm chia hoa hồng. Lấy Cao Tân Hoa làm thí dụ, hắn hiện tại cả năm thu nhập thêm khởi đến còn không đến 20 vạn, khoảng cách Viên Bội Cường tồn tại chênh lệch rất lớn. Công bố Hoa Niên hệ tiền lương, chính là muốn để nhóm người này nhìn thấy thực sự lợi ích. Cơ hồ tại đồng thời, Triệu Phi Dương dẫn đầu công kỳ tài sản của mình, hắn ly hôn sau cơ hồ chính là tỉnh thân gia hộ, danh nghĩa tiền tiết kiệm chỉ có 5 vạn, không phòng, không xe. Trường Hưng nhân viên khi nhìn đến phần này công kỳ thời điểm tâm tình đơn giản có thể sử dụng chấn kinh để hình dung, viện trưởng này quá nghèo, coi như công nhân bình thường cũng so hắn thân gia muốn phong phú. Nhưng mảnh nhất phẩm, Triệu Phi Dương cách làm liền có chút tận lực, làm sao bất công bày ra hắn cưới sau tài sản. Thông qua ly hôn liền trở nên 1-2 trận nhìn. Hắn chỉ ít còn có tiền tiết kiệm, Trường Hưng hơn phân nửa phổ thông nhân viên ai không phải thiếu mấy chục hơn 100 vạn phòng vay, hắn hiện tại không phòng, ly hôn trước phòng ở đều lưu cho vợ con. Không xe, hắn muốn xe làm gì? Có chuyên môn lái xe, đơn vị chiếc xe đó không tùy tiện hắn mở, liền nói hắn bình thường thường mở kia chiếc Audi A6, nói là mượn bằng hữu, ai biết đến cùng tình huống như thế nào. Đối Triệu Phi Dương công kỳ tài sản phản ứng mãnh liệt nhất vẫn là Trường Hưng cấp lãnh đạo bí thư Trần Hưng An trong phòng mắng nương, bài tốt khí như hắn còn là lần đầu tiên tức giận như vậy, Triệu Phi Dương làm như vậy tương đương đem bọn hắn tất cả đều đẩy lên trên chiếu bạc, cháu trai này toa cáp, liền nhìn mấy người các ngươi có theo hay không. Cùng đi, bất động sản tiền tiết kiệm đều phải lộ ra ánh sáng tại dân chúng trước mặt, ngươi nếu là không cùng, các công nhân viên đều phải nói trong lòng ngươi có quỷ, hoài nghi ngươi làm trái nhật ký hành trình là...
Phó viện trưởng bên trong có tiền nhất chính là Tần Quốc Lương, hắn bản thân liền là tâm nội khoa chủ nhiệm, thân gia mấy ngàn vạn là có, hắn cũng đem Triệu Phi Dương bát đại tổ tông thăm hỏi một lần, người khác có theo hay không hắn không biết, dù sao hắn đánh chết không theo. Kỳ thật chỉ cần không ra sân khấu cưỡng chế quy định, ai cũng không sẽ chủ động công kỳ tài sản của mình, đến bọn hắn loại này cấp bậc, coi như không có màu xám thu nhập, gia đình tình trạng cũng đều phi thường ưu việt, cho dù là bình thường thu nhập, người khác cũng sẽ hoài nghi bọn hắn thu nhập nơi phát ra. Triệu Phi Dương đương nhiên biết rõ điểm này cho nên lần này tài sản công kỳ vẻn vẹn đại biểu người, không có nghĩa là những người khác, cũng không có yêu cầu các lãnh đạo khác công kỳ tài sản. Cổ quyền đàm phán đã đạt tới thời khắc mấu chốt, căn cứ tin tức đáng tin, trong thành phố đã đồng ý Hoa Niên tập đoàn nói lên cổ quyền phân phối tỷ lệ, trước mắt tạm định Hoa Niên tập đoàn đầu tư là 2 tỷ. Có nhân viên căn cứ Hoa Niên tập đoàn đầu tư chán cùng cổ quyền tỷ lệ đến phỏng đoán Trường Hưng trước mắt giá trị, nên là 500 triệu. Kết quả này để Trường Hưng nội bộ nghị luận ầm ĩ, không biết bọn hắn là như thế nào ước định ra Trường Hưng bệnh viện bản bộ, khu công nghệ cao cánh đồng lại thêm núi đảo bệnh viện cánh đồng, tổng cộng giá trị tuyệt không chỉ 500 triệu. Triệu Phi Dương tại trong hội nghị đặc địa vạch, tài sản ước định cũng không phải là mọi người trước mắt có thể xuân đến, suy tính được nhân tố còn có rất nhiều, tại cụ thể ước định quá trình bên trong sẽ cân nhắc đến mắc nợ cùng thu nhập tăng trưởng. Trường Hưng tất cả nhân viên đã nhận thức đến, lần này bệnh viện công cải chế đã không thể tránh được, bọn hắn tương lai vận mệnh sẽ đi theo con đường nào, tất cả đều muốn nhìn cổ quyền đàm phán kết quả. Không muốn mặc người hạnh cắt nhân viên bắt đầu liên danh khiếu nại. Bọn hắn yêu cầu Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn đàm phán trong suốt hóa, yêu cầu sớm tổ chức trước đại hội tiến hành toàn viện biểu quyết, Trường Hưng bệnh viện chủ nhân là toàn thể nhân viên, mà không phải một cái hoặc mấy cái lãnh đạo. Triệu Phi Dương đối lần này dân ý bắn ngược sớm có đoán trước, tạm định cuối tháng 11 tổ chức thứ 5 giới chức đại hội kỵ lần thứ 8 công đại hội, đối bệnh viện công cải cách tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Trước đại hội ngày xác định để sôi trào dân ý bắt đầu có chỗ làm lạnh. Nhưng là Trường Hưng nội bộ cũng không có vì vậy mà bình tĩnh, một trận không có khói lửa chiến tranh ngay tại nhưng tiến hành. Cuối cùng, mỗi người quan tâm nhất vẫn là tự thân thu nhập, một phần cải cách sau thu nhập tiêu chuẩn tại nội bộ bắt đầu truyền ra, phổ thông nhân viên phúc lợi đãi ngộ trên cơ bản không có lớn biến động, nhưng là dính đến trung tầng cán bộ cùng phòng chủ nhiệm, kỹ thuật cốt cán bộ phận tăng lên biên độ liền tương đương rõ ràng dựa theo phần này tiêu chuẩn, trung tầng cán bộ tục xưng quan tâm phí cương vị trợ cấp sẽ có một bước nhảy vượt bậc. Thấp nhất cũng là 2.000 cất bước, chức vị càng cao, tăng lên càng lớn. Trường Hưng nội bộ dần dần xuất hiện rất nhiều loại thanh âm bất đồng, một loại là có biên chế phổ thông nhân viên, bọn hắn phần lớn ôm thái độ thờ ơ, trong thành phố đã minh xác lão nhân biện pháp cũ, bọn hắn thu nhập đãi ngộ đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Một loại là trung tầng cán bộ cùng khoa chủ nhiệm, kỹ thuật cốt cán, không có ai sẽ thực tình cùng tiền không qua được. Còn có một loại chính là không có biên chế phổ thông nhân viên. Bọn hắn phản đối là cường liệt nhất, nhưng là thanh âm của bọn hắn tương đối nhất là bất lực, bởi vì bọn hắn trên cơ bản đều là bệnh viện trung hạ tầng. Rất nhiều người ý thức được, coi như tổ chức trước đại hội cũng không cải biến được kết quả, bởi vì có thể tham gia trước đại hội trên cơ bản đều là đã được lợi ích người. Tại dạng này không khí dưới, người rất khó an tâm làm việc, toàn bộ tháng 11, chữa bệnh tranh chấp sáng tạo cả năm mới cao, tân nhiệm y tế chỗ chủ nhiệm Tằng Hồng Lâm cả ngày khắp nơi dập lửa khiến cho chật vật không chịu nổi. Y tế chỗ nội bộ cũng bắt đầu chất vấn năng lực của hắn, không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng, dù sao Hứa Thuần Lương tại thời điểm không có phiền toái nhiều như vậy sự tình, cho dù là có người ta cũng có thể thật xinh đẹp xử lý. Trình Tiểu Hồng gần nhất chịu đến vành mắt đều đen, ngoài miệng cũng xông ra một cái lớn ngâm, vừa mới xử lý xong nội khoa tranh chấp, bên này phụ khoa lại đem nàng kêu lên. Trình Tiểu Hồng tiến về phụ khoa trên đường gặp Đông Châu Đài truyền hình chứ danh người chủ trì Triệu Hiểu Tuệ. Bởi vì trước đây cùng Triệu Hiểu Tuệ bởi vì chữa bệnh tranh chấp đã từng quen biết, cho nên Trình Tiểu Hồng nhìn thấy nàng thời điểm ở, phản ứng đầu tiên chính là Triệu Hiểu Tuệ tìm đến nợ bí mật. Triệu Hiểu Tuệ lộ ra mất hồn rơi suýt nữa cùng Trình Tiểu Hồng đụng cái đầy cõi lòng, là Trình Tiểu Hồng chủ động kêu nàng một tiếng mới hồi phục tinh thần lại, áy náy hướng Trình Tiểu Hồng cười cười, cười đến phi thường miễn cưỡng. Trình Tiểu Hồng hỏi nàng có phải hay không có gì có thể để cho mình hỗ trợ, Triệu Hiểu Tuệ biểu thị không cần. Chính mình là đến bệnh viện làm thông thường kiểm tra. Hai người chia tay về sau, Trình Tiểu Hồng tranh thủ thời gian cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình gặp được Triệu Hiểu Tuệ, xem ra nàng tâm tình không tốt lắm. Trình Tiểu Hồng ít nhiều có chút một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng ý tứ, lo lắng nàng sẽ tìm nợ bí mật. Hứa Thuần Lương để nàng không cần lo lắng,
Triệu Hiểu Tuệ đã đều ký qua thông cảm hiệp nghị thư, người ta liền sẽ không lật lọng. Hai người hàn huyên một hồi công việc, Trình Tiểu Hồng oán trách một trận, Hứa Thuần Lương vừa đi đoạn thời gian kia hoàn toàn chính xác thanh nhàn một hồi, nhưng gần nhất chữa bệnh tranh chấp tăng vọt, cơ hồ mỗi ngày đều phải thêm ban, cơ hồ mỗi ngày đều phải bị mắng. Trình Tiểu Hồng cũng nhanh làm hỏng mất, hỏi Hứa Thuần Lương còn thiếu trợ lý không, nàng tình nguyện đi Nguy Sơn đảo phân viện đi theo hắn làm. Kỳ thật nàng cũng chính là phát cào nhau, thật làm cho nàng đi Nguy Sơn đảo nàng cũng phải cân nhắc, dù sao đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ, nàng cũng không muốn tiếp nhận lưỡng địa nỗi khổ tương tư. Hứa Thuần Lương đề nghị nàng có thể đi tìm Cao Tân Hoa thử một chút, một cái nữ hài tử làm y tế chỗ công tác xác thực áp lực quá lớn, có thể đổi một cái tương đối nhẹ nhõm phòng. Nếu như Trình Tiểu Hồng thật có ý nghĩ này, hắn có thể giúp một tay cho Cao Tân Hoa chào hỏi. Trình Tiểu Hồng hướng hắn biểu đạt lòng biết ơn, biểu thị tạm thời vẫn là để yên, dù sao lập tức bệnh viện đứng trước cải chế, vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói. Trình Tiểu Hồng suy tính được cũng rất chu đáo, tìm người làm việc không có không tiêu tiền, Cao Tân Hoa giúp nàng điều động công việc khẳng định không có vấn đề, nhưng là sau đó khẳng định phải có chỗ biểu thị. Hiện tại Trường Hưng bệnh viện ngay tại thúc đẩy cải cách, ai cũng không rõ ràng về sau lại biến thành bộ dáng gì. Vạn nhất cấp lãnh đạo biến động, còn không phải một lần nữa thắp hương bái Phật, đừng nhìn Trình Tiểu Hồng chức vị không cao, nhưng là nàng tất công tác nhiều năm, phương diện này vẫn rất có đầu não. Lúc này bí thư Đàm Hải Yến đến tìm hắn, Hải Yến từ khi đi vào Sơn Hồ phân viện đi làm, tổng thể không có tồn tại gì cảm giác rất nhiều nhân viên thậm chí không biết vị này mới tới bí thư. Đàm Hải Yến cùng Hứa Thuần Lương ở giữa đạt thành ăn ý, trên cơ bản hai người lưu một người tại phân viện chủ trì cục diện là được rồi, dù sao bên này gần nhất cũng không có việc lớn gì. Đàm Hải Yến không tranh quyền không đoạt lợi, đối hết thảy nhìn rất thoáng, bình thường gặp được sự tình gì còn muốn hướng Hứa Thuần Lương xin chỉ thị. Hứa Thuần Lương đều nói cho nàng không có cần thiết này, nhưng Đàm Hải Yến vẫn kiên trì làm như vậy, lần này thứ nhất là muốn trở về hai ngày qua tham gia hội nghị. Thứ hai thuận tiện xử lý một chút sự tình trong nhà, kỳ thật chính là quét dọn vệ sinh làm việc nhà, nhà nàng nam nhân kia căn bản không trông cậy được vào. Hứa Thuần Lương để nàng một mực rời đi, dù sao bên này có hắn tọa chấn. Có người không tranh quyền thế, có người tình nguyện bình thản, có người biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, Hứa Thuần Lương ba cái này đều không phải là, tại Nguy Sơn đảo bệnh viện, ngoại trừ tu luyện hắn tạm thời không có chuyện gì khác đi làm. Nguyên bản định bồi tiếp Mai Trấn Trưởng hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm, nhưng gần nhất Mai Trấn Trưởng không biết có phải hay không bên trên kỳ kinh nguyệt, thái độ đối với hắn rất xuống ngàn trượng, hai người tạm thời ở vào đoạn liên trạng thái. Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản vấn đề đã hết thảy đều kết thúc, Hứa Thuần Lương trong công tác cùng Mai Trấn Trưởng cũng không có tiếp xúc lý do. Hứa Thuần Lương tướng loại sự tình này cũng coi là đối tự thân một loại tu luyện, nếu là liền như thế điểm tình cảm đều khống chế không nổi. Còn tu luyện thế nào thông thiên bảo điển? Theo thời gian trôi qua, Hứa Thuần Lương tu luyện thông thiên bảo điển, dục vọng cũng không có lúc mới tới mãnh liệt như vậy. Qua đi tu luyện mục đích là vì mạnh lên lại mạnh lên, chỉ có tự thân tráng đại tài năng cam đoan ngũ độc giáo hương hỏa bất diệt hùng bá võ lâm, nhưng bây giờ cũng không có ngũ độc giáo, mà lại cái này thái bình thịnh thế cao thủ quá ít, coi như không tu luyện hắn giống như đều đã là nhất lưu cao thủ. Cái này cùng hắn tại kinh mạch chữa trị tiến cảnh quá chậm cũng có quan hệ, trừ phi có thể tập hợp đủ thiên dưỡng, toàn thiên, phương có thể tái tạo tiên thiên chi mạch, không có cái này một cơ sở, coi như hắn cố gắng như thế nào cũng vô pháp tại thông thiên bảo điển bên trên lấy được thành công. Đương nhiên cùng Hứa Thuần Lương hoàn cảnh bây giờ cũng có quan hệ rất lớn, hắn chợt phát hiện thể chế bên trong đấu trí đấu dũng cũng có ý tứ, mặc dù so ra kém đi qua loại kia kinh thiên động địa phô trương. Nhưng là loại này sóng ngầm phun trào trí đấu cũng có thể để cho người ta thu hoạch được mới là cảm giác thỏa mãn, loại này đấu tranh nên là đấu võ thăng hoa, không có khói lửa đồng dạng có thể kinh tâm động. Hứa Thuần Lương cuộc sống yên tĩnh rốt cục vẫn là bị đêm khuya một chiếc điện thoại đánh vỡ. Đàm Hải Yến rời đi vào lúc ban đêm, không điểm tả hữu, Triệu Hiểu Tuệ đánh tới một chiếc điện thoại, nàng chỉ nói một câu nói mau cứu ta. Hai tử. Hứa Thuần Lương nghe được về sau giật nảy cả mình. Lập tức bối rối toàn bộ tiêu tán, lại đánh tới không người nghe, một lát sau, có người gọi điện thoại tới, hỏi hắn có phải hay không người bị thương gia thuộc, Triệu Hiểu Tuệ ra tai nạn xe cộ, lái xe đâm vào trụ cầu bên trên, trước mắt người mang đến Trường Hưng bệnh viện cấp cứu, có thể hay không thoát khỏi nguy hiểm còn chưa chắc có biết, bối cảnh âm có chút ồn ào, xen lẫn xe cứu thương tiếng còi. Hứa Thuần Lương ý thức được tình huống hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Lúc này phà sớm đã ngừng.
Hứa Thuần Lương cho Vương Kim Vũ gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ đưa mình về Đông Châu. Vương Kim Vũ nhận được cú điện thoại này lấy làm kinh hãi, việc này quá mức đột nhiên, mặc dù như thế, hắn vẫn không do dự chút nào đáp ứng xuống, Hứa Thuần Lương tùy tiện không mở miệng cầu người làm việc, thời gian này mở miệng, tất nhiên có việc gấp phát sinh. Vương Kim Vũ an bài du thuyền thời điểm, Hứa Thuần Lương đã lấy hắn xe gắn máy đi vào nông trường bến tàu, Vương Kim Vũ nhìn thấy hắn lãnh khốc thần sắc nội tâm không khỏi run lên, hắn vậy mà từ Hứa Thuần Lương trên thân cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có túc sát chi khí. Hứa Thuần Lương tra thuyền về sau liên hệ một chút bệnh viện phương diện, Triệu Hiểu Tuệ đã bị khẩn cấp đưa vào phòng giải phẫu, xét thấy tình huống của nàng vô cùng nghiêm trọng, thân thể nhiều tạng khí tổn thương, đã an bài nhiều vị chuyên gia liên hiệp hội xem bệnh cũng tiến hành giải phẫu. Hứa Thuần Lương nghe nói Vu Mạt cũng ở trong đó, lập tức gọi cho Vu Mạt. Vu Mạt cũng là vừa vặn mới biết được người bị thương thân phận, chính đang cảm thán lấy oan ra ngõ hẹp, mình cùng Triệu Hiểu Tuệ thật đúng là có duyên, bất quá tại đối mặt người bị thương thời điểm, nàng sẽ không cân nhắc đến những chuyện khác, nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là cứu vớt sinh mệnh. Hứa Thuần Lương nói cho Vu Mạt Triệu Hiểu Tuệ mang thai, để nàng tận khả năng bảo trụ thai nhi. Vu Mạt nghe vậy một trinh. Hứa Thuần Lương lại là làm thế nào biết Triệu Hiểu Tuệ mang thai sự tình. Bất quá vô luận như thế nào tại đều muốn cảm tạ Hứa Thuần Lương cung cấp cái này cái tin tức trọng yếu, nàng nói cho Hứa Thuần Lương, tại Triệu Hiểu Tuệ trong xe phát hiện mấy cái bình thuốc, trước mắt cảnh sát đã rút lấy máu của nàng tiến hành phân biệt, giám định nàng phải chăng phục dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Triệu Hiểu Tuệ thân thể có bao nhiêu chỗ tạng khí tổn thương, mà lại trên người có chút vết thương hẳn không phải là xe tạo thành, hẳn là bị người bạo lực đánh bố trí. Nàng sẽ đem hết khả năng nghĩ cách cứu viện Triệu Hiểu Tuệ, hiện tại người có thể hay không cứu trở về còn khó nói, về phần nàng phần bụng thai nhi chỉ thuận theo ý trời. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, quen giận hướng không trung huy vũ một chút nắm đấm, xúc sinh. Triệu Hiểu Tuệ là phi thường muốn giữ lại đứa bé này, nàng làm sao có thể phục dụng vi phạm lệnh cấm dược vật. Chuyện này càng nghĩ càng là khả nghi, là ai đánh nàng, nàng phục dụng vi phạm lệnh cấm dược vật cùng người kia có quan hệ hay không? Hứa Thuần Lương trong nội tâm một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, Triệu Hiểu Tuệ bất lực thanh âm quanh quẩn ở bên tai của hắn, nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, nàng như thế nào lại tại cái kia thời gian điểm gọi điện thoại cho mình, như thế nào lại nói như vậy. Kỳ thật hôm qua Triệu Hiểu Tuệ cũng cho Hứa Thuần Lương đánh qua một chiếc điện thoại, vang lên hai tiếng liền treo lên, Hứa Thuần Lương cho nàng trả lời điện thoại thời điểm, nàng nói là Lâm Phát, lúc ấy Hứa Thuần Lương cũng không có để ở trong lòng. Liên tưởng tới Trình Tiểu Hồng, Hứa Thuần Lương càng phát ra tự trách, là mình quá sơ sẩy, Triệu Hiểu Tuệ hiển nhiên không phải Lâm Phát, nếu như mình có thể hỏi nhiều một câu, có lẽ Triệu Hiểu Tuệ liền sẽ nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì, nàng lúc ấy là muốn tìm cầu giúp mình lại có chỗ do dự. Hắn đối Triệu Hiểu Tuệ từng có hứa hẹn, vô luận hắn là tốt là xấu, nam nhân liền nên hứa một lời kiền kim, hắn đã đáp ứng muốn vì Triệu Hiểu Tuệ giải quyết phiền phức, hắn cũng đã đáp ứng nếu như nam nhân kia dám can đảm lấy phụ Triệu Hiểu Tuệ, hắn sẽ vì nàng làm chủ. Hứa Thuần Lương gần như có thể kết luận Triệu Hiểu Tuệ bi kịch cùng cái này vẫn giấu kín lấy nam nhân có quan hệ, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cứu là một cái như thế nào nam nhân có thể đối nữ nhân của mình ra tay, đối cốt nhục của mình ra tay. Vương Kim Vũ đi vào Hứa Thuần Lương bên người, thấp giọng khuyên nhủ, vô luận sự tình gì, cũng không thể sốt ruột, nói một chút, ta có phải hay không có thể giúp được một tay. Hứa Thuần Lương nói Triệu Hiểu Tuệ xảy ra tai nạn xe cộ. Cái gì? Vương Kim Vũ đối Triệu Hiểu Tuệ ấn tượng là rất không tệ, mỹ lệ sáng sủa hoạt bát có năng lực có nhiệt tình, trước mấy ngày mới đến núi đảo giúp bọn hắn Hiển Hồng nông trường làm nghĩa vụ tuyên truyền, vừa mới qua đi mấy ngày ngắn ngủi vậy mà xảy ra chuyện. Vương Kim Vũ cũng không rõ ràng Hứa Thuần Lương cùng Triệu Hiểu Tuệ quan hệ, nhưng là từ một người đứng xem góc độ, hắn cho rằng hai người khẳng định không phải người yêu quan hệ, thế nhưng là nhìn thấy. Hứa Thuần Lương đêm nay phản ứng, hắn lại có chút không dám xác định. Vương Kim Vũ cấp tốc làm ra một cái quyết định, hắn phải bồi cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ tiến về Đông Châu xử lý chuyện này, Hứa Thuần Lương lửa ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng, Vương Kim Vũ hiểu rõ nam nhân, hắn tại dưới cơn nóng giận không tiếc hành hung Thư Viễn Hàng. Hứa Thuần Lương tiểu tử này tính tình tuyệt không kém chính mình cùng ở bên cạnh coi như không thể giúp đại ân, chí ít cũng có thể nhắc nhở hắn khống chế một chút tính tình. Hai người đuổi tới Trường Hưng bệnh viện lúc sau đã là 3 giờ sáng. Triệu Hiểu Tuệ vẫn ở thủ thuật thất cứu giúp, bởi vì người nhà của nàng tất cả đều tại ngoại địa, chạy tới ít nhất phải sáng sớm ngày mai. Nói như vậy đồng ý giải phẫu sách, cần từ người bệnh bản nhân ký tên đồng ý.
bản người không thể ký tên hoặc là không thích hợp ký tên, từ người bệnh họ hàng gần thuộc ký tên đồng ý như phối ngẫu, phụ mẫu, con cái trở đến ký tên. Phát sinh tình trạng khẩn cấp, người bệnh bởi vì sinh mệnh hấp hối cần lập tức tiến hành giải phẫu, nhưng là lại liên lạc không được gia thuộc, cần đi qua chữa bệnh cơ cấu người phụ trách hoặc là trao quyền người đồng ý, có thể áp dụng tay Triệu Hiểu Tuệ giải phẫu cũng là trước liên hệ người nhà của nàng đạt được miệng trao quyền về sau bắt đầu. Đêm đó Trường Hưng bệnh viện hành chính trực ban là bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông, Hứa Thuần Lương tại mình không cách nào kịp thời chạy đến điều kiện tiên quyết, để Vu Hướng Đông liên hệ Trường Hưng trước mắt các phòng đứng đầu nhất chuyên gia tiến đến hội chẩn. Hứa Thuần Lương đến được giải phẫu thất thời điểm, ngực ngoại khoa giải phẫu đã hoàn thành, ngực ngoại khoa chủ nhiệm Cao Kiệt nói cho bọn hắn người bị thương tình trạng rất nặng, bất quá cứu giúp kịp thời, mệnh khẳng định là bảo vệ, về phần dự đoán bệnh tình muốn nhìn người bệnh người thể chất. Hứa Thuần Lương tại hiện trường thấy được Triệu Hiểu Tuệ trước vị hôn phu Trần Kiến Tân, Trần Kiến Tân vốn không muốn đến thế nhưng là sự cố đại đội cảnh sát giao thông không biết từ nơi nào tìm được hắn phương thức liên lạc, trong lòng tất còn đọc một chút tình cũ, thế là Trần Kiến Tân đến đây một chuyến. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn thời điểm, Trần Kiến Tân đang tiếp thụ cảnh sát giao thông điều tra. Hắn biểu thị mình cùng Triệu Hiểu Tuệ đã chia tay thời gian rất lâu, đối Triệu Hiểu Tuệ cuộc sống bây giờ tình trạng cũng không rõ ràng. Cảnh sát giao thông hỏi hắn Triệu Hiểu Tuệ đi qua có hữu dụng hay không dược vật lịch sử. Trần Kiến Tân không nói được giải dù sao đi qua chưa nghe nói qua. Cảnh sát giao thông lại hỏi hắn có biết hay không Triệu Hiểu Tuệ mang thai sự tình. Trần Kiến Tân nghe nói Triệu Hiểu Tuệ mang thai, mặt đỏ bừng lên, mặc dù nhưng đã chính thức chia tay, nghe được tin tức này vẫn là cảm giác trên mặt phát sốt, hắn nhớ tới mình đã từng nhận vũ nhục, dùng sức lắc đầu. Cảnh sát giao thông từ Trần Kiến Tân nơi đó hỏi không ra cái gì nội dung. Lại tìm tới Hứa Thuần Lương, bởi vì Triệu Hiểu Tuệ xảy ra chuyện sau cái cuối cùng điện thoại cũng là một cái duy nhất điện thoại là gọi cho hắn, dựa theo người bình thường tư duy, tại Triệu Hiểu Tuệ trong suy nghĩ Hứa Thuần Lương nhất định đối nàng phi thường trọng yếu. Hứa Thuần Lương, xin hỏi ngươi cùng Triệu Hiểu Tuệ là quan hệ như thế nào? Bằng hữu, nam nữ bằng hữu, không phải nam nữ bằng hữu, nàng vì cái gì tại xảy ra chuyện về sau cái cuối cùng điện thoại gọi cho ngươi? Hứa Thuần Lương lúc đầu tâm tình liền không dễ nghe đến đối phương hỏi như vậy, lập tức phát hỏa, ngươi là cảnh sát giao thông vẫn là cảnh sát hình sự. Chuyện này có liên hệ với ngươi sao? Cảnh sát giao thông cũng không phải cái bài tốt khí, ngươi thái độ đoan chính điểm, ta cảnh cáo ngươi, Triệu Hiểu Tuệ xảy ra chuyện trước đã bị người đoạn đánh qua, nếu như điều tra ra là ai, là phải bị pháp luật trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi đi tra A, ở chỗ này lãng phí thời gian nào? Vương Kim Vũ nhìn thấy song phương không có nói hai câu liền muốn náo, mau chóng tới nói cùng, hắn có thể bảo chứng Hứa Thuần Lương cùng chuyện này không quan hệ, Triệu Hiểu Tuệ ra xe thời điểm, Hứa Thuần Lương còn tại Nguy Sơn đảo đâu bọn hắn trong đêm đi thuyền chạy tới. Cảnh sát giao thông tiếp tục truy vấn nói, người có biết hay không Triệu Hiểu Tuệ mang thai sự tình. Hứa Thuần Lương lúc này cảm xúc có chỗ ổn định, nhẹ gật đầu, biết. Dự thính lấy Trần Kiến Tân cười lạnh một tiếng, cẩu nam nữ. Hắn coi là Triệu Hiểu Tuệ trong bụng hài tử là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương chính khí không thuận đâu, nhìn qua Trần Kiến Tân nói, người mắng ai đây? Trần Kiến Tân nói mắng ai ai rõ ràng có loại biển thủ loại nhận A. Hứa Thuần Lương hướng Trần Kiến Tân đi tới, Vương Kim Vũ mau đem hắn ngăn cản, cảm giác Hứa Thuần Lương hiện tại chính là cái hành tẩu pháo đốt, chỉ cần một điểm khẳng định sẽ nổ. Cảnh sát giao thông cũng không hỏi ra kết quả gì, quyết định về trước đi. Cảnh sát giao thông đi về sau, Hứa Thuần Lương hướng Trần Kiến Tân vẫy vẫy tay, ngươi cùng ta ra. Trần Kiến Tân dừng một chút, ta há sợ ngươi sao? Hai người một trước một sau đi ra phía ngoài, Vương Kim Vũ lo lắng bọn hắn đánh nhau, cũng đi theo ra ngoài, Hứa Thuần Lương nhìn thấy bốn bề vắng lặng, dừng bước lại, hướng Trần Kiến Tân hỏi, người nam kia là ai? Trần Kiến Tân nói, ngươi nói cái gì? Hứa Thuần Lương chỉ vào cái mũi của hắn nói, ngươi ít mẹ nó cùng ta giả ngu. Lúc trước ngươi cùng Triệu Hiểu Tuệ làm sao chia ngươi không rõ ràng. Nói. Trần Kiến Tân nói cái gì nói. Ta cùng Triệu Hiểu Tuệ chia tay là tình cảm bất hòa, cùng bất luận kẻ nào cũng không quan hệ. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, thứ hèn nhát. Trần Kiến Tân mặt lại lần nữa đỏ lên, tựa như vô số cương châm đâm trên mặt của hắn, đâm xuyên qua tự tôn của hắn, cũng nát hắn còn sót lại kiêu ngạo. Trần Kiến Tân tựa như một đầu sư tử bị chọc giận, giống giận xông tới. Chiếu vào Hứa Thuần Lương mặt bên trên chính là một quyền. Hứa Thuần Lương lách mình qua, một quyền đánh trúng vào Trần Kiến Tân cằm,
sau đó bổ sung một cái oa tâm cước, Trần Kiến Tân bị đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Vương Kim Vũ mau tới trước ngăn lại Hứa Thuần Lương, đừng đánh a. Hứa Thuần Lương nói, người mẹ nó chính là cái thứ hèn nhát, liền bạn gái mình đều không bảo vệ được tính là gì nam nhân. Trần Kiến Tân che miệng từ dưới đất bò dậy, Hứa Thuần Lương một quyền này đánh thức hắn, hắn ô ô khóc lên. Vương Kim Vũ vỗ vỗ Hứa Thuần Lương, thấp giọng khuyên nhủ nói, đừng đánh nữa, đều bị ngươi đánh khóc. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói cho ta ai đánh Hiểu Tuệ tỷ, ngươi không dám cho nàng xuất khí, ta đi. Trần Kiến Tân khóc đến vô cùng thương tâm, Vương Kim Vũ nhìn ở trong mắt không có cảm thấy đồng tình, ngược lại cảm thấy chán ghét, liền hắn đều nghĩ đạp oát con vô dụng này một cước. Trần Kiến Tân tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, xoa xoa máu trên mặt, ngươi có gan, Thịnh Chiêu Huy, người mẹ nó đi tìm Ân Hằng chế dược Thịnh Chiêu Huy. Vương Kim Vũ sắc mặt lại thay đổi, Thịnh Chiêu Huy là Đông Châu xếp hạng trước ba phú hào, Ân Hằng chế dược tổng giám đốc, hắn cùng thê tử Lương Văn Tĩnh liên thủ tạo dựng Ân Hằng chế dược, đưa ra thị trường về sau, cặp vợ chồng tài phú cũng như vết dầu loang tăng trưởng, nghe nói cái đôi này tài sản đừng nói tại Đông Châu, coi như tại toàn bộ Bình Hải cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hứa Thuần Lương cũng không biết Thịnh Chiêu Huy là ai, cầm điện thoại di động lục soát Thịnh Chiêu Huy người, dạng này danh nhân, tại trên mạng tìm tới một chương thuộc về hắn ảnh chụp rất dễ dàng. Hứa Thuần Lương nhìn điện thoại di động bên trên cái kia Âu phục dày da ra vẻ đạo mạo ra hỏa, ở trong lòng đã tuyên án người này cực hình. Vương Kim Vũ không khỏi cảm thấy có chút rét lạnh, hắn rất nhanh ý thức được cái này rét lạnh đến từ Hứa Thuần Lương sát khí trên người. Vương Kim Vũ kéo lấy Hứa Thuần Lương đi vào yên lặng địa phương, hạ giọng nói, lão đệ, Thịnh Chiêu Huy người này ngươi không chọc nổi, hắn có tiền có thế, mà lại ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, ngươi cũng không thể khẳng định Trần Kiến Tân nói đến chính là nói thật. Hứa Thuần Lương nói, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Chỉ cần nghĩ cha, không lo tìm không thấy chứng cứ. Giải phẫu một mực kéo dài 8 giờ, vu mặt người đi ra sau cùng thời điểm, đã là 9 giờ sáng, đi ra phòng giải phẫu lấy xuống khẩu trang, nàng cũng là một mặt mệt mỏi, nàng hướng Hứa Thuần Lương cười cười. Hứa Thuần Lương nghênh đón hiểu rõ bệnh tình, vu mặt nói cho hắn biết giải phẫu bên trong cho Triệu Hiểu Tuệ làm cái siêu thanh, nàng đích xác mang thai, trước mắt chỉ có hơn 50 trời, có thể nhìn thấy tâm quản đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, chỉ ít trước mắt đến xem không có vấn đề quá lớn. Phu Mạt Giếng không đề nghị giữ lại đứa bé này, Triệu Hiểu Tuệ bây giờ còn chưa thức tỉnh, bởi vì lá gan bài vỡ tan, đi lá gan trái lá bộ phận cắt bỏ, bài bẩn cắt bỏ. Nàng còn sát nhập ngực ngoại thương, chân trái xương đùi gãy xương, coi như rất nhanh thức tỉnh, nàng cũng tướng đứng trước một cái dài rằng giặc khôi phục quá trình, dạng này tình trạng cơ thể lại có thể nào tiếp nhận mang thai gánh vác. Nàng bản thân làm qua thai ngoài tử cung giải phẫu cũng không có mấy tháng, thân thể cũng không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đương nhiên Vu Mạt cũng không phủ nhận Triệu Hiểu Tuệ về sau mang thai khả năng rất thấp, nếu như chảy mất đứa bé này, về sau mang thai khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vu Mạt cũng không làm rõ ràng được Hứa Thuần Lương cùng Triệu Hiểu Tuệ đến cùng là quan hệ như thế nào. Vì sao hắn đối với chuyện này khẩn trương như vậy, làm bằng hữu nàng cũng không tiện hỏi. Hứa Thuần Lương hỗ trợ Triệu Hiểu Tuệ đưa đến ICU, Triệu Hiểu Tuệ giải phẫu cùng tiền nằm bệnh viện dùng sẽ là một số tiền lớn, người nhà của nàng không tới trước đó. Hứa Thuần Lương hỗ trợ ở viện chỗ ký tên đảm bảo, cũng là bệnh viện tất đi chương trình. Vương Kim Vũ vẫn luôn cùng đi Hứa Thuần Lương tả hữu, Hứa Thuần Lương đi giúp Triệu Hiểu Tuệ đảm bảo thời điểm, hắn dành thời gian đi cái toilet, trở về thời điểm phát hiện Hứa Thuần Lương người đã không thấy. Vương Kim Vũ lo lắng con hàng này ra ngoài gây chuyện, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết mình muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Đại khái giữa trưa trở về, bệnh viện bên kia liền phiền phức hắn trước hỗ trợ chiếu ứng. Vương Kim Vũ nghe xong đã cảm thấy không đúng lắm, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, hắn tranh thủ thời gian khuyên nhủ nói, ngươi đừng làm chuyện điên rồ a, tranh thủ thời gian trở về, có một số việc có thể đợi cảnh sát điều tra kết quả ra lại xử lý. Hứa Thuần Lương chỉ nói câu ta tâm lý nắm chắc liền đã cúp điện thoại. Vương Kim Vũ khẩn trương lên, từ tối hôm qua Trần Kiến Tân nói đến kia lời nói đến xem. Dẫn đến Triệu Hiểu Tuệ mang thai tội thủ nên là Thịnh Chiêu Huy, Hứa Thuần Lương nên không phải tìm Thịnh Chiêu Huy tính sổ sách đi. Ân Hằng chế dược là Đông Châu minh tinh xí nghiệp, Thịnh Chiêu Huy còn có đại biểu thân phận, Hứa Thuần Lương xúc động phía dưới, vạn nhất làm ra không lý trí sự tình, hậu quả tướng thiết tưởng không chịu nổi. Vương Kim Vũ khẳng định là không khuyên nổi hắn, càng nghĩ hắn nghĩ tới một người, tranh thủ thời gian cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại.
Hiện tại Hồ Sơn Trấn không ít người đều cho rằng Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết tại yêu đương, Vương Kim Vũ cũng biết hai người bọn họ quan hệ không tệ, Mai Như Tuyết nói chuyện khẳng định so với mình có tác dụng. Mai Như Tuyết chính đang họp, điện thoại ở vào yên lặng trạng thái, nhìn thấy Vương Kim Vũ điện thoại, cho hắn trở về cái tin, chính đang họp, đợi lát nữa cho ngươi quay lại. Lập tức Vương Kim Vũ lại trở về một cái tin, cấp tốc, Hứa Thuần Lương xảy ra chuyện. Mai Như Tuyết phương tâm trong nháy mắt nắm chặt, thế nhưng là nàng lập tức lại nghĩ, Hứa Thuần Lương có quan hệ gì với ta, tại sao muốn tìm ta. Nàng quyết định không để ý tới, nhưng trong đầu lại xuất hiện Hứa Thuần Lương cái bóng. Mai Như Tuyết đồng chí, người đến nói hai câu. Khổng Tường Sinh mỉm cười nhìn qua nàng. Mai Như Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh ngẩng đầu đến, nàng bỗng nhiên đứng người lên, không có ý tứ, ta có việc gấp. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Mai Như Tuyết rời đi hội trường, nàng cơ hồ một đường chạy chậm về tới phòng làm việc của mình, đóng cửa phòng cho Vương Kim Vũ gọi lại. Vương Kim Vũ bên kia đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy Mai Như Tuyết gọi điện thoại tới, tranh thủ thời gian kết nối, uy. Mai Trấn trưởng ngươi cuối cùng cho ta trả lời điện thoại. Chuyện gì à, ta chính đang họp đâu. Vương Kim Vũ nói, cấp tốc, Hứa Thuần Lương tiểu tử này có thể muốn xông đại hỏa. Hắn lúc nào cũng không có yên tĩnh qua à, nhắc lên cái này Mai Như Tuyết liền giận không chỗ phát tiết. Vương Kim Vũ nói tối hôm qua Triệu Hiểu Tuệ ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Mai Như Tuyết có chút giật mình, lo lắng sau khi trong lòng lại có chút không thoải mái, Hứa Thuần Lương nguyên lai là vì nàng. Cái này Vương Kim Vũ thật sự là nhiều chuyện, loại chuyện này tại sao muốn nói cho ta? Nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một hạ cảm xúc, nàng hiện tại thế nào? Người đoạt cứu lại còn không có tỉnh, cảnh sát giao thông nói nàng phục dụng vi phạm lệnh cấm dược vật, nhưng nàng bản thân lại mang thai, Hứa Thuần Lương cho rằng nàng phi thường coi trọng đứa bé này, không có khả năng chủ động uống thuốc, mà lại xảy ra chuyện về sau duy điện thoại là gọi cho Hứa Thuần Lương, để hắn mau cứu hài tử. Mai Như Tuyết cảm giác nội tâm của mình đều muốn chua ra chân trời, Vương Kim Vũ à Vương Kim Vũ, người cái này lớn ngu xuẩn, tại sao muốn nói cho ta chuyện của bọn hắn? Ngươi cho rằng ta còn chưa đủ tâm phiền. Mai Như Tuyết kiệt lực khống chế lại tâm tình của mình nói, Vương Tổng, các ngươi hiện tại hẳn là xin giúp đỡ phải là bệnh viện, không phải ta, giúp ta chuyển cáo Hứa Thuần Lương, là cái nam nhân liền nên chịu trách nhiệm. Nàng nói xong liền đã cúp điện thoại. Vương Kim Vũ lúc này mới ý thức được mình nhưng có thể làm cho nàng hiểu lầm, tranh thủ thời gian lại đánh tới. Mai Như Tuyết nhìn thấy Vương Kim Vũ lại gọi điện thoại tới, có loại tướng điện thoại ném đi xúc động, kiên nhẫn tiếng chuông rốt cục vẫn là để nàng nhận nghe điện thoại. Người có hết hay không? Ta đang họp đâu? Họp nặng lại còn là Hứa Thuần Lương trọng yếu à? Mai Như Tuyết bị Vương Kim Vũ một cuống họng dọa sợ, nàng cũng phản hỏi chính mình cái này vấn đề. Quá khứ và hiện tại căn bản chính là hai loại khác biệt đáp án. Vương Kim Vũ nói, đứa bé kia không phải Hứa Thuần Lương. Mai Như Tuyết triệt để bạo phát, Vương Kim Vũ, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Ta không muốn nghe liên quan tới Hứa Thuần Lương bất luận cái gì lạn sự, những chuyện này ta nghe đều buồn nôn. Mai Trấn trưởng ngươi đừng tắt điện thoại, tuyệt đối đừng, Hứa Thuần Lương cùng Triệu Hiểu Tuệ không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nhất định là hiểu lầm, hắn đem Triệu Hiểu Tuệ đương tỷ tỷ nhìn. Hắn hẳn là thiếu Triệu Hiểu Tuệ một cái nhân tình, đáp ứng ban đầu qua Triệu Hiểu Tuệ, nếu như ai khi phụ nàng, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào đều sẽ cho nàng hỗ trợ, hắn người này hứa một lời kiền kim. Dẫn đến Triệu Hiểu Tuệ mang thai có thể là Ân Hằng tổng giám đốc mà lại người này còn có thể tại tối hôm qua Triệu Hiểu Tuệ xảy ra chuyện trước đánh nàng, người đang nghe sao? Đầu bên kia điện thoại Mai Như Tuyết trầm mặc một lát sau nàng nói khẽ, ta đang nghe. Vương Kim Vũ đơn giản tướng Hứa Thuần Lương cùng Triệu Hiểu Tuệ nhận biết trải qua nói một lần, hắn thấy Hứa Thuần Lương cùng Triệu Hiểu Tuệ khẳng định là trong sạch, Hứa Thuần Lương người này không nói hiệp can nghĩa đảm, nhưng tất nhiên là lời hứa ngàn vàng, hắn đáp ứng người khác sự tình khẳng định sẽ làm đến, nhìn Hứa Thuần Lương tư thế, 8-9 phần 10 là đi là Triệu Hiểu Tuệ đòi lại công đạo. Mai Như Tuyết nghe xong cũng gấp ngươi không phải ở bên cạnh hắn sao? Vì cái gì không ngăn cản hắn? Vương Kim Vũ nói. Ta ngăn không được à, đi nhà vệ sinh không người khác liền không có, ta coi như đi theo hắn cũng ngăn không được hắn, ta nghĩ tới nghĩ lui hắn hẳn là nghe ngươi, ngươi tranh thủ thời gian khuyên hắn một chút. Mai Như Tuyết nói, ta cũng không khuyên nổi, ngươi nhanh đi tìm hắn đi. Mai Như Tuyết cúp điện thoại lập tức gọi Hứa Thuần Lương dãy số, nàng mới ý thức tới cái số này đã bị nàng khắc ở trong lòng. Cắn cắn môi anh đào, tên ghê tởm này, thật coi mình là cứu thế anh hùng.
hiện tại chuyện gì đều có pháp luật, có chuyện tìm cảnh sát nhân dân a. Nàng cho là mình không muốn cho Hứa Thuần Lương gọi cú điện thoại này, nhưng là tay của nàng lại không nghe đại não chỉ huy, có lẽ nàng tiềm thức chỉ huy nàng bấm Hứa Thuần Lương điện thoại, để nàng không tưởng được phải là Hứa Thuần Lương thế mà tắt máy. Lần này Mai Như Tuyết triệt để luống cuống, lúc này Trương Nhất Bản gõ cửa tiến đến, Mai trấn trưởng, 10 giờ rưỡi có cái Đông Giang Nhật Báo phỏng vấn. Giúp ta đẩy. Cái gì? Mai Như Tuyết cầm lấy sắc tay của nàng, ta có việc gấp muốn về Lội Đông Châu. Thế nhưng là đã hẹn, đối phương là Đông Châu Nhật Báo thủ tịch phóng viên. Mai Như Tuyết nhìn hằm hằm Trương Nhất Bản, đi ra, về sau không trải qua ta cho phép, không muốn an bài cho ta cái gì phỏng vấn. Trương Nhất Bản ngây ngẩn cả người, cái này phỏng vấn rõ ràng là đạt được nàng cho phép. Hứa Thuần Lương xuống xe taxi, ngẩng đầu nhìn trước mắt Ân Hằng cao ốc, nơi này là Ân Hằng chế dược tổng bộ, Hứa Thuần Lương ngẩng đầu mà bước đi vào cao ốc. Lập tức có bảo an tới ngăn lại hắn, thật xin lỗi, nơi này là Ân Hằng tổng bộ, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Hứa Thuần Lương nheo mắt lại nhìn qua trên tường bảng hướng dẫn, phòng tổng giám đốc tại lầu 9. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta cùng các ngươi Thịnh tổng đã hẹn, hắn ở đây sao? Bảo an nói, ngài chờ một lát, ta trước mặt đài xác nhận một chút, xin hỏi tên họ của ngài. Hứa Thuần Lương đã vòng qua hắn đi vào bên trong, bảo an liền vội vàng đuổi theo, ngươi chờ một chút. Tiến vào đại lâu nhân viên cần quét mã, Ân Hằng dù sao cũng là Đông Châu minh tinh xí nghiệp, hết thảy đều lộ ra như thế chính quy lại là khí phái như thế. Hứa Thuần Lương không có thẻ nhân viên, nhưng là cái này thấp bé miệng cống căn bản ngăn không được hắn, bước nhanh đi vào phía trước bay lên không nhảy lên, đã từ miệng cống phía trên nhảy tới, vậy thuần thục tựa như chuyên nghiệp vượt rào cản vận động viên. Bảo an lúc này mới cảm thấy không đúng, bận bịu hô lớn, người đứng lại đó cho ta. Bên trong đại sảnh bốn tên bảo an nhao nhao hướng Hứa Thuần Lương truy đuổi đi qua, Hứa Thuần Lương biết bình thường loại địa phương này thang máy cũng là cần quét thẻ, cho dù không cần quét thẻ, cũng có bị người nửa đường đình chỉ quan trong thang máy bộ khả năng, cho nên hắn thẳng đến an toàn thang lầu. Sân khấu vị kia mặc màu xám sáo trang tiếp khách tiểu thư ý đồ tiến lên ngăn lại Hứa Thuần Lương, không chờ nàng tới gần, Hứa Thuần Lương nổi giận gầm lên một tiếng, lăn đi. Nhân viên lễ tân dọa đến dùng mình một cái, tựa như bị làm định thân thuật ngây người tại nguyên chỗ, nàng lúc này mới nhớ khởi chức trách của mình là tiếp khách, cũng không phải bảo vệ, run rẩy tới câu hoan nghênh. Quang lâm. Hứa Thuần Lương đã thuận lợi xông vào an toàn thang lầu, tốc độ cao nhất leo lên phía trên. Bốn tên bảo an sau đó đuổi vào, bọn hắn leo đến tầng 2 thời điểm, Hứa Thuần Lương đã bỏ tới 3 tầng, mấy tên bảo an một bên cố gắng đuổi theo, một bên liên hệ những tầng lầu khác bảo an đối cái này khách không mời mà đến tiến hành bao vây chặn đánh. Hứa Thuần Lương đi vào 7 tầng thời điểm, hai tên trước đó mai phục tại nơi đó bảo an hướng hắn nhào tới, ý đồ đem hắn ôm lấy. Nhưng rõ ràng nhìn đúng mục tiêu, bổ nhào qua thời điểm, Hứa Thuần Lương thân thể tựa như linh như rắn tơ lụa từ giữa hai người khe hở bên trong ra ngoài, hai tên bảo an thân thể đụng vào nhau, mất đi cân bằng, huyên thuyên lăn đi xuống cầu thang. 8 tầng mai phục bảo an càng nhiều chừng 6 cái, tướng thông hành đầu bậc thang phong bế, từng cái tay cầm gậy cảnh sát, chuẩn bị hướng cái này khách không mời mà đến phát động liên thủ công kích. Hứa Thuần Lương đi đến nửa đường, bay lên không nhảy lên, bắt lấy phía trên thang lầu lan can. Thân thể lật nghiêng trực tiếp liền vòng qua bọn hắn vòng vây, 6 tên bảo an từng cái trợn mắt hốc mồm, người này là con khỉ sao? Vì sao thân pháp linh hoạt như thế? Do dự ở giữa, Hứa Thuần Lương đã thuận lợi đã tới 9 tầng. Tầng này cũng có một bảo vệ, hắn nghe nói có người xâm lấn, nhưng là không nghĩ tới là chạy bên này, đưa điện thoại di động buông xuống, đưa tay đi rút gậy cảnh sát. Gậy cảnh sát chưa rút ra, cổ đã bị Hứa Thuần Lương cho nắm, Thịnh Chiêu Huy cái nào cái gian phòng. Bảo an bị hắn bóp cũng nhanh thất tức, 9.09, người tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, hơn phân nửa không có dũng khí đi chống lại. Cảm ơn, Hứa Thuần Lương từ trong tay hắn đoạt lấy gậy cảnh sát, nhanh chân đi hướng 909 gian phòng, cuối lối đi còn có một đạo cửa thủy tinh sau chính là 909 phòng tổng giám đốc. Hứa Thuần Lương sau khi đi vào, tướng gậy cảnh sát cắm ở hai cái lan can ở giữa, hướng đám kia sau đó chạy tới bảo an cười cười. Ân Hằng mặc dù so Trường Hưng có tiền, nhưng bọn hắn mời được bảo an cũng là một đám phế vật, chỉ bằng đám người này căn bản ngăn không được chính mình. Hứa Thuần Lương gõ gõ 909 cửa phòng, đẩy cửa đi vào, sau khi đi vào đóng cửa phòng, tiện tay tướng cửa phòng khóa trái.
Đây là một gian chừng 200 mét vuông xa hoa văn phòng, một tại gỗ lim trên bàn công tác làm việc nam tử trung niên dị ngẩng đầu tới. Hắn chính là Ân Hằng chế dược giám đốc Thịnh Chiêu Huy, năm nay 48 tuổi, Đông Châu Minh Tinh xí nghiệp gia, hắn cùng thê tử Lương Văn Tĩnh dắt tay tạo dựng nhà này đưa ra thị trường thuốc mong đợi, bất quá Ân Hằng chủ tịch là Lương Văn Tĩnh. Bởi vì cần tại kiện thân nguyên nhân Thịnh Chiêu Huy nhìn muốn so với tuổi thật càng thêm tuổi trẻ, thân hình cao lớn cái eo thẳng, khí chất bất phàm. Thịnh Chiêu Huy tại thương trường. Bên trên chém giết nhiều năm, sớm đã thường thấy sóng gió, mặc dù hắn không biết người tuổi trẻ trước mắt, nhưng là cũng có thể phát giác được người này kẻ đến không thiệt, không chút hoang mang đem bút trong tay cắm tốt, bình tĩnh nói, ngươi tìm ai? Hứa Thuần Lương nói, tìm ngươi, Thịnh Chiêu Huy, ngươi cái lão vương bát đản. Thịnh Chiêu Huy khóe môi cơ bắp giật một cái, tại Đông Châu vẫn chưa có người nào dám ngay mặt như thế mắng hắn. Bên ngoài vang lên dồn dập gõ cửa âm thanh, cửa phòng cách âm hiệu quả không tệ. Thịnh Chiêu Huy nói, bên ngoài chỉ ít có 20 tên bảo an đang chờ ngươi, mà lại bọn hắn đã báo cảnh sát. Hứa Thuần Lương cười nói, ta có thể đến nơi đây chứng minh bọn hắn tất cả đều là bọc mủ. Thịnh Chiêu Huy cười ha ha, gật đầu nói, không tệ, hoàn toàn chính xác bọc mủ. Đợi lát nữa ta liền đem bọn hắn toàn bộ khai trừ. Hắn đứng người lên, người trẻ tuổi, ta giống như chưa thấy qua ngươi. Ngươi biết Triệu Hiểu Tuệ sao? Thịnh Chiêu Huy ánh mắt rõ ràng ba động một chút, sau đó hắn cấp tốc khôi phục trấn định, lắc đầu nói, biết, nhưng là không quen. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhưng thật không biết xấu hổ, dám làm không dám nhận a. Triệu Hiểu Tuệ tối hôm qua tai nạn xe cộ cùng ngươi có quan hệ a. Ta đã nói cho ngươi. Ta cùng với nàng không quen, người biết không biết mình đã phạm pháp rồi. Thịnh Chiêu Huy nghe được tiếng còi cảnh sát, hắn hướng dưới lầu nhìn lại, hai chiếc xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu chính hướng cao ốc tới gần. Thịnh Chiêu Huy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, ta nghĩ người tìm lộn người còn trẻ, còn không hiểu rõ xúc động đại giới, một lần xúc động liền có thể hủy đi cuộc đời của ngươi. Hứa Thuần Lương từng bước một hướng Thịnh Chiêu Huy tới gần. Thịnh Chiêu Huy cảm thấy uy hiếp tiếp cận, hắn lui về phía sau một bước, hai tay nắm tay, bày ra cực kỳ chuyên nghiệp quyền kích tư thế, hắn cũng không phải tay không gà chi lực thư sinh yếu đuối, Thịnh Chiêu Huy lúc tuổi còn trẻ đã từng đoạt được qua Bình Hải tỉnh tán đả quán quân, hắn hiện tại vẫn là Đông Châu tán đả hiệp hội hội trưởng. Hứa Thuần Lương dạng này người trẻ tuổi, hắn chỉ ít có thể đánh 10 cái. Hứa Thuần Lương tràn ngập nhìn qua Thịnh Chiêu Huy, người so ta tưởng tượng bên trong mạnh một chút như vậy. Hắn lại nói xong, liền đã xông tới. Thịnh Chiêu Huy người tuổi trẻ trước mắt như cùng một đầu nhào về phía con mồi báo, không đúng, báo không có dạng này tẩu vị, Hứa Thuần Lương vọt tới trước lộ tuyến tựa như rắn bơi đại giang, uyển đình xoay quanh, lơ lửng không cố định. Thịnh Chiêu Huy một cái hữu lực bày quyền công hướng Hứa Thuần Lương mặt, một quyền này đánh hụt. Hứa Thuần Lương tay phải tựa như đầu rắn vặn vẹo, trở tay quét xuống tại Thịnh Chiêu Huy phải trên má. Thịnh Chiêu Huy bị một tát này đánh đến trên mặt da thịt nổi lên gợn sóng, phảng phất bị gió thu thổi nhíu mặt nước, hắn tiếp liền lùi lại hai bước. Hứa Thuần Lương cũng không có nóng lòng tiến công, lớn tiếng nói, đánh ngươi cái bất nhân bất nghĩa. Thịnh Chiêu Huy nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc chân hướng Hứa Thuần Lương đá vào, Hứa Thuần Lương thân khu vận động, dán bắp đùi của hắn như là như con thoi xoay tròn thân khu, trong nháy mắt lại tới gần Thịnh Chiêu Huy, tay phải hai ngón cắm ở cặp mắt của hắn bên trên. Móa cái có mắt không tròng. Thịnh Chiêu Huy hai mắt kịch liệt đau nhức, kêu thảm một tiếng lại lần nữa lui ra phía sau che hai mắt. Hứa Thuần Lương đuổi theo chiếu vào chỗ sinh sản của hắn chính là một cước, đánh ngươi cái đoạn tử tuyệt tôn. Thịnh Chiêu Huy kêu thảm thiết, chiêu mắt tay lại chiêu ở đúng quần, bên tai gà con gọi bậy, trước mắt sao vàng bay loạn, đây là ai? Vì sao không theo sáo lộ ra chiêu, ra thủ thái âm độc? Hứa Thuần Lương nhưng không có như vậy ý bỏ qua cho hắn. Tả hữu khai cung, liên rút hắn tám cái to mồm, đánh cho Thịnh Chiêu Huy hai gò má cao sưng, mũi phá máu chảy. Thịnh Chiêu Huy lúc này cái nào còn có cái gì tổng giám đốc tư thế, nói, người tới đây mau, cứu mạng. Cứu mạng. Hứa Thuần Lương nói, không ai có thể cứu ngươi, người lão vương bát đản này, cho ta thành thành thật thật bàn giao, có phải hay không là ngươi đánh Triệu Hiểu Tuệ, có phải hay không là ngươi buộc nàng uống thuốc. Thịnh Chiêu Huy nói, không phải. Hứa Thuần Lương ha ha cười lạnh, phòng bế huyệt đạo của hắn, lật ra bàn tay, trong lòng bàn tay ba đầu sắc thái lộng lẫy con rết xuất hiện tại Thịnh Chiêu Huy trước mắt. Thịnh Chiêu Huy muốn chạy trốn, nhưng giờ phút này thân thể lại không cách nào động đậy, Hứa Thuần Lương tướng kia con rết thả trên mặt của hắn,
Thịnh Chiêu Huy kêu thảm nói, đừng. Ta không biết ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy, ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi tiền. Tiền tính là cái gì chứ? Ngươi muốn mạng sống liền cho ta thành thành thật thật bàn giao, không phải sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Ta đã nói rồi, ta không biết chịu hiểu, Tuệ. Một đầu bò hướng Thịnh Chiêu Huy lỗ mũi, mặt khác hai đầu phân biệt bò hướng lỗ tai của hắn, Thịnh Chiêu Huy dọa đến hồn bay ra, nhanh. Nhanh lấy ra, nhanh. Có phải hay không là ngươi đánh Triệu Hiểu Tuệ? Là ta. Ngươi mẹ nó thật là một cái xúc sinh, có phải hay không là ngươi cho nàng hạ độc? Đứa bé trong bụng của nàng có phải hay không là ngươi? Là ta. Hứa Thuần Lương nắm chặt người này lỗ tai, đồ hỗn chướng, ngươi có nhân tính hay không? Triệu Hiểu Tuệ trong bụng là cốt nhục của ngươi, ngươi cũng có thể hạ được dạng này độc thủ. Ta sai rồi, ngươi thả ta cho nàng tiền, rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi thả ta. Đầu kia có hơn phân nửa đã chui vào mũi của hắn, mặt khác hai đầu cũng chui vào tai của hắn động. Thịnh Chiêu Huy kêu rên nói, có ai không? Cứu mạng a! Bên ngoài vang lên va chạm cửa phòng thanh âm, cảnh sát đã chạy tới. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận nói chuyện. Hắn tướng một viên đậu nành lớn dược hoàn bắn vào Thịnh Chiêu Huy miệng bên trong. Thịnh Chiêu Huy muốn ói ra, bị Hứa Thuần Lương phong bế bờ môi. Hứa Thuần Lương nghiến răng nghiến lợi nói, cái này gọi ngũ độc công tâm hoàn, ta muốn để ngươi sinh thời muốn sống không được muốn chết không xong, sống hay chết đều xem ngươi làm thế nào, ta nếu là bởi vậy ngồi tù, ngươi liền chờ chết đi. Thịnh Chiêu Huy cảm giác kia hoàn thuốc vào miệng tức hóa, một cỗ cay độc nhiệt lưu dọc theo hắn thực quản một mực tuột xuống, cái loại cảm giác này phảng phất có người dùng đao đem hắn thực quản rạch ra, Thịnh Chiêu Huy nội tâm hoảng sợ đến cực điểm, hết lần này tới lần khác lúc này lại đuôi mù. Cửa phòng bị từ bên ngoài mở ra, hơn 10 tên cảnh sát từ bên ngoài vọt vào, nghiêm nghị quát, giơ tay lên, hai tay ôm đầu, nằm dạp trên mặt đất. Hứa Thuần Lương cười ha ha, hắn cũng không có phản kháng, đối phó Thịnh Chiêu Huy loại người này, hắn có là biện pháp. Một cảnh sát đi tới cho Hứa Thuần Lương đeo lên còng tay, Hứa Thuần Lương phi thường phối hợp, nhìn qua Thịnh Chiêu Huy lộ ra một tia cười lạnh. Thịnh Chiêu Huy lúc này mới ý thức được tay chân của mình rốt cục có thể hoạt động tự nhiên. Cặp mắt của hắn còn tại rơi lệ, nhớ tới vừa rồi chui vào mình trong lỗ mũi con rết, lại nghĩ tới người này nhét vào mình miệng bên trong dược hoàn. Hắn dọa đến hồn bất phụ thể, lớn tiếng nói, hắn là thằng điên, lấp ba con ngô công tại trong thân thể ta, trả lại cho ta hạ độc, nhanh đưa ta đi bệnh viện, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Thịnh Chiêu Huy bị khẩn cấp mang đến Đại học Y khoa Phụ viện, thông qua một phen kiểm tra, phát hiện trừ một chút bị thương ngoài ra, cũng không có hắn miêu tả đến loại kia tình trạng. Cái gì con rết, căn bản không có phát hiện. Thịnh Chiêu Huy lời thề son sắt, nói mình tận mắt thấy ba con ngô công, có một đầu chui vào mũi của mình bên trong, mặt khác hai đầu chui vào lỗ tai của mình bên trong. Tai mũi hầu chủ nhiệm hơi không kiên nhẫn, mặc dù ngươi Thịnh Chiêu Huy có tiền, cũng không thể nói hưu nói vượn a. Ba đầu như thế lớn con rết ta còn có thể nhìn không thấy. Không có chính là không có, không muốn chất vấn chuyên nghiệp của ta trình độ. Thịnh Chiêu Huy vẫn ở vào cực độ trong khủng hoảng, kêu la cho hắn tìm những chuyên gia khác tới, vị bác sĩ này trình độ không được. Tai mũi hầu bác sĩ mặt đều tái rồi, ném câu tiếp theo, ngươi hẳn là đi xem khoa tâm thần, không phải tai mũi hầu, giận dữ rời đi phòng bệnh. Bình thường chuyên gia đều có chút bài khí, nhất là chịu không được người khác nói hắn y thuật không được, nói lão tử trình độ không được. Phóng nhãn toàn bộ Đông Châu địa khu ai dám nói so ta trình độ cao hơn. Đại học Y khoa Phụ viện viện trưởng nghe nói Thịnh Chiêu Huy tới, cũng chuyên cùng đi, mặc dù cảm thấy Thịnh Chiêu Huy yêu cầu có chút vô lễ, vẫn là để người đem não ngoại khoa, thần kinh khoa, tiêu hóa khoa, tai mũi hầu chuyên gia cho hắn mời đến, tiến hành toàn diện hội chẩn. Kính soi mũi, tai kính, dạ dày kính, ruột kính, toàn thân CT, cộng hưởng từ hạt nhân có thể làm được kiểm tra toàn đều tới một lần, dù sao Thịnh Chiêu Huy không thiếu tiền, nhưng tra xong sau phát hiện thân thể của hắn cũng không khác thường. Hắn luôn mồm tuyên bố ba con ngô công căn bản không có phát hiện, tại như thế tỉ mỉ kiểm tra dưới, coi như một con ngô công chân cũng không thể bỏ qua. Thịnh Chiêu Huy biết được kết quả về sau vẫn là chưa tin, hắn chẳng những chất vấn đám này chuyên gia, liền Đại học Y khoa Phụ viện trình độ đều chất nghi, hắn yêu cầu chuyển viện, đi tỉnh thành kiểm tra, mình rõ ràng nhìn thấy ba con ngô công chui vào trong thân thể của mình, bọn hắn vì cái gì không có phát hiện. Đám này chuyên gia tất cả đều là mua danh chuộc tiếng phế vật. Phụ trách vụ án này cảnh sát nghe nói hắn kết quả kiểm tra không có vấn đề, lập tức tới ngay hiểu rõ tình tiết vụ án.
Thịnh Chiêu Huy cảm xúc rõ ràng không ổn định, kêu la, sự tình không phải rõ ràng sao? Hắn xâm nhập phòng làm việc của ta muốn giết ta, hướng lỗ tai ta bên trong lấp hai con ngô công, hướng ta trong lỗ mũi lấp một đầu. Tất cả đều bò tiến vào, ta bây giờ còn có thể cảm giác được, nói lên chuyện này, đến bây giờ còn toàn thân phát liệu. Hiện trường các chuyên gia hai mặt nhìn nhau, con hàng này đầu óc không bình thường. Thịnh Chiêu Huy nói, vì cái gì không tra được, ta có thể cảm giác được, ba con ngô công ngay tại ta trong đầu, ngay tại ta trong đầu, ta muốn rời khỏi, ta muốn đi Nam Giang xem bệnh. Não ngoại khoa chủ nhiệm thật sự là nghe không nổi nữa, châm chọc nói, nếu thật là leo đến đầu ngươi bên trong, vậy chỉ có thể làm mổ sọ dò xét. Thật muốn đem con hàng này đầu cho mở cửa sổ, nhìn xem bên trong não mạch kín là thế nào. Loại này là thế nào kiếm nhiều tiền như vậy? Kỳ thật Ân Hằng chế dược sở dĩ phát triển cho tới hôm nay cùng Thịnh Chiêu Huy cái này giám đốc quan hệ không lớn, ở công ty khởi quyết sách tác dụng chính là hắn thê tử Lương Văn Tính, nếu không Lương Văn Tính cũng sẽ không từ đầu đến cuối ngồi tại chủ tịch vị trí bên trên. Cảnh sát cũng cảm thấy Thịnh Chiêu Huy hẳn là bị kích thích, Thịnh Tổng, người trước lãnh tính một chút, chúng ta cần muốn hiểu tình huống cụ thể, lúc ấy hai người các ngươi trong phòng làm việc xảy ra chuyện gì. Thịnh Chiêu Huy nói, còn muốn cho ta nói bao nhiêu lần, hắn xông vào phòng làm việc của ta liền đánh ta, hướng trong thân thể ta nhét côn trùng. Thần kinh khoa chủ nhiệm nghe đến đó không biết làm sao lại ghét đến, nhịn không được bật cười. Viện trưởng Tương Đông Nghiệp trừng mắt liếc hắn một cái, mấy tên chuyên gia tất cả đều lui ra ngoài, mọi người nhất trí cho rằng Thịnh Chiêu Huy đang nói láo. Các chuyên gia rời đi VIP phòng bệnh thời điểm, Ân Hằng chế dược chủ tịch Lương Văn Tĩnh chạy tới. Viện trưởng Tương Đông Nghiệp tranh thủ thời gian qua tới đón tiếp, Lương Văn Tĩnh cùng hắn lên tiếng chào, đầu tiên hướng viện phương biểu đạt lòng biết ơn. Hai tên phụ trách án này cảnh sát đối Thịnh Chiêu Huy cung cấp tình huống có chút không thể nào hạ bút, con hàng này nói hứa thuần lương hướng lỗ tai hắn trong mắt lỗ mũi trong mắt nhét con rết, nhưng mới rồi làm qua kiểm tra cũng không ủng hộ điểm này, mọi thứ đều là phải để ý chứng cứ, Thịnh Chiêu Huy có thể nói lung tung, bọn hắn không thể viết linh tinh. Thịnh Chiêu Huy nói hứa thuần lương đánh hắn, nhưng thân phận của hắn là Đông Châu Thị Tán Đả Hiệp hội hội trưởng, Thịnh Chiêu Huy người này cũng là tương đương có thể đánh, làm sao lại bị đến thảm như vậy? Hắn trong văn phòng cũng không có chứa giám sát, không cách nào cung cấp ngay lúc đó video thu hình lại, chuyện xảy ra hiện trường chỉ có hắn cùng hứa thuần lương hai người, cho nên khẩu cung của bọn họ liền trở nên vô cùng trọng yếu. Có một chút có thể khẳng định, hứa thuần lương là mạnh mẽ xông tới Ân Hằng cao ốc, đơn chỉ cần điểm này liền có thể khởi tố hắn. Lương Văn Tĩnh đưa ra muốn đơn độc cùng lão công một hồi, cái này thuộc về hợp lý yêu cầu, hai tên cảnh sát cũng hy vọng nàng có thể trấn an một chút Thịnh Chiêu Huy cảm xúc. Chờ hắn cảm xúc ổn định hỏi lại nói. Nghe có người lui sau khi ra ngoài, Thịnh Chiêu Huy bắt lấy Lương Văn Tĩnh tay, Văn Tĩnh ta nói đến đều là thật, hắn hướng ta chỗ này nơi này lấp ba con ngô công, hắn còn hướng miệng ta bên trong lấp một viên độc dược, ngươi để bọn hắn cho ta rửa ruột, tranh thủ thời gian cho ta rửa ruột. Lương Văn Tĩnh lạnh lùng nhìn qua hắn, ngươi có hết hay không? Thịnh Chiêu Huy lớn tiếng nói, ta có thể muốn chết rồi, Đại học Y khoa phụ viện tất cả đều là đường y. Ta muốn chuyển viện, người mau giúp ta xử lý. Lương Văn Tĩnh dùng hết toàn lực hung hăng cho hắn một cái bạt tai, cái này bàn tay đánh cho Thịnh Chiêu Huy sững sờ tại nơi đó. Thịnh Chiêu Huy hung dữ nhìn qua Lương Văn Tĩnh. Lương Văn Tĩnh nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm cái gì hàng bẩn sự tình. Thịnh Chiêu Huy ngươi gieo gió gặt bão. Thịnh Chiêu Huy sờ lên bị đánh đau mặt, biểu lộ trở nên dữ tợn, vậy ngươi đi nói a. Ngươi hướng tất cả mọi người tuyên bố, ta làm cái gì chuyện xấu. Chỉ cần ngươi không sợ Ân Hằng giá cổ phiếu ngã xuống, chỉ cần ngươi không sợ những cái kia đồng sự cổ đông tìm làm phiền ngươi, ngươi một mực nói. Ta dơ bẩn, ta không muốn mặt, ngươi muốn mặt à. Lương Văn Tĩnh tức giận tới cực điểm, chỉ vào Thịnh Chiêu Huy cái mũi, ngươi sẽ có báo ứng. Thịnh Chiêu Huy phảng phất minh bạch cái gì, gật đầu nói, là ngươi. Là ngươi tìm người hại ta có đúng hay không, ta muốn là chết. Ngươi liền có thể một người độc bá Ân Hằng. Lương Văn Tĩnh trợn mắt hốc mồm, thật không biết đầu óc của hắn là thế nào lớn lên, vậy mà hoài nghi mình hại hắn, ngươi điên rồi. Ta là điên rồi, ta mẹ nó trong đầu có ba con ngô công, trong bụng ta có một viên độc dược, các ngươi cả đám đều đang gạt ta, các ngươi thông đồng tốt hại ta, đều muốn ta chết. Ta muốn rửa ruột, ta muốn rửa ruột. Lục Kỳ nghe nói sau chuyện này trước tiên đi thăm Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương người không việc gì một dạng ở bên trong ngồi. Lục Kỳ nhịn không được phàn nàn nói, tiểu tử ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Bình thường nhìn ngươi cơ linh, ta
tại sao muốn làm chuyện ngu xuẩn như thế? Hứa Thuần Lương nói, chuyện này không có nói cho gia gia của ta à. Lục Kỳ nói, coi như ngươi có đầu óc biết sớm gọi điện thoại cho ta, ta trước giúp ngươi ấn xuống, bất quá năng lực của ta có hạn, không có khả năng đem chuyện này ép quá lâu, dựa theo thông thường chương trình khẳng định là muốn thông chi người nhà, ngươi à, đánh người trước đó có suy nghĩ hay không hậu quả. Người lớn như vậy không phải để lão nhân ra lo lắng. Hứa Thuần Lương xuất thủ trước đó đã cân nhắc đến sự tình xấu nhất sẽ phát triển đến loại tình trạng nào, hắn cực thịnh chiêu huy không dám truy cứu trách nhiệm của mình. Lạnh nhạt nói, điện thoại di động của ta bị bọn hắn tịch thu, bên trong có đoạn ghi âm, người có thể nghe một chút, thịnh chiêu huy không phải cái thứ tốt. Lục Kỳ nói, vụ án này không phải ta phụ trách, ta chỉ có thể hướng bọn hắn cung cấp manh mối, người yên tâm đi. Cảnh sát chúng ta khẳng định sẽ công bằng công chính xử lý chuyện này. Trong điện thoại di động ghi âm ngươi không muốn cung cấp cho những người khác, ta chỉ tin tưởng ngươi. Tin tưởng cái rắm, ngươi nếu là tin tưởng chúng ta cảnh sát liền sẽ không mình vọt tới Ân Hằng cao ốc làm loại này hỗn chứng sự tình, đầu óc ngươi có phải hay không gì? Lục Kỳ giận không chỗ phát tiết. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ta nghĩ tới, Ân Hằng là đưa ra thị trường xí nghiệp, sự tình làm lớn chuyện, tổn thất của bọn họ càng lớn. Ngươi nhìn tốt, Thịnh Chiêu Huy không dám bắt ta như thế nào. Ngươi căn bản không hiểu rõ Ân Hằng tập đoàn, chủ nhà là lão bà của hắn Lương Văn Tĩnh, Thịnh Chiêu Huy chính là bãi xuống thiết, ngươi phiền phức quyết định bởi tại Văn Tĩnh quyết định. Lục Kỳ có mấy lời không nói, liền Hứa Thuần Lương loại tình huống này, chỉ cần đối phương truy cứu, câu lưu là không thiếu được, thậm chí có thể lên tới trách nhiệm hình sự, một khi phụ trách nhiệm hình sự, rất có thể liền công việc đều giữ không được. Lục Kỳ rời đi về sau đi tìm phụ trách án này cảnh sát, dựa theo Hứa Thuần Lương cho đến mật mã mở ra điện thoại di động của hắn tìm được kia đoạn hắn cùng Thịnh Chiêu Huy ở giữa ghi âm. Đoạn này ghi âm cho thấy, Hứa Thuần Lương là vì Triệu Hiểu Tuệ bênh vực kẻ yếu mới làm ra loại này xúc động hành vi, nhưng là có một chút, đoạn này ghi âm cũng không thích hợp công khai, coi như Thịnh Chiêu Huy thừa nhận đến tất cả đều là sự thật, nhưng là tại tòa án bên trên đối phương luật sư một câu bạo lực lấy chứng liền có thể tướng đoạn này ghi âm hết hiệu lực. Không có đủ bất kỳ giá trị tham khảo, mà đoạn này ghi âm sẽ còn cho Hứa Thuần Lương mang đến phiền phức. Lục Kỳ thầm than, đây chính là không hiểu pháp hậu quả, đừng nói người Hứa Thuần Lương không là cảnh sát lợi dụng thủ đoạn bạo lực lấy chứng, đồng dạng sẽ nhận cựu pháp luật trách nhiệm, hiện tại mấu chốt của sự tình ngay tại Triệu Hiểu Tuệ trên thân. Nếu như Triệu Hiểu Tuệ thức tỉnh, chứng thực Thịnh Chiêu Huy bạo lực lực đánh địa, trả lại cho nàng phục dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, dạng này sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ. Lục Kỳ quyết định Hứa Thuần Lương bị giam lúc không đem đoạn này ghi chép ánh sáng, cùng lúc đó liên quan tới Hứa Thuần Lương đánh Ân Hằng chế dược Thịnh Chiêu Huy tin tức đã truyền bá ra. Ân Hằng chế dược ngay đầu tiên đối với chuyện này tiến hành tuyên bố, tại bọn hắn tuyên bố bên trong, Hứa Thuần Lương bị miêu tả thành một vị cỗ dân, bởi vì đối gần đây Ân Hằng giá cổ phiếu tiếp tục đi thấp bất mãn, cho nên mạnh mẽ xông tới công ty tổng bộ, uy hiếp công ty tổng giám đốc. Tại cùng ngày ban bố mặt khác một thì tuyên bố bên trong, Ân Hằng chế dược sớm công bố năm báo mong muốn tại dự báo bên trong bọn hắn năm nay tổng doanh thu cùng lợi nhuận lớn đều so với trước năm có tăng lên trên diện rộng. Tin tức một khi công bố, Ân Hằng chế dược giá cổ phiếu ngày đó liền một chữ tấm trúng liền, khí thế như hồng giá cổ phiếu biểu hiện cũng thành công triệt tiêu Thịnh Chiêu Huy bị đánh mặt trái tin tức. Hứa Thuần Lương bị bắt một chuyện cũng tại Trường Hưng nội bộ chấn động không nhỏ, bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông biết được tình trạng về sau, trước tiên hướng phó viện trưởng Cao Tân Hoa báo cáo. Cao Tân Hoa nghe xong là Hứa Thuần Lương xảy ra chuyện, đầu tiên nghĩ đến chính là trước tiên đem người vớt ra. Nhưng Hứa Thuần Lương lần này đánh là Ân Hằng chế dược tổng giám đốc, việc này không thể coi thường, Cao Tân Hoa ở trong nội tâm sắp xếp một chút mình có thể bên trên quan hệ, chỉ sợ cũng không thể giải quyết cái này phiền. Hắn chỉ có thể đi tìm viện trưởng Triệu Phi Dương, Hứa Thuần Lương dù sao là Trường Hưng bệnh viện nhân viên, lại là Triệu Phi Dương tướng tài đắc lực. Hắn gặp được phiền phức, ấn lý thuyết Triệu Phi Dương hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Triệu Phi Dương đã được đến báo cáo, Cao Tân Hoa tìm hắn thời điểm ngay tại nổi nóng, sắc mặt tái xanh nói, người nói hắn có phải hay không đầu óc có bệnh a? Đơn thương độc mã chạy đến Ân Hằng tập đoàn tổng bộ, để người ta tổng giám đốc đánh. Chúng ta cùng Ân Hằng chế dược là huynh đệ đơn vị, Trường Hưng còn thiếu Ân Hằng một số lớn y dược khoản, lần này tốt, người ta lập tức liền bắt đầu thúc khoản. Cao Tân Hoa biết Triệu Phi Dương có sinh khí đạo lý, Hứa Thuần Lương lần này là thọc một cái lớn tổ ong vỏ vẽ, vẻn vẹn là Trường Hưng thiếu Ân Hằng thuốc khoản liền mấy trăm hơn ngàn vạn, Ân Hằng chế dược không có khả năng hạ một hơi này, đối phó Hứa Thuần Lương đều không đủ hả giận,
mang theo đem Trường Hưng cũng hận lên, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, hắn tướng chuyện này hiểu thành một loại biến tướng tạo áp lực. Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn cổ quyền đàm phán ngay tại thời khắc mấu chốt, hiện tại tuôn ra loại chuyện này, khẳng định đối bọn hắn có mặt trái ảnh hưởng. Cao Tân Hoa nói, Triệu Viện, chuyện bây giờ đều đã phát sinh, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, ngài nhìn có phải hay không có thể cùng Ân Hằng bên kia câu thông một chút, tận lực không nên đem sự tình làm lớn chuyện, chúng ta song phương có thể nội bộ hòa giải. Triệu Phi Dương đương nhiên biết rõ Cao Tân Hoa là để cho mình bảo trụ Hứa Thuần Lương, hắn cười khổ nói, người hồ đồ A, Hứa Thuần Lương cũng không phải đánh phổ thông nhân viên, là Ân Hằng Tổng Giám Đốc Thịnh Chiêu Huy, Ân Hằng Tập đoàn đã đang tìm chúng ta đòi tiền, đây là muốn cùng chúng ta triệt để vạch mặt A, ta ra mặt cũng vô dụng thôi. Cao Tân Hoa thử dò xét nói, muốn không tìm xem lãnh đạo cấp trên, tất chuyện này dính đến hai đơn vị, làm lớn chuyện chẳng tốt cho ai cả. Triệu Phi Dương nói, Ân Hằng chế dược nguy cơ quan hệ xã hội rất thành công, người ta hôm nay cổ phiếu đại đan phong kín chúng liền. Không phải ta nói ngươi, Hứa Thuần Lương sở dĩ đi cho tới hôm nay tình trạng này, ngươi cũng muốn gánh chịu phần trách nhiệm, ngươi đối với hắn quá dung túng. Cao Tân Hoa trong lòng rất không thoải mái, ta đối với hắn dung túng. Ngươi Triệu Phi Dương đối với hắn liền không dung túng. Cho hắn thăng quan người là ngươi, cho hắn ban thưởng người cũng là ngươi, hiện tại xảy ra sự tình đem hết thảy sai lầm đều đẩy lên trên đầu của ta, hắn lập công thời điểm ngươi làm sao không cho ta nhớ một bút. Cao Tân Hoa nói. Tiểu Hứa dù sao trẻ tuổi nóng tính, xử lý sự tình khó tránh khỏi xúc động, chuyện lần này với hắn mà nói cũng là một lần khắc sâu giáo huấn. Triệu Phi Dương nói, có chút sai lầm có thể uốn nắn, có chút sai lầm liền uốn nắn cơ hội đều không có, cổ phiếu có lợi có lỗ, không thể vì tiền tài bên trên điểm này tổn thất liền đi uy hiếp người ta tổng giám đốc, nếu như mỗi người cũng giống như hắn cái dạng kia, xã hội không được lộn xộn a. Cao Tân Hoa nói, ta mặc dù không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng ta cảm thấy chân tướng sự tình chắc chắn sẽ không giống Ân Hằng tập đoàn tuyên bố như thế, Hứa Thuần Lương lại không đầu tư cổ phiếu. Triệu Phi Dương gật đầu nói, bọn hắn đương nhiên sẽ chọn lựa đối với mình có lợi tin tức tuyên bố, người có biết hay không Hứa Thuần Lương đến cùng Thịnh Chiêu Huy mâu thuẫn gì. Cao Tân Hoa biểu thị mình cũng không rõ lắm, kỳ thật hắn cũng nghe đến một chút truyền ngôn, nghe nói Hứa Thuần Lương cùng Thịnh Chiêu Huy ở giữa là bởi vì đài truyền hình nổi danh người nữ chủ trì Triệu Hiểu Tuệ. Hiện tại Triệu Hiểu Tuệ còn nằm tại bọn hắn bệnh viện nặng chứng giám hộ thất, người còn không có thức tỉnh. Cao Tân Hoa cũng không biết rõ Hứa Thuần Lương cùng Triệu Hiểu Tuệ rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng là Hứa Thuần Lương lần này khẳng định là xung quan giận dữ là hồng nhan, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không thể đối Hứa Thuần Lương không quan tâm, không chỉ bởi vì lúc trước hắn đối Hứa lão gia tử hứa hẹn, cũng bởi vì hắn đối Hứa Thuần Lương là phát ra từ nội tâm thích, hắn là cầm Hứa Thuần Lương đương người một nhà đối đãi. Hứa Thuần Lương là hắn một tay mang vào bệnh viện, bảo hộ Hứa Thuần Lương cũng là trách nhiệm của hắn. Triệu Phi Dương nói, như vậy đi, ta trước tìm xem quan hệ nhìn xem có thể hay không bắt hắn cho bảo đảm ra. Ngay trước Cao Tân Hoa bột hắn đánh mấy điện thoại, Triệu Tân Hoa tại hệ thống công an vẫn còn có chút quan hệ. Cao Tân Hoa tại lúc hắn gọi điện thoại liền ý thức được chuyện này không thành được, trừ phi Đông Châu chủ yếu lãnh đạo thành phố ra mặt, Ân Hằng chế dược hẳn là sẽ không bán cho những người khác mặt mũi. Quả nhiên, Triệu Phi Dương liên tiếp đánh hai điện thoại đều đụng phải một cái mũi xám, sắc mặt của hắn trở nên càng phát ra khó coi. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ lấy Triệu Phi Dương trí tuệ sẽ không nghĩ không ra kết quả này, hắn sở dĩ ở trước mặt gọi điện thoại là muốn cho mình một cái công đạo, cho thấy hắn không phải không giúp đỡ, mà là thực sự không thể giúp chuyện này. Cao Tân Hoa vốn là muốn vòng qua Triệu Phi Dương đi tìm ra đại đội trưởng, chỉ cần hắn mở miệng, ra đại đội trưởng nhất định sẽ giúp bận bịu tìm người. Nhưng hắn lại cảm thấy không thích hợp, nếu để cho Hứa Thuần Lương biết, khẳng định sẽ giận lây sang chính mình. Triệu Phi Dương nói, lão Cao A, chuyện này khá là phiền toái, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, đúng, thực sự không được ngươi cùng Cảnh Văn Tú liên lạc một chút, nhìn xem bí thư thuận tiện hay không đương cái này hòa sự lão. Phó viện trưởng Cảnh Văn Tú đại ca Cảnh Văn Tuấn là khu công nghệ cao người đứng đầu, mà Ân Hằng chế dược vào chỗ tại khu công nghệ cao, Cảnh Văn Tuấn nếu như nguyện ý ra mặt nói chuyện. Tin tưởng Ân Hằng chế dược vẫn là phải cho mấy phần mặt mũi. Cao Tân Hoa đối Triệu Phi Dương có chút thất vọng, nếu như mình đi tìm Cảnh Văn Tú chưa chắc sẽ hỗ trợ, nhưng là nếu như Triệu Phi Dương lên tiếng Cảnh Văn Tú khẳng định 100% hết sức, thông qua chuyện này hắn càng phát ra thấy rõ Triệu Phi Dương người, khả năng Hứa Thuần Lương tại Triệu Phi Dương trong lòng căn bản chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Cao Tân Hoa càng nghĩ,
vẫn là không cho già đại đội trưởng gọi cú điện thoại này, già đại đội trưởng đã lui, thực sự không đành lòng để già đại đội trưởng lại cúi đầu cầu người. Cao Tân Hoa cùng Cảnh Văn Tú không có gì quan hệ cá nhân, lần này nếu như không phải là vì Hứa Thuần Lương, hắn nói cái gì cũng không biết đi cầu nữ nhân này. Cảnh Văn Tú khi biết Cao Tân Hoa ý đồ đến về sau, ngựa bên trên biểu thị chuyện này mình thật giúp không được gì. Ân Hằng chế dược là khu công nghệ cao trọng điểm xí nghiệp, công ty tổng giám đốc tại khu công nghệ cao tổng bộ bị đánh, chuyện này ảnh hưởng phi thường ác liệt, không nói khoa trương chút nào, đã khiến cho khu công nghệ cao các xí nghiệp lớn công quen, thậm chí ảnh hưởng đến khu công nghệ cao doanh thương hoàn cảnh. Hiện tại không ít người phụ trách xí nghiệp cùng nhà đầu tư nhao nhao gửi điện thoại cho khu công nghệ cao chính phủ, yêu cầu nghiêm túc xử lý đánh người người, răn đe, phòng ngừa đồng loại sự kiện phát sinh. Cao Tân Hoa biết Cảnh Văn Tú nói đúng sự thật, thở dài nói, Văn Tú đồng chí, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Tiểu Hứa dù sao là bệnh viện chúng ta đồng sự, hắn gặp phải phiền toái, chúng ta tổng hẳn là giúp một cái ngươi nói có phải không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cảnh Văn Tú nói, lão Cao, ta nói ngươi khả năng không thích nghe, Tiểu Hứa người trẻ tuổi này nhiều khi thật ngông cuồng, coi trời bằng vung, ta đã sớm nhìn ra hắn thất bại là chuyện sớm hay muộn. Ta có thể không khách khí nói, hắn nhìn hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Cao Tân Hoa trong lòng vô danh lửa cháy, người không giúp đỡ coi như xong, còn nói loại này bỏ đá xuống giếng lời nói. Hắn đứng lên nói, viện trưởng câu nói này nói không sai, con mắt tổng nhìn chằm chằm phía trên sớm tối đều năm té ngã. Hắn nói xong xoay người rời đi. Cảnh Văn Tú nhưng nhìn qua bóng lưng của hắn, cái này lão Cao ngươi hướng ta phát cái gì tính tình. Cao Tân Hoa xế chiều hôm đó đi thăm Hứa Thuần Lương, trước mắt khu công nghệ cao phân cục lấy điều tra tình tiết vụ án làm lý do tiếp tục đi điều tra câu lưu, bình thường điều tra câu lưu tại 14 ngày đến trong vòng 37 ngày, công an cơ quan tại nắm giữ xác thực chứng cứ về sau, nhưng tại 3 ngày sau đệ trình viện kiểm sát phê bắt. Hứa Thuần Lương chuyện này mặc dù tạo thành tổn thương không lớn, nhưng là ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, càng mà lại Thịnh Chiêu Huy còn có một cái đại biểu thân phận. Cái này khởi sự kiện một cái khác nhân vật mấu chốt Triệu Hiểu Tuệ đến nay chưa thức tỉnh, nếu như nàng tỉnh lại, Hứa Thuần Lương đánh Thịnh Chiêu Huy nguyên nhân có lẽ liền có thể tra ra manh mối, sự tình cũng có khả năng hướng phía đối Hứa Thuần Lương có lợi phương hướng phát triển, nhưng là thế cục trước mắt không thể lạc quan. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Cao Tân Hoa câu nói đầu tiên liền hỏi ra ra hắn có biết chuyện này hay không. Cao Tân Hoa tức giận đến đập lên cái bàn, ngươi bây giờ nhớ tới hắn, sớm đi làm cái gì rồi. Đánh thời điểm có muốn hay không đến qua hậu quả, nếu như ra ra ngươi biết không thông báo lo lắng nhiều. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, ngài yên tâm đi, ta ai làm nấy chịu, chuyện này cùng người khác cũng không quan hệ. Cao Tân Hoa nói, cái gì gọi là không quan hệ? Để người trong nhà vì ngươi lo lắng, để bằng hữu vì ngươi bôn ba, cho bệnh viện mang đến không tốt ảnh hưởng, ngươi còn dám nói không quan hệ. Hiện tại khu công nghệ cao tất cả nổi danh xí nghiệp người phụ trách đều điên. Yêu cầu khu công nghệ cao chính phủ đối người đánh người bạo lực hành vi nhất định phải xử nặng nghiêm phán, người nói không chừng muốn gánh chịu trách nhiệm hình sự. Hứa Thuần Lương cười cười, nối giáo cho giặc thật đúng là không ít. Tiểu tử ngươi còn cười được, Ân Hằng chế dược phương diện đã buông lời ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất cụ thông cảm hiệp nghị thư, người lần này phiền phức lớn rồi. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền để bọn hắn thử một chút, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Cao Tân Hoa nói, dù sao không phải là ngươi, nếu như tội danh của ngươi chứng thực, lần này không chỉ có riêng là bồi thường câu lưu đơn giản như vậy, làm không tốt còn phải ngồi tù, một khi xúc phạm hình pháp ngươi đời này liền xong rồi. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là thật ngồi, Thịnh Chiêu Huy liền đợi đến sống không bằng chết đi. Cao Tân Hoa chỉ vào hắn, thật sự là giận không tranh ai bất hạnh, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có thua, hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là già đại đội trưởng. Chỉ có thể kiên trì đi tìm già đại đội trưởng ra mặt. Ân Hằng chủ tịch Lương Văn Tĩnh nổi trận lôi đình, cao ốc nhiều như vậy tên bảo an, vậy mà liền một cái khách không mời mà đến đều cản không hướng, muốn bọn hắn thì có ích lợi gì, nàng lúc này tướng tất cả đang trực bảo an thôi giữ chức vụ, cho bọn hắn tiền lương, cũng không phải để bọn họ chạy tới xem náo nhiệt. Mình nam nhân cái gì mặt hàng nàng phi thường rõ ràng, thế nhưng là vô luận là từ gia đình cân nhắc vẫn là từ Ân Hằng tập đoàn lợi ích cân nhắc. Nàng đều nên kiên định đứng tại trượng phu một bên, nàng muốn tiếp tục kinh doanh vợ chồng hòa thuận hình tượng. Hứa Thuần Lương chạy đến Ân Hằng tổng bộ áp dụng bạo lực hành vi, đây là nàng không thể chịu đựng được, lần này nàng nhất định phải tướng người gây ra họa đưa vào ngục giam, muốn để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng.
Cảnh Văn Tĩnh thậm chí rời đến Trường Hưng Bệnh viện trên thân, yêu cầu Trường Hưng Bệnh viện tại trong một tuần trả lại tất cả dược phẩm tiền nợ, nếu không Ân Hằng sẽ đối với Trường Hưng toàn diện đoạn cung cấp, cho Trường Hưng áp lực mục đích là muốn Trường Hưng nội bộ xử lý Hứa Thuần Lương. Lương Văn Tĩnh chính mở ban giám đốc thời điểm, trượng phu gọi điện thoại tới. Phủ lên về sau hắn lại đánh tới, Lương Văn Tĩnh chỉ có thể tạm thời bên trong gãy mất hội nghị. Thịnh Chiêu Huy phi thường sợ hãi, ứng yêu cầu của hắn vừa mới tẩy xong dạ dày, nhưng là hắn cảm giác lại càng ngày càng không xong, phảng phất có người dùng vô số tiểu đao tại cắt chém hắn dạ dày, trong đầu cũng cảm giác có côn trùng đang bò. Lương Văn Tĩnh nghe hắn nói đến một nửa liền không kiên nhẫn đánh gãy hắn, đầu óc ngươi bên trong không có côn trùng, Đại học Y khoa phụ viện chuyên gia đã vì ngươi làm kiểm tra, bọn hắn có thể cam đoan. Bọn hắn tính là gì cầu thí chuyên gia, ta tận mắt thấy chui vào mũi của ta bên trong. Ta trong đầu có hay không côn trùng ta tự mình biết. Lương Văn Tĩnh nói, đầu óc ngươi chưa chắc có trùng, nhưng đầu óc ngươi khẳng định có bệnh. Nàng cho rằng Thịnh Chiêu Huy là bị dọa, tinh thần đều có chút rối loạn, đi qua không gặp hắn sợ đến như vậy, hắn lá gan luôn luôn thật lớn, không phải cũng sẽ không xảy ra cõng mình bao nuôi người nữ chủ trì sự tình tới. Văn Tĩnh, ta sai rồi, ngươi phải tin tưởng ta, Hứa Thuần Lương cho ta hạ độc, hắn hướng trong thân thể ta nhét vào ba con ngô công. Còn buộc ta ăn một viên độc dược. Ngũ độc công tâm hoàn. Đúng, chính là ngũ độc công tâm hoàn. Lương Văn Tĩnh nói, ta còn là cho ngươi tìm bác sĩ tâm lý đi. Tâm ta lý không có tâm bệnh, ta là bị hắn hạ độc, ngươi đi tìm hắn muốn giải dược, nhanh đi. Lương Văn Tĩnh nói, đủ rồi, ngươi đừng lại nói hưu nói vượt, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua Hứa Thuần Lương, hắn nhất định phải sẽ vì hôm nay làm hết thảy trả giá đắt. Đừng, tuyệt đối đừng. Ngươi tìm hắn hảo hảo nói, tuyệt đối đừng cáo hắn, hắn nếu như có chuyện, ta liền xong rồi, ai, ta bụng đau quá, đầu ta đau quá, ta sắp chết, ngươi tìm hắn muốn giải. Lương Văn Tĩnh không đợi hắn nói xong liền đã cúp điện thoại, thật sự là có mau bệnh, chưa hề chưa thấy qua Thịnh Chiêu Huy bộ dạng này, hắn đời này đánh có thể liều, gặp ai cũng không chịu thua, làm sao bị một người trẻ tuổi bể mật, ngũ độc công tâm hoàn. Còn tam thi não thần hoàn đâu, ngươi làm là võ hiệp sao? Lương Văn Tĩnh điện thoại lại vang lên, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, lại là khu công nghệ cao Cảnh Văn Tuấn bí thư điện thoại. Lương Văn Tĩnh tiếp thông điện thoại, bí thư, ngài tốt. Cảnh Văn Tuấn đầu tiên hỏi một chút Thịnh Chiêu Huy tổn thương tình huống. Lương Văn Tĩnh giả ra phi thường khổ sở dáng vẻ, thêm mắm thêm muối nói một lần, nàng cho rằng khu công nghệ cao lần này khẳng định phải đứng tại bọn hắn bên này, không phải dùng cái gì bình dân phẫn. Khi biết trượng phu bị đánh về sau. Lương Văn Tĩnh lập tức động viên khu công nghệ cao cái khác người phụ trách xí nghiệp, yêu cầu khu công nghệ cao chính phủ muốn sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý người gây ra họa. Cảnh Văn Tuấn nâng lên chuyện của người khác tình. Lương Văn Tĩnh biểu hiện được vô cùng rộng lượng, Cảnh bí thư, ta nhận là tất cả vẫn là phải tôn trọng pháp luật tôn trọng sự thật, sẽ nghiêm trị từ nặng thì không cần, pháp luật quy định như thế nào liền xử lý như thế nào, chúng ta Ân Hằng tập đoàn cũng sẽ không lấy thế đè người. Cảnh Văn Tuấn cười nói. Ta liền biết Lương Chủ tịch là cái cách cục rất lớn người, Ân Hằng tập đoàn cùng Trường Hưng Bệnh viện đều là chúng ta khu công nghệ cao xí nghiệp trụ cột. Chuyện đã xảy ra hôm nay là mọi người chúng ta đều không muốn nhìn thấy. May mắn Thịnh Tổng tình huống cũng không tính nghiêm trọng, ta xem chuyện này không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, mọi người không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Lương Văn Tĩnh làm sao đều không nghĩ tới Cảnh Văn Tuấn là tới nói cùng, mặc dù Ân Hằng chế dược tại khu công nghệ cao nhưng là nàng đối Cảnh Văn Tuấn đồng dạng có thể không thèm chịu nể mặt mũi. Là khu công nghệ cao cầu ta, không phải ta cầu các ngươi khu công nghệ cao. Lương Văn Tĩnh nói, Cảnh bí thư ta có chút không biết rõ chẳng lẽ đối phương đánh người chúng ta liền không truy cứu. Cảnh Văn Tuấn nói, đều là huynh đệ đơn vị nha, có mâu thuẫn tự mình giải quyết, làm gì khiến cho ảnh hưởng quá lớn để cho người ta chế giễu. Lương Văn Tĩnh nói, Cảnh bí thư, hiện tại là cái kia Hứa Thuần Lương xông vào chúng ta Ân Hằng tập đoàn tổng bộ đem lão công ta đánh, toàn bộ khu công nghệ cao. Thậm chí toàn bộ Đông Châu đều biết, nếu như chúng ta cứ tính như vậy, chúng ta Ân Hằng tập đoàn còn muốn hay không xí nghiệp hình tượng. Khu công nghệ cao tất cả xí nghiệp còn có không có cảm giác an toàn. Cảnh Văn Tuấn có chút không vui, Lương Đồng, sự tình giống như không cần thiết thượng cương thượng tuyến đi, Ân Hằng những năm này làm được cống hiến ta là nhìn thấy, các ngươi sở dĩ có hôm nay, cùng tự thân các ngươi cố gắng có quan hệ, cũng cùng Đông Châu chính phủ thành phố không để lại dư lực ủng hộ có quan hệ. Lương Văn Tĩnh nói. Cảnh bí thư lúc trước chúng ta tại khu công nghệ cao thiết lập tổng bộ là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, chúng ta một là nhìn chúng nơi này doanh thương hoàn cảnh,
hai là nghĩ lưu tại quê hương là phụ lão hương thân làm nhiều một chút cống hiến. Nàng lời nói này đã có áp chế Cảnh Văn Tuấn ý tứ, ngươi nếu là làm phát bực ta, ta đều có thể tướng Ân Hằng dọn đi. Cảnh Văn Tuấn nói, Lương Đồng, giữa các ngươi cụ thể mâu thuẫn ta không rõ ràng, nhưng là ta chỉ có thể nói nếu như ảnh hưởng tiếp tục mở rộng, đối ngươi, đối Ân Hằng tập đoàn đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cảnh Bí Thư, nếu như ngài khăng khăng cho rằng như vậy, ta chỉ có thể tướng tình huống chi tiết hướng Chu Thư Ký phản ứng. Lương Văn Tĩnh lộ ra ngay lá bài tẩy của nàng, ngươi chức Văn Tuấn tại Đông Châu liền tiểu vương cũng không tính, ta không tin chấn không được ngươi. Cảnh Văn Tuấn thanh âm đã không có vừa rồi khách khí, chính là Chu Thư Ký để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi không tin, có thể mình đi chứng thực. Hắn nói xong liền đã cúp điện thoại. Lương Văn Tĩnh nghe đồ đồ âm thanh bận, cả người ở, nàng vốn cho là mình tại Đông Châu có được cực sức ảnh hưởng lớn, Hứa Thuần Lương vào tới Ân Hằng tổng bộ đánh Thịnh Chiêu Huy, cái này không chỉ là đánh trượng phu nàng mặt đơn giản như vậy, kia là đánh Ân Hằng tập đoàn mặt. Lương Văn Tĩnh biết chuyện này phản ứng đầu tiên chính là người trẻ tuổi này không biết lượng sức, nàng cũng điều tra Hứa Thuần Lương bối cảnh, hồi xuân Đường lão trung y cháu trai, bối cảnh như vậy cũng chính là cái trung sản gia đình, ai cho hắn lá gan làm loại sự tình này. Cảnh Văn Tuấn đánh tới cú điện thoại này để nàng bắt đầu ý thức được chuyện này cũng không phải là nàng tưởng tượng được đơn giản như vậy, Hứa Thuần Lương chẳng những có bối cảnh, mà lại bối cảnh cực kỳ cường đại, Cảnh Văn Tuấn câu nói sau cùng cho thấy, không phải Cảnh Văn Tuấn muốn xen vào chuyện này, mà là Chu Thư Ký muốn xen vào. Nàng có thể không cho Cảnh Văn Tuấn mặt mũi, nhưng là Chu Thư Ký mặt mũi nàng không thể không bận tâm, nàng thậm chí không dám đánh điện thoại đi cầu chứng, Cảnh Văn Tuấn không cần thiết nói dối. Lúc này Ân Hằng luật sư gọi điện thoại tới thông chi nàng một sự kiện, ngay tại 5 phút đồng hồ trước đó, Hứa Thuần Lương đã được thả ra. Lương Văn Tĩnh nghe nói tin tức này về sau, lập tức ý thức được sự tình so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vừa rồi Cảnh Văn Tuấn không phải cùng với nàng thương lượng, chỉ là thông chi nàng một tiếng, vô luận nàng đồng ý hay không, đều không cải biến được kết quả. Lương Văn Tĩnh có thể thống lĩnh Ân Hằng chế dược đi cho tới hôm nay, tuyệt không phải chỉ bằng vận khí, nàng đối thị trường có được nhạy cảm khứu giác, đối chính trị có thanh tỉnh nhận biết, nàng cùng cái kia bên ngoài tô vàng nạm ngọc trượng phu hoàn toàn khác biệt. Lương Văn Tĩnh từ bắt đầu phẫn nộ cùng không cam lòng bên trong cấp tốc bình tĩnh lại, Ân Hằng chế dược mặc dù có nhất định thực lực, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng có tư cách cùng chính phủ khiêu chiến, Cảnh Văn Tuấn vốn phải là đứng tại nàng bên này, nhưng là Chu Thư Ký ý kiến để hắn lập tức cải biến chủ ý. Tỉnh táo lại Lương Văn Tĩnh ý thức được mình khả năng phạm vào một cái rất sai lầm lớn, nàng không nên cổ động khu công nghệ cao những cái kia nhà đầu tư cùng người phụ trách xí nghiệp liên khép sách lại, mặc dù nàng cho rằng làm được thông minh, nhưng là tại trong lúc vô hình xúc phạm chính phủ mẫn cảm nhất khu vực, nàng tạo thành cho khu công nghệ cao chính phủ tạo áp lực sự thật. Càng thêm mấu chốt chính là, Hứa Thuần Lương bối cảnh rất mạnh, có thể để cho Chu Thư Ký ra mặt có hai loại khả năng, một là Chu Thư Ký bản thân nghĩ bảo đảm Hứa Thuần Lương, hai là nghĩ bảo đảm Hứa Thuần Lương người liền Chu Thư Ký đều nhất định muốn mua chướng. Nếu như là trước một nguyên nhân, nàng có lẽ còn có thể tìm Chu Thư Ký tố một chút trong lòng ủy khuất, nhưng nếu như là cái sau, như vậy mình nói nhiều một câu đều là sai. Lương Văn Tĩnh càng nghĩ sau một cái khả năng lại càng lớn. Không phải khu công nghệ cao phân cục cũng sẽ không liền ý kiến của nàng đều không trưng cầu liền đem Hứa Thuần Lương đem thả. Lương Văn Tĩnh mặc nghĩ thầm thật lâu, nàng đối Hứa Thuần Lương một thân sinh ra hứng thú rất lớn. Lương Văn Tĩnh tại Trường Hưng có một người bạn tốt, y mỹ trung tâm chủ nhiệm Thái Vinh Quyên, nàng liên hệ một chút Vinh Quyên, hy vọng từ nàng nơi đó đạt được một chút Hứa Thuần Lương tin tức. Hứa Thuần Lương đánh Ân Hằng chế dược lão tổng sự tình huyên náo rất lớn, Thái Vinh Quyên không có khả năng không biết. Nàng đối với chuyện này không có bỏ đá xuống giếng, bởi vì Hứa Thuần Lương không nợ nàng, nàng còn nhờ vào Hứa Thuần Lương trợ giúp mới qua một lần chữa bệnh lừa gạt bồi. Thái Vinh Quyên cũng không tiện là Hứa Thuần Lương nói tốt, đối Hứa Thuần Lương cẩn thận đánh giá ba chữ, không đơn giản. Lương Văn Tĩnh cũng không có tiếp tục hướng xuống hỏi, có thể để cho Thái Vinh Quyên nói ra ba chữ này tuyệt không phải một vị mãng phu. Thái Vinh Quyên nhắc nhở Lương Văn Tĩnh kỳ thật gặp qua Hứa Thuần Lương. Lương Văn Tĩnh lúc này mới nghĩ mấy tháng trước chính mình đi y mỹ trung tâm tìm Thái Vinh Quyên trưng cầu ý kiến, gặp phải cái kia kiệt ngạo bất tuần tiểu hòa tử, lúc ấy nàng cũng cảm giác được người trẻ tuổi kia đối Vinh Quyên vị này đức cao vọng trọng tiền bối không thèm chịu nể mặt mũi, hiện tại mới đem người đối đầu hào. Lương Văn Tĩnh hỏi thăm một chút Hứa Thuần Lương bối cảnh, Vinh Quyên biết không nhiều, Hứa Thuần Lương là dựa vào phó viện trưởng Cao Tân Hoa quan hệ tiến bệnh viện, bất quá viện trưởng Triệu Phi Dương đối với hắn rất là coi trọng. Tuổi còn trẻ liền ủy thác trách nhiệm, trước đó không lâu bổ nhiệm hắn làm núi đảo phân viện viện trưởng.
Lương Văn Tĩnh cho rằng Thái Vinh Quyên chưa hề nói đến trọng điểm, Triệu Phi Dương bối cảnh nàng hiểu rõ vô cùng, nhưng là Triệu Phi Dương cũng không có năng lực để Chu thư ký ra mặt nói chuyện, trừ phi. Chẳng lẽ Triệu Phi Dương vì Hứa Thuần Lương thuyết phục phụ thân hắn xuất mã? Liền xem như dạng này, Chu thư ký cũng chưa chắc sẽ cho một cái đã lui ra tới lão thủ trưởng mặt mũi, là Hứa Thuần Lương ra mặt người rốt cuộc là người nào? Triệu Hiểu Tuệ tỉnh, nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là quan tâm nàng hài tử, bên giường không có người thân làm bạn, hộ lý bộ chủ nhiệm Đường Minh Mị tại nặng chứng giám hộ thất đã ở một cái buổi chiều. Đường Minh Mị cũng không phải là vì thị sát, nàng biết Hứa Thuần Lương trêu ra phiền phức. Nàng cũng rõ ràng loại thời điểm này duy nhất có thể trợ giúp Hứa Thuần Lương chỉ sợ sẽ là Triệu Hiểu Tuệ. Chỉ có Triệu Hiểu Tuệ tỉnh lại, nói ra chân tướng, mới có thể trợ giúp Hứa Thuần Lương thoát ly khốn cảnh. Đường Minh Mị nói cho Triệu Hiểu Tuệ nàng trong bụng phôi túi không có việc gì, nàng cũng không biết vì sao Triệu Hiểu Tuệ coi trọng như thế cái này sinh mệnh. Triệu Hiểu Tuệ nghe nói không có việc gì, kích động đến nước mắt chảy ròng. Đường Minh Mị cảm giác trạng thái tinh thần của nàng không có vấn đề. Ngay lập tức đem Hứa Thuần Lương sự tình nói cho Triệu Hiểu Tuệ. Triệu Hiểu Tuệ sửng sốt, xảy ra chuyện thời điểm tình cảnh lập tức xông lên đầu, ra xe trong nháy mắt đó, nàng nghĩ tới chính là Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương câu nói kia quanh quẩn tại trong đầu của nàng. Ta chẳng cần biết hắn là ai, nếu như hắn dám khi dễ ngươi, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết, ta vì ngươi làm chủ. Triệu Hiểu Tuệ bởi vì cảm động mà hút, tức là bởi vì Hứa Thuần Lương hứa một lời kiền kim mà cảm động. Cũng bởi vì chính mình cho hắn đánh cú điện thoại kia mà hối hận, là mình hại hắn. Đường Minh Mị nói, Triệu tiểu thư, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta tin tưởng Hứa Thuần Lương sẽ không vô duyên vô cớ đi đánh người, bây giờ có thể giúp hắn chỉ có ngươi. Triệu Hiểu Tuệ hít mũi một cái, ta nghĩ gọi điện thoại. Thịnh Chiêu Huy nhìn điện thoại di động bên trên số xa lạ nhíu mày, hắn ngay tại để cho người ta giúp hắn làm thủ tục xuất viện, hắn đối đại học y khoa phụ viện đã mất đi tín nhiệm. Cho rằng những này cái gọi là chuyên gia tất cả đều là mua danh chuộc tiếng lang băm, hắn rõ ràng nhìn thấy ba con ngô công chui vào đầu của mình bên trong, đám này chuyên gia không phải nói không có việc gì. Hứa Thuần Lương chính miệng nói cho hắn biết, ép buộc hắn nuốt xuống là một viên ngũ độc công tâm hoàn, những người này lại kiểm không tra được, còn nói mình hết thảy bình thường. Thịnh Chiêu Huy dự định trực tiếp đi kinh thành, tìm tốt nhất bệnh viện, lợi hại nhất chuyên gia, nhất định phải ngay lập tức đi, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Mang theo nghi hoặc nhận nghe điện thoại, khi hắn nghe ra là Triệu Hiểu Tuệ thanh âm, nội tâm không khỏi giật mình, nữ nhân này tỉnh. Nếu như Hứa Thuần Lương có vấn đề gì ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dám uy hiếp ta, ngươi xảy ra tai nạn xe cộ có quan hệ gì với ta. Đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Ngươi một mực thử một chút, ta chết qua một lần, cái gì đều không để ý, ta. Ta muốn vạch trần ngươi cái này mặt người dạ thú đổ vật. Thịnh Chiêu Huy tay run lên. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Triệu Hiểu Tuệ đã cúp điện thoại. Thịnh Chiêu Huy bên trong tâm lo lắng bất an, hắn cảm thấy phảng phất có mấy trăm con côn trùng tại gặm nuốt lấy trái tim của hắn, nhịp tim tiết tấu không ngừng gia tốc, mồ hôi lạnh trên trán mà rơi, phụ tá của hắn cũng phát hiện hắn tình trạng không đối, Thịnh Tổng. Cút, đều cút ra ngoài cho ta. Thịnh Chiêu Huy đem tất cả mọi người từ trong phòng bệnh đuổi đi, duỗi tay gạt đi trên mặt mồ hôi lạnh, che ngực. Chờ nhịp tim hơi chậm dần về sau, mới cho thê tử gọi điện thoại. Lương Văn Tĩnh không nhịn được thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, ngươi còn có chuyện gì à? Nếu như ngươi không yên lòng có thể xuất viện, ngươi tin tưởng chỗ nào liền đi nơi đó đi xem. Văn Tĩnh, được rồi. Lương Văn Tĩnh trầm mặc xuống. Ta không muốn cáo, ngươi mau chóng an bài thả hắn đi. Lương Văn Tĩnh nói, hắn đã được tha. Hứa Thuần Lương đi ra khu công nghệ cao phân cục. Mở ra cảnh sát trả lại điện thoại, kiểm tra một hồi phía trên điện thoại chưa nhận, từ đó thấy được Mai Như Tuyết dãy số, nàng hẳn là cũng biết chuyện này. Hứa Thuần Lương lắc đầu, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, thật không muốn loại sự tình này bị nàng biết. Tiếng kèn xe hơi đem hắn bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại là Lục Kỳ mở ra xe cảnh sát ra hiện ở trước mặt của hắn, muốn hay không tiễn người một đoạn đường. Hứa Thuần Lương kéo ra phía sau cửa xe, lại nhớ ra cái gì đó. Đóng cửa xe lại, sau đó kéo ra phụ xe cửa xe ngồi xuống. Lục Kỳ đoán được người này trong lòng đang suy nghĩ gì, nhịn không được bật cười, ngươi có phải hay không sợ ta đem ngươi lại cho đưa cục cảnh sát bên trong đi. Hứa Thuần Lương nói, bình thường ngồi phía sau đều là lãnh đạo, nhưng xe cảnh sát ngoại lệ. Lục Kỳ cười to, đi nơi nào. Hứa Thuần Lương nói, ta nghĩ về trước lội bệnh viện,
nghe nói Triệu Hiểu Tuệ tỉnh, ta được thả ra có phải hay không nguyên nhân này? Hắn cho rằng nhất định là Triệu Hiểu Tuệ giúp chính mình nói chuyện, chính mình mới thoát khốn. Lục Kỳ nói, cùng với nàng giống như không có quan hệ gì a, nàng thức tỉnh trước đó, khu công nghệ cao phân cục liền nhận được mệnh lệnh muốn đem ngươi đem thả. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn a. Ngươi đừng cảm ơn ta a, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi có thể a, lần trước đánh Đường Thiên Nhất là Trần Cục ra mặt, lần này ta nghe nói là khu công nghệ cao cảnh bí thư, ngươi cùng hắn lại có quan hệ gì a? Hứa Thuần Lương cũng có chút kỳ quái, Cảnh Văn Tuấn là Cảnh Văn Tú đại ca, nhưng mình cùng Cảnh Văn không biết, cùng Cảnh Văn Tú quan hệ cũng không có gì đặc biệt, nàng không có lý do thay mình ra mặt, chẳng lẽ là Cao Tân Hoa cùng Triệu Phi Dương hỗ trợ? Hứa Thuần Lương quyết định trước cho Cao Tân Hoa gọi điện thoại báo một tiếng bình an. Cao Tân Hoa cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền được thả ra, lúc đầu hắn còn muốn kiên trì đi ra đại đội trưởng đâu, hắn biểu thị chuyện này không liên quan tới mình, cùng Triệu Phi Dương cũng không có quan hệ gì. Hứa Thuần Lương minh bạch, cùng Triệu Phi Dương không quan hệ liền mang ý nghĩa cùng Cảnh Văn Tú cũng không quan hệ, nhưng những người này đều loại bỏ, kia rốt cuộc là ai cho hắn giúp một chút. Cảnh Văn Tuấn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ vì chính mình ra mặt. Cao Tân Hoa cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá Hứa Thuần Lương có thể vô tội phóng thích luôn luôn chuyện tốt, nghe nói Thịnh Chiêu Huy lựa chọn chủ động rút đơn kiện, liền nói xin lỗi đều không muốn cầu biểu thị chuyện này như vậy chấm dứt, Hứa Thuần Lương tiểu tử này thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Lục Kỳ đem Hứa Thuần Lương đưa đến bệnh viện, Hứa Thuần Lương đi trước ICU hỏi thăm một chút Triệu Hiểu Tuệ bệnh tình, vừa vặn Đường Minh Mị cùng Vu Mạt đều tại. Vu Mạt giới thiệu sơ lược một chút Triệu Hiểu Tuệ tình huống, tổng thể phi thường ổn định, dự đoán bệnh tình hẳn là không có vấn đề gì, hiện tại xem ra đứa bé trong bụng của nàng cũng nên bảo vệ, chỉ là Vu Mạt vẫn là không đề nghị nàng lưu lại. Vương Kim Vũ nghe nói Hứa Thuần Lương trở về, cũng tới đến ICU cửa phòng bệnh cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt. Các cái khác người rời đi về sau, Vương Kim Vũ hướng Hứa Thuần Lương giơ ngón tay cái lên, đơn thương độc mã xâm nhập Ân Hằng tổng bộ đánh đau Ân Hằng tập đoàn tổng giám đốc. Không mất một sợi lông, mấu chốt là đối phương vẫn là Đông Châu tán đả hiệp hội hội trưởng. Vương Kim Vũ nói, tiểu tử ngươi nhất chiến thành danh, tuyệt đối là Đông Châu Triệu Tử Long. Hứa Thuần Lương nói, được rồi, ngươi cũng đừng cất nhắc ta, Kim Vũ ca, cảm ơn ngươi a. Cảm ơn ta cái gì, ta lại không giúp đỡ được gì, tiểu tử ngươi hẳn là tạ người là Mai Trấn Trưởng. Hứa Thuần Lương nói, nàng, hắn cũng không có nhìn thấy Mai Như Tuyết. Vương Kim Vũ nói, ta gọi điện thoại cho nàng, vốn nghĩ để nàng khuyên ngươi đừng xúc động làm chuyện điên rồ, nhưng ngươi đoán làm gì, người ta không nói hai lời ném trong chấn sự tình lại tới, nghe nói ngươi bị tóm lên đến, nàng lúc ấy nhưng khẩn trương. Ngươi thấy được, Vương Kim Vũ gật đầu nói, ta đương nhiên thấy được, lúc ấy Cao Viện Trưởng cũng tại, Cao Viện Trưởng nói lên tình huống của ngươi cảm thấy không thể lạc quan, nàng nghe xong liền đi, lại về sau ngươi liền được thả ra, ta cảm thấy ngươi được thả ra 89 phần 10 là nàng hỗ trợ. Lúc này Triệu Phi Dương gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương nhíu mày, Triệu Phi Dương hẳn là nghe nói mình được thả ra, nên không phải muốn hưng sư vấn tội đi. Tiếp thông điện thoại, Triệu Phi Dương ngữ khí phi thường hòa ái, tiểu Hứa A, không sao chứ? Hứa Thuần Lương nói, không sao, ta đã ra tới. Triệu Phi Dương nói, ta nhưng lo lắng hỏng, người tiểu tử này về sau làm việc cũng không thể lại xúc động như vậy. Tạ ơn Triệu Viện Trưởng quan tâm. Lần này cho Trường Hưng thêm phiền toái. Hứa Thuần Lương cũng có chút ngoài ý muốn, Triệu Phi Dương thế mà không có phê bình chính mình. Triệu Phi Dương nói, ngươi không có việc gì liền tốt, ngã một lần khôn hơn một chút đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, như vậy đi, tối nay mời ngươi uống rượu đi đi khí, quay đầu ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, có chút kỳ quái, Triệu Phi Dương thế mà muốn mời mình uống rượu, thật đúng là hiếm lạ. Đã sự tình đã giải quyết hắn cũng không cần thiết lưu tại bệnh viện, Triệu Hiểu Tuệ nơi đó hắn tạm thời không muốn gặp bột, hy vọng cho nàng một cái tỉnh táo không gian. Hứa Thuần Lương dự định trước về thăm nhà một chút, sự tình náo như thế lớn, vạn nhất ra ra biết, lại phải lo lắng, lần này liều mạng mắng một chập cũng phải về trước đi trấn an lão gia tử. Hứa Thuần Lương rời đi bệnh viện thời điểm, gặp Cao Tân Hoa biểu thị trước mắt lão gia tử lập nên còn không biết chuyện này. Không phải đã sớm gọi điện thoại mắng hắn, dù sao chỉ cần Hứa Thuần Lương xảy ra chuyện, Hứa Trường Thiện cái thứ nhất sẽ tìm Cao Tân Hoa tính sổ sách. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết vừa rồi Triệu Phi Dương gọi điện thoại cho mình sự tình, thông qua liên tiếp mấy món, Cao Tân Hoa đối Triệu Phi Dương người này hảo cảm còn lại đến đã không nhiều, lạnh nhạt cười nói,
đại khái là hắn giúp không được gì, cho nên cảm thấy áy náy đi, mời ngươi uống bỗng nhiên rượu cũng là bình thường. Nói đến nước này chờ Vu Minh đất chống nói cho Hứa Thuần Lương, Triệu Phi Dương căn bản liền không cho ngươi hỗ trợ. Cao Tân Hoa cho rằng Triệu Phi Dương đại khái suất là đoán được Hứa Thuần Lương là có bối cảnh, mà lại bối cảnh không phải bình thường, mời hắn uống rượu chính là vì làm rõ chuyện này. Hứa Thuần Lương lại đem Cảnh Văn Tuấn cho mình hỗ trợ sự tình nói. Cao Tân Hoa phân tích một chút, khẳng định không phải Cảnh Văn Tuấn chủ động hỗ trợ, hắn hẳn là đạt được một vị nào đó lãnh đạo thụ ý. Hứa Thuần Lương thông qua lần này phân tích, trong lòng đã cơ bản minh bạch, trợ giúp mình người khẳng định là Mai Như Tuyết không thể nghi ngờ. Lúc trước Mặc Hàm nhìn thấy Mai Như Tuyết thời điểm liền nhắc nhở qua, Mai Như Tuyết xuất thân, để Hứa Thuần Lương cùng với nàng kết giao phải cẩn thận. Hứa Thuần Lương lúc ấy cũng không thèm để ý, Mai Như Tuyết xuất thân vô luận cao quý vẫn là nghèo hèn, cùng hắn quan hệ cũng không lớn, đi qua hắn ỉ lại mới phóng khoáng, hiện tại hắn y nguyên sống được thoải mái, hắn chưa hề đều không phải là một cái cần dựa vào nữ nhân thượng vị nam nhân. Lần này xung quan một là Hồng Nhan, cũng không phải là bởi vì hắn thích Triệu Hiểu Tuệ, mà là bởi vì đối nàng từng có hứa hẹn. Hứa Thuần Lương tùy tiện không làm hứa hẹn, một khi hứa hẹn liền nói là làm, cũng không phải muốn làm cái gì đại anh hùng, mà là tín nghĩa hai chữ sớm đã dung nhập huyết mạch của hắn. Nhân vô tín bất lập, nghiệp không tín không thể, nhà không tín bất hòa, nước không tín tất suy. Trước mắt thịnh thế tuổi tác cố nhiên ca múa mừng cảnh thái bình cảnh sắc an lành, nhưng so với đi qua niên đại chỉ còn thiếu như vậy điểm tín nghĩa. Tại Hứa Thuần Lương xem ra, tín nghĩa so tín ngưỡng càng trọng yếu hơn, người cho dù là đã mất đi tín ngưỡng cũng không thể mất đi tín nghĩa. Hắn cử động hôm nay trong mắt mọi người không thể nghi ngờ là phi thường lỗ mãng thậm chí là ngu xuẩn, nhưng là Hứa Thuần Lương cũng lưu lại hậu chiêu, hắn cực thịnh chiêu huy cuối cùng sẽ cúi đầu trước chính mình, đang trả thù cùng mạng sống ở giữa, chỉ cần đầu óc người bình thường đều chọn cái sau. Thông qua chuyện này, hắn cũng nhìn thấy ai tại quan tâm mình, ai đang lợi dụng chính mình. Mai Như Tuyết đối tình cảm của mình so với hắn cho rằng còn muốn khắc sâu, Hứa Thuần Lương trong lòng có chút ấm áp, có chút hạnh phúc, mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không rõ ràng Mai Như Tuyết vì sao ngày đó không có phó ước, nhưng là hiện tại đã không trọng yếu, hắn hiểu được Mai Như Tuyết tâm ý. Hứa Thuần Lương đi vào hồi xuân đường, nhìn thấy Mai Như Tuyết thường mở chiếc kiệu ý đến liền ngừng ở trước cửa, ánh nắng vừa vặn, mỹ nhân như ngọc, nàng ngồi ở trước cửa bồi tiếp lão gia tử nói chuyện phiếm. Hai người trò chuyện phi thường vui vẻ. Mai Như Tuyết cảm giác được hắn đến, thu thủy đôi mắt sáng thanh tịnh thấy đáy, nhu hòa ánh mắt tựa như gió xuân từ Hứa Thuần Lương trên mặt phất qua, khinh nhu nói, trở về. Bình thản tựa như một cái thê tử đang thăm hỏi tan tầm về nhà trượng phu. Hứa Thuần Lương nội tâm bị ánh mắt của nàng dắt, bị cái này sợi gió xuân từng tầng bao khỏa, cái này đáng chết ôn nhu a. Hứa Thuần Lương hít một hơi thật sâu. Viên này đạo tâm ý đổ tránh thoát ôn nhu liễu khóa nhưng hôm nay xác thực hơi mệt chút, chờ ngày mai lại nói, tạm thời hưởng thụ phần này bán vĩnh ôn nhu. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hứa Trường Thiện nói, Tiểu Tuyết nói cùng ngươi đồng thời trở về, ngươi đi bệnh viện đi họp, cho nên nàng trước hết đi theo ta trò chuyện một ít ngày. Hứa Thuần Lương thuận nàng nói, bệnh viện chính là sẽ thêm. Hứa Trường Thiện nói, ban đêm trong nhà ăn cơm đi. Hứa Thuần Lương nói, Triệu viện trưởng ước hẹn. Quay đầu ta phải đi nịnh bợ lãnh đạo. Hứa Trường Thiện nói, đẩy, người ta Tiểu Tuyết thật vất vả đến một chuyến. Mai Như Tuyết cười nói, Hứa lão tiên sinh, ta chờ một lúc liền phải trở về, trên trấn còn có thật nhiều tình chờ ta xử lý, lần này chính là tiện đường tới lấy nhìn ngài. Hứa Trường Thiện nói, thật xa tới không ăn cơm sao được. Ta cái này đi làm, ngươi ăn xong lại đi, chừng Hứa Thuần Lương một chút, còn có ngươi, bồi Tiểu Tuyết cơm nước xong xuôi lại đi uống rượu. Đừng chỉ lo nịnh bợ lãnh đạo, ai trọng yếu ngươi không biết ha. Hứa Thuần Lương trợn mắt hốc mồm, ra mắt gỗ quay người tiến vào. Mai Như Tuyết nở nụ cười, chịu phê bình đi, người phải đi chính đạo, đừng tổng là nghĩ đến A Dua nịnh hót. Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn A. Mai Như Tuyết rót cho hắn một chén trà, người nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Hứa Thuần Lương thật có chút khát nước, nhấp một ngụm trà nói, việc này nói rất dài dòng A. Trở về sau ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Mai Như Tuyết nói, có thể giải thích rõ ràng sự tình kỳ thật đều không cần giải thích. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ giống như đích thật là đạo lý này, cảm thán nói, đi cùng với ngươi ta tổng có thể học được đồ vật, về sau hai ta được nhiều liên hệ. Mai Như Tuyết nói, ta nào có nhiều thời gian như vậy dạy ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta
ta có thể đợi ngươi có thời gian, dù sao cả một đời dài lắm. Mai Như Tuyết xinh đẹp đỏ mặt lên, Hứa Thuần Lương đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng nàng Xuân Hành đầu ngón tay, Mai Như Tuyết cấp tốc rút tay về đi. Hứa Thuần Lương nói, ta rất vui vẻ. Mai Như Tuyết rủ xuống lông mi đen dài, về sau đừng có lại làm như thế lỗ sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ta đã đáp ứng Triệu Hiểu Tuệ muốn giúp nàng, đáp ứng sự tình thì nhất định phải làm được. Mai Như Tuyết nhặt lên hai con ngươi, nếu như xảy ra chuyện chính là ta đây. Hứa Thuần Lương nhìn nhìn Mai Như Tuyết con mắt, gần từng chữ, ai dám khi dễ ngươi, ta diệt hắn cả nhà. Hồ Thuyết, Mai Như Tuyết từ hắn chắc chắn ánh mắt phát giác được, hắn là chăm chú, Mai Như Tuyết nội tâm bị xúc động, nàng lắc đầu, đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng có lại dại dột, đừng để ra ra ngươi lo lắng. Dừng lại một chút lại nói, cũng đừng để quan tâm ngươi người lo lắng. Hứa Thuần Lương nói, ta sẽ không để cho ngươi lo lắng. Mai Như Tuyết không có hỏi thăm Triệu Hiểu Tuệ sự tình, mặc dù trước đó trong nội tâm nàng tồn tại rất nhiều nghi vấn, thế nhưng là tại nàng nhìn thấy Hứa Thuần Lương về sau, nàng liền đã bình thường trở lại, nàng tin tưởng Hứa Thuần Lương, tin tưởng hắn cùng Triệu Hiểu Tuệ ở giữa là trong sạch, tin tưởng Hứa Thuần Lương sở dĩ làm như vậy tất cả đều là bởi vì một cái hứa hẹn. Đây là một cái trước đây chưa từng gặp nam nhân, Mai Như Tuyết ý thức được mình từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tâm động. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Mai Như Tuyết cơm nước xong xuôi, đưa nàng rời đi, Mai Như Tuyết tiện đường đem hắn đưa đến ăn cơm địa điểm, Hoa Gian Nhật Liêu, nàng còn phải tiến về núi huyện, tham gia trời trước kia hội nghị. Hứa Thuần Lương cùng Mai Tuyết nói lúc khác, một vị khí chất cao nhã xuất hiện tại cổng, đưa mắt nhìn Mai Như Tuyết lái xe rời đi, nàng vừa rồi cười đón lấy Hứa Thuần Lương, ngài là Hứa Thuần Lương tiên sinh a. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Ta là Từ Dĩnh, đây là tiệm của ta. Triệu viện sắp xếp xong xuôi, ngài mời. Hứa Thuần Lương đi theo nàng đi vào gian phòng bên trong, Triệu Phi Dương còn chưa tới, cho hắn phát cái tin, đoán chừng muốn muộn nửa giờ. Lãnh đạo ăn cơm đến trễ là chuyện thường xảy ra, cũng không biết Triệu Phi Dương hữu tâm hay là vô tình. Hứa Thuần Lương lật xem một lượt menu, Từ Dĩnh nói cho hắn biết Triệu Phi Dương đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hứa Thuần Lương để nàng trước tiên đem giấy tờ kết một chút, dù sao mình đáp ứng Triệu Phi Dương mời hắn ăn cơm. Cho tới bây giờ đều không có thực hiện. Từ Dĩnh cười nói, Triệu Phi Dương cũng đã thanh toán, hẳn là cân nhắc. Đến Hứa Thuần Lương tính tiền khả năng. Hứa Thuần Lương phát hiện đêm nay Nhật Liêu cửa hàng không có khách nhân khác, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ Triệu Phi Dương đặt bao hết rồi. Từ Dĩnh cho Hứa Thuần Lương rót một chén tự tay chế tác xóa trà, Hứa Thuần Lương đối nàng trà nghệ phi thường thưởng thức, nhìn thấy treo trên tường một bức thư pháp, phía trên để lấy một bài thơ, một áo một nước một bình. Nhân đạo phù tang vật này tốt. Phá toàn vẹn cuối cùng cũng chưa giải, mang tướng trong mộng hỏi hoa anh đào. Viết là lối viết thảo, thư pháp có phần kiến công để, Hứa Thuần Lương nhìn một chút lạc khoản, lại là Sơn Hồ Phế Nhân. Cái này thật đúng là không tưởng được, Sơn Hồ Phế Nhân chính là Hà Thủ Nhân. Hà Thủ Nhân hiện tại sống một mình núi đảo Thạch Lương Sơn, bình thường rất ít cùng ngoại giới liên lạc, lại không biết Từ Dĩnh là từ chỗ nào được đến hắn mặc bảo. Hứa Thuần Lương nói, chữ tốt a. Đây là vị nào danh gia đại tác? Từ Dĩnh mỉm cười nói, bức chữ này là bạn học ta đưa cho ta, tác giả là hắn một vị trưởng bối, ta lúc ấy đi hắn phòng vẽ tranh tham quan, vừa vặn gặp được bức chữ này, rất là ưa thích, cho nên tìm cầu mong gì khác đến, hắn cũng là nhịn đau cắt thịt. Hứa Thuần Lương nói, người vị bạn học này cũng là một vị thư pháp danh gia a. Phan Thừa Phong, Nam Giang Nghệ thuật Học viện Quốc họa hệ giáo sư, hắn thoải mái sơn thủy ở trong nước rất nổi danh. Được cho thanh niên họa sĩ bên trong nhân vật kiệt xuất, thư pháp bên trên cũng rất có tạo, được cho thư họa song tuyệt, Hứa tiên sinh đối thư họa cũng cảm thấy hứng thú. Hứa Thuần Lương nói, yêu thích thôi. Từ Dĩnh cười nói, có cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Tốt. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Triệu Phi Dương đến, Hứa Thuần Lương đứng dậy đón lấy. Triệu Phi Dương khoát tay áo nói, không cần khách khí, cũng không phải ở đơn vị, ngồi. Hắn hướng Từ Dĩnh nói. Các ngươi đều biết đi. Từ Dĩnh nói, trò chuyện phi thường vui sướng. Hứa Thuần Lương phát hiện cái này Từ Dĩnh rất biết cách nói chuyện, không biết nàng cùng Triệu Phi Dương là quan hệ như thế nào. Triệu Phi Dương nói, Thuần Lương, ngươi vị này Từ tỷ là ta bạn học thời đại học, cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Từ Dĩnh cười nói, nhưng đừng nói như vậy, khác phái ở giữa là không tồn tại hảo bằng hữu, ta còn là thành thành thật thật đương bạn học của ngươi. Nàng đứng dậy đi ra cửa an bài mang thức ăn lên. Triệu Phi Dương cởi quần áo ra treo tốt,
Hứa Thuần Lương không có biểu hiện được quá mức ân cần, đổi thành khác thuộc hạ khẳng định cướp giúp hắn treo y phục, chỉ là giúp hắn rót chén trà. Triệu Phi Dương gần nhất rõ ràng có chút gầy gò, có thể thấy được hắn công việc gần đây áp lực rất lớn, bất quá cái này khiến hắn lộ ra càng phát ra già dặn, ngồi xuống về sau uống chén trà nói, không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu. Hứa Thuần Lương cười nói, lập tức thuộc các loại lãnh đạo không phải thiên kinh địa nghĩa, ta nếu để cho ngài các loại, vậy liền đại nghịch bất đạo. Triệu Phi Dương cười ha ha, tiểu tử ngươi cái miệng này a. Từ Dĩnh tự thân lên đồ ăn, lên trước mấy đạo thức nhắm, hỏi bọn hắn uống gì rượu. Triệu Phi Dương trưng cầu một chút Hứa Thuần Lương ý kiến, Hứa Thuần Lương ý kiến chính là không có ý kiến, lãnh đạo mời khách an bài thế nào hắn đều biểu thị đồng ý. Triệu Phi để Từ Dĩnh tới trước một bình trình bày la liệt điển tích rượu trắng, đây cũng là cân nhắc đến Hứa Thuần Lương khả năng uống không rõ rượu, cái sau cồn độ chỉ có 16 độ, trước người 39 độ, trên cơ bản tương đương với hàng nội địa thấp độ rượu đế. Sashimi về sau, đưa lên hai con Hokkaido không trở tới đây mới mẻ nhím biển. Hứa Thuần Lương đối Nhật Liêu mặc dù không thế nào quan tâm, nhưng là có thể nhìn ra Triệu Phi Dương bữa cơm này là dùng tâm chiêu đãi, cấp bậc không thấp. Một bình rượu trắng rất nhanh thấy đáy, Triệu Phi Dương lại muốn một bình hai cắt ba phần trình bày la liệt điển tích thanh rượu, hắn tướng loại này uống pháp xưng là trước đắng sau ngọt. Bất quá uống xong cay độc rượu trắng về sau lại nhấm nháp thanh rượu, liền Hứa Thuần Lương đều có thể hét ra trong đó ngọt lịm mùi gạo thơm nói. Triệu Phi Dương nói, một số thời khắc uống rượu như nhân sinh, nhất định phải có thể cao năng thấp, có thể lên có thể hạ. Hứa Thuần Lương nói, ta trước mắt đều là tại thung lũng, còn không có trải nghiệm quá cao ra không thắng lạnh tư vị. Triệu Phi Dương cười nói, đây là oán trách ta không có trọng dụng ngươi, ngươi bây giờ cái này phân viện viện trưởng không biết bao nhiêu người hâm mộ. Hắn bưng lên chén Hứa Thuần Lương đánh đòn phủ đầu cùng hắn đụng đụng. Triệu Phi Dương uống chén rượu này nói, tiểu Hứa a, ngươi lần này nhưng giúp nhóm trưởng Hưng tạo cái lớn tin tức. Hứa Thuần Lương nói, Triệu viện yên tâm ta ai làm nấy chịu, tuyệt không cho trưởng Hưng thêm phiền phức. Triệu Phi Dương nói, cái này nói gì vậy, ta lúc nào ngại làm phiền ngươi rồi. Ngươi tiểu tử này a làm sao lại không hiểu ta, tại bệnh viện chúng ta là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng ở chỗ này, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành huynh đệ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Triệu Phi Dương lời nói này đến thật sự là xảo diệu, ở chỗ này, nơi này không phải liền là Nhật Liêu cửa hàng, phạm vi họa đến đủ chính xác, quả nhiên là bánh vẽ cao thủ, nói bóng gió chính là đi ra cái này hỏi Nhật Liêu cửa hàng liền không coi ta là huynh đệ. Hứa Thuần Lương không chỗ. Dù sao từ đầu tới đuôi cũng không có đem Triệu Phi Dương làm thành huynh đệ, người này tâm tư nặng, cùng người khác kết giao đầu tiên nghĩ đến độ là lợi dụng, khiếm khuyết thẳng thắn. Đương nhiên Hứa Thuần Lương cũng không có phủ định Triệu Phi Dương, người ta ở vào trên vị trí này, suy tính được sự tình khẳng định rất nhiều, mà mắt mình chỉ là Trường Hưng một nhân vật nhỏ, lại là Triệu Phi Dương thuộc hạ, người gặp mấy cái lãnh đạo cùng thuộc hạ thực tình làm bằng hữu. Bình dị gần gũi đều là giả ra tới, cấp độ là, tâm tính bên trên không thể nào làm được chân chính bình đẳng. Hứa Thuần Lương cố ý nói, ta nghe nói Ân Hằng chế dược tìm Trường Hưng thu hồi thuốc khoản rồi. Triệu Phi Dương gật đầu nói, lúc đầu đáp ứng cuối năm trả lại, hiện tại trước thời hạn, bất quá sự kiện có thể giải quyết. Sự tình đã đến loại tình trạng này, Triệu Phi Dương trách cứ Hứa Thuần Lương cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao đã không cải biến được, còn không bằng làm thuận nước xong thuyền. Để Hứa Thuần Lương nhìn xem ta đợi ngươi như thế nào. Hứa Thuần Lương nói, nếu có cần ta có thể tìm bọn hắn nói chuyện. Triệu Phi Dương trong lòng có chút kinh ngạc, càng phát ra nhận định Hứa Thuần Lương có bối cảnh, đều để người ta Ân Hằng tổng giám đốc cho, còn muốn tìm người đàm riêng giao thuốc khoản sự tình, đây không phải quá khi dễ người sao. Triệu Phi Dương nói, không cần thiết, ngươi không cần đã tham dự. Hứa Thuần Lương kẹp khối gan ngỗng tay cầm cảm thụ một chút Triệu Phi Dương nói tới vào miệng tan đi, cũng không khó ăn, ngày hôm đó liệu giống như thích tại đồ ăn nhan sắc cùng cảm nhận bên trên bỏ công sức, về phần hương vị, vậy liền mỗi người một ý. Triệu Phi Dương nói, ta nghe nói sự tình hôm nay liền Chu Thư Ký đều kinh động. Hắn phi thường hoài nghi Hứa Thuần Lương cùng Chu Thư Ký có quan hệ, nếu thật là như thế, thông qua Hứa Thuần Lương dẫn kiến có lẽ có dựng vào Chu Thư Ký điều tuyến này khả năng. Hứa Thuần Lương nói, cái nào Chu Thư Ký, ta giống như không biết họ Chu Bí Thư. Triệu Phi Dương cho rằng Hứa Thuần Lương đang giả vờ, đã hắn không chịu thừa nhận, cũng không tiện truy vấn, mỉm cười nói, Hứa lão tiên sinh quan hệ vẫn là rất rộng a. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Triệu viện, ta không dối gạt ngươi, ngay cả chính ta đều không rõ tại sao muốn đem ta đem thả,
ta hôm nay đi Ân Hằng đánh người thời điểm căn bản liền không nghĩ tới hậu quả, kỳ thật sau khi đánh xong, ta mới ý thức tới hành vi của mình khả năng cho Trường Hưng mang đến phiền phức. Triệu Phi Dương đối với chuyện này lộ ra rộng rãi rộng lượng, ăn một khôn ngoan nhìn xa trông rộng, về sau làm việc trước đó nhiều suy tính một chút chính là, đến, chúc ngươi thuận lợi giải quyết phiền phức. Triệu Phi Dương giếng không có từ Hứa Thuần Lương nơi đó đạt được nghĩ muốn câu trả lời, Hứa Thuần Lương rời đi về sau, hắn không có lập tức rời đi từ dĩnh nhìn ra hắn tâm tình không tốt, lại thêm mấy món ăn, tới cùng hắn uống rượu. Triệu Phi Dương nói, đối với hắn ấn tượng như thế nào? Từ dĩnh cười nói, ta còn vì xông vào Ân Hằng cao ốc ra sức đánh Thịnh Chiêu Huy người là một cái mãng phu, nghĩ không ra nhưng là cái anh tuấn tiêu sái như sách đạt lý nhỏ thịt tươi. Triệu Phi Dương ý vị thâm trường nói, có phải hay không các ngươi tuổi tác này nữ phần lớn thích nhỏ thịt tươi? Từ dĩnh cười đến phi thường vui vẻ, ngươi nghĩ đi đâu vậy, có thể là bởi vì sự miêu tả của ngươi vào trước là chủ, cho nên nhìn thấy chân nhân tương phản quá lớn. Triệu Phi Dương nói, tiểu tử này hữu dũng hữu mưu còn có bối cảnh, hiện tại đối ta sinh ra đề phòng tâm. Từ dĩnh nói, người ta xảy ra chuyện ngươi lại không chịu hỗ trợ, đối ngươi sinh ra đề phòng tâm cũng rất bình thường. Nhìn thoáng qua trên bàn tinh mỹ thức ăn, người thường thường cần đến không phải dệt hoa trên gấm, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Triệu Phi Dương tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, chuyện của hắn ta không phải không giúp, mà là không thể giúp, coi như khu công nghệ cao cảnh Văn Tuấn bí thư cũng chưa chắc có thể hóa giải, ta nghe ngóng, phía sau đưa đến tác dụng chính là Chu thư ký. Từ dĩnh kinh ngạc nói, Đông Châu. Triệu Phi Dương xuống con mắt, từ dĩnh liền không có tiếp tục nói, hai người đụng đụng chén rượu từ nói. Như thế nói đến, cái này tiểu Hứa thật đúng là không đơn giản. Triệu Phi Dương nói, ta vốn cho rằng Cao Tân Hoa khả năng đi tìm lão gia tử nhà chúng ta, nhưng chuyện này lão gia tử không biết. Từ dĩnh nói, lão gia tử xác thực có năng lực như thế, nhưng là để hắn cúi đầu cầu người luôn luôn không tốt. Thép tốt nhất định phải dùng tại trên lưỡi đao, Triệu Phi Dương phụ thân lực ảnh hưởng khẳng định sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng suy yếu, là như thế càng không thể tùy tiện mở miệng, không chỉ là mặt mũi nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, người một khi mở miệng, liền mang ý nghĩa lúc trước những cái kia thiếu người ân tình, được người ân huệ người liền có thể hoàn lại nhân tình này, bình thường sẽ không có lần nữa. Triệu Phi Dương muốn đem phụ thân nhân tình này lưu cho mình, hắn có loại dự cảm, tại cải chế quá trình bên trong có thể sẽ đứng trước một trận trước nay chưa từng có phong bạo, thời khắc mấu chốt còn cần lão gia tử ra mặt. Triệu Phi Dương nói, Cao Tân Hoa không có có năng lực như thế. Hắn quan hệ xã hội đủ không đến cấp độ này, hắn thậm chí đi tìm Cảnh Văn Tú. Từ dĩnh nói, Cao Tân Hoa đối với hắn thực là không tồi, ta nghe nói Hứa Thuần Lương ra ra là hồi xuân đường lão trung y, có phải là hắn hay không cùng Chu thư ký? Triệu Phi Dương lắc đầu. Từ dĩnh nhớ tới hôm nay đưa Hứa Thuần Lương tới nữ hài tử, mặc dù là kinh hồng một cảnh, nhưng lại lưu cho nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nàng mặc dù đã gặp không ít mỹ nữ. Nhưng là như hôm nay đẹp như vậy nữ nàng rất ít gặp đến, không chỉ là mỹ lệ bề ngoài, còn có cô bé kia khí chất tao nhã, khí chất dưỡng thành cùng cá nhân nuôi có quan hệ, mà người tu dưỡng lại dính đến rất nhiều phương diện, không chỉ là người chịu giáo dục, trong đó một cái vô cùng trọng yếu nhân tố là gia đình xuất thân. Đều nói đời thứ ba mới có thể nuôi dưỡng được một cái quý tộc, từ dĩnh mặc dù chưa kịp cùng Mai Như Tuyết trò chuyện, nhưng là nàng dám đoán chắc cô bé này xuất thân hiển quý. Nàng tướng chuyện này nói cho Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương sau khi nghe xong, cái thứ nhất liền nghĩ đến Mai Như Tuyết, nhất định là Mai Như Tuyết, vị này 23 tuổi nữ trưởng trấn tất nhiên có được cường đại bối cảnh. Triệu Phi Dương cũng đã được nghe nói một chút Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết nghe đồn, nếu như hai người bọn họ thật sự là quan hệ yêu đương, như vậy hôm nay hết thảy liền được giải thích. Từ dĩnh nói khẽ, quả nhiên, mỗi cái nam nhân thành công phía sau đều có một cái yên lặng nỗ lực nữ nhân. Triệu Phi Dương nói, hắn vẫn còn không tính là thành công đi. Từ dĩnh cũng không nhìn như vậy, hắn còn trẻ. Tuổi trẻ chính là vốn liếng, Triệu Phi Dương gần nhất sinh ra cảm giác nguy cơ, hắn mắt thấy là phải bước vào tuổi 40, mặc dù tại đa số người trong mắt hắn là vị tuổi trẻ chính sự cấp cán bộ, nhưng Triệu Phi Dương lại rõ ràng chính mình hướng lên không gian đã không lớn, có lẽ sĩ đồ của hắn sẽ như vậy dừng bước không tiến. Tuổi như vậy bên trong thể chế phó cán bộ cấp sở vừa nắm một bó to, hắn mặc dù cùng khu huyện người đứng đầu cùng cấp, nhưng là chân chính quyền lực cùng người ta là không cách nào đánh đồng, về sau phát triển càng vô pháp so sánh. Kia Cảnh Văn Tuấn tới nói, mặc dù lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng là Cảnh Văn Tuấn bước kế tiếp tiến vào phó thính phi thường dễ dàng, đối Triệu Phi Dương tới nói,
khả năng tại về hưu trước đó đều không thể thực hiện dạng này vượt qua. Suy cho cùng vẫn là bối cảnh A, lão gia tử nếu như không có hưu trí, mình vẫn còn tồn tại khả năng, lão gia tử triệt để lui ra đến về sau, mình tấn thăng phó thính cũng liền chỉ còn lại trên lý luận khả năng, mà lại chỗ hắn tại hệ thống vệ sinh, chính sử bình thường là cái hệ thống này bình cảnh, thực hiện đột phá rất khó. Hai ngày trước hắn đi Nam Giang cùng Hoa Niên sự trưởng Đường Kinh Vĩ lúc gặp mặt, Đường Kinh Vĩ liền nói tới chuyện này, Đường Kinh Vĩ có ý tứ là để hắn đảm nhiệm mới thành lập Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh công ty quản lý tổng giám đốc, cấp ra hắn một cái cực kỳ ưu việt điều kiện, để hắn gia nhập Hoa Niên tập đoàn ban giám đốc, cũng hứa hẹn tặng cùng cổ phần. Triệu Phi Dương đương nhiên biết rõ trong thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Đường Kinh Vĩ hiển nhiên chờ mong từ mình nơi này được cái gì. Mình có thể từ Hoa Niên đạt được, đều là mình nên được, Hoa Niên tuyệt không có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán. Triệu Phi Dương gặp phải nhân sinh trọng đại lựa chọn, nếu như hắn tiếp nhận Đường Kinh Vĩ điều kiện, như vậy hắn liền phải có điều từ bỏ, hắn tự mình cùng Bùi Lâm nghiên cứu thảo luận qua chuyện này, Bùi Lâm cho là hắn hẳn là đến lui ra đến thời điểm, chỉ đến không phải từ trên cương vị lui ra đến, mà là từ đi công chức. Chỉ có từ đi công chức, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận đảm đương Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh công ty quản lý tổng giám đốc. Nếu như không chối từ, trong thành phố cũng sẽ đối với hắn tiến hành bổ nhiệm. Cứ việc Đông Châu thị trong tương lai hình thức đầu tư cổ phần trong bệnh viện chỉ chiếm 20% cổ quyền, nhưng là Đông Châu thị vẫn kiên trì nắm giữ quyền quản lý, nhưng là hắn công chức thân phận về sau nhất định đối diện quá nhiều phiền phức. Bùi Lâm cho rằng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, Triệu Phi Dương muốn trưởng khống tương lai Trường Hưng, cũng chỉ có thể từ chức trở thành Hoa Niên tập đoàn một viên. Triệu Phi Dương lần thứ nhất cảm giác được công chức đã buộc tay chân của hắn, muốn đại triển quyền cước đầu tiên liền muốn mở ra trói buộc. Từ Dĩnh nhìn ra Triệu Phi Dương gần nhất tâm thần bất định, rót cho hắn một chén thanh rượu. Phi Dương, ngươi lần này từ Nam Giang trở về cảm xúc liền có chút không đúng, có phải hay không cổ quyền đàm phán không thuận lợi? Triệu Phi Dương lắc đầu, Đường Kinh Vĩ đề nghị ta từ đi công chức. Từ Dĩnh một chút bưng chén rượu lên cùng hắn đụng đụng, chống đỡ một ngụm nhỏ thanh rượu, còn nhớ rõ ngươi khi đó lần thứ nhất nói với ta dẫn vào dân doanh vốn liếng, chế tạo hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện tình cảnh sao? Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, làm sao lại quên, lúc ấy hắn hăng hái, thần thái Phi Dương, tướng cái tin tức tốt này cái thứ nhất nói cho Từ Dĩnh, hắn muốn tại Đông Châu đại triển quyền cước, muốn đem Trường Hưng chế tạo thành khu vực chữa bệnh trung tâm. Từ Dĩnh nói, hình thức đầu tư cổ phần quyết định, chiếm cổ tỷ lệ nhiều một phương nắm giữ quyền nói chuyện, người kỳ thật hẳn là sớm liền nghĩ đến. Trên thế giới này không có lưỡng toàn tề mỹ sự tình, bưng công ra bát ăn nhìn tư doanh cơm sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Triệu Phi Dương nói, nghĩ không ra cải chế cái thứ nhất đổi đến trên đầu của ta. Từ Dĩnh nói, tại trong lòng ngươi trọng yếu nhất chính là cái gì? Triệu Phi Dương nghiêm túc nghĩ nghĩ, trước đây Từ Dĩnh cũng hỏi qua hắn vấn đề giống như trước, sự nghiệp, ta muốn làm một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp. Từ Dĩnh nói, sự nghiệp cùng tiền tài tại trong lòng ngươi cái nào quan trọng hơn? Triệu Phi Dương nói, ta luôn luôn đối tiền tài thấy rất nhạt. Từ Dĩnh nói, đó là bởi vì ngươi tại bên trong thể chế, ngươi đi qua thầm nghĩ phải là lên chức, nhất định phải đạt tới vị trí nhất định mới có tư cách đi quy hoạch sự nghiệp của ngươi, thực hiện lý tưởng của ngươi. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi từ đi công chức, trở thành Hoa Niên tập đoàn chữa bệnh công ty quản lý người phụ trách, ngươi một năm đích lương hàng năm khả năng chính là ngươi đi làm đến nay tổng cộng. Triệu Phi Dương không có phủ nhận, Đường Kinh Vĩ mở cho hắn ra đích lương hàng năm là 300 vạn, cái này còn không bao cổ phần chia hoa hồng. Điều kiện phi thường mê người nhưng là hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Triệu Phi Dương nói, nước ta là sinh ra cái này pháp. Ta hiểu, ngươi muốn trưởng khống Trường Hưng, nếu như ngươi muốn tiếp tục khống chế Trường Hưng, như vậy ngươi nhất định phải tại công và tư ở giữa làm ra lựa chọn. Triệu Phi Dương nói, ta công tác nhiều năm như vậy mới đi đến bây giờ, để cho ta vứt bỏ thật không nỡ. Từ Dĩnh nói, nhưng không có ở giữa đường có thể chọn kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm có đáp án không phải sao. Triệu Phi Dương tướng chén rượu trong tay buông xuống, ta gần nhất sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như ta không có thúc đẩy bệnh viện cải chế, nếu như ta vẫn là tiếp tục sử dụng cố hậu nghĩa bộ kia phương châm chính sách, nhân sinh của ta chắc chắn nhẹ nhõm rất nhiều. Từ Dĩnh nói, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện đã thành tất nhiên, đối với ngươi mà nói chỉ có thể nhìn về phía trước, không quay đầu lại chỗ trống. Mở cung không quay đầu lại tiến, Triệu Phi Dương cũng chẳng qua là phát lao mạnh, nếu như cho hắn lần cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn sẽ còn không chút do dự lựa chọn cải chế. Từ Dĩnh nói,
vô luận ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều duy trì ngươi, ta còn là có mấy câu nghĩ nói với ngươi. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu. Chỉ lấy chính mình tiền nên lấy, bởi vì người tại nghèo khó thời điểm có thể thủ trụ bản tâm, nhưng là một khi giàu có, nội tâm của hắn liền sẽ tại bất chi bất giác phát sinh cải biến. Ngươi lo lắng ta sẽ thay đổi tham lam. Triệu Phi Dương lắc đầu, sẽ không, ta muốn làm một kiện có thể ghi vào Đông Châu chữa bệnh lịch sử đại sự. Từ Dĩnh tiếp tục nói, vô luận ngươi đứng tại phương nào, đều muốn nhớ kỹ tận khả năng giữ gìn chữa bệnh và chăm sóc lợi ích của nhân viên, bọn hắn mới là trường hưng căn bản, bọn hắn mới là trường hưng hạch tâm giá trị. Triệu Phi Dương nói, kỳ thật ta quyết định từ đi công chức cũng là vì bọn hắn, nếu như ta kiên trì giữ lại công chức, về sau ta sẽ chỉ bị Hoa Niên bước biên giới hóa, tướng Trường Hưng giao cho trong tay người khác ta không yên lòng. Hắn đối Trường Hưng trưởng khống là muốn viết tiến hợp đồng bên trong đi, Triệu Phi Dương đối với chuyện này nói, coi như hắn từ đi công chức cũng là vì lẩn tránh tương lai khả năng phát sinh phong hiểm. Từ Dĩnh nói, ta mặc dù cùng Bùi Lâm không quen, ta đối với các ngươi quan hệ trong đó cũng không quyền lên tiếng, nhưng là ta hy vọng ngươi đừng cho nàng tham gia Trường Hưng. Triệu Phi Dương nói, tại ta đi Trường Hưng trước đó, nàng liền đã tại Trường Hưng làm nghiệp vụ, ta đi Trường Hưng về sau không có cho nàng mở bất kỳ đèn xanh, nàng trên một điểm này nhận biết đến phi thường rõ ràng. Từ Dĩnh nói, người không cho nàng bật đèn xanh, cũng không có nghĩa là người khác không cho, nếu như nàng thực tình vì muốn tốt cho ngươi, liền nên cùng Trường Hưng phân rõ giới hạn. Triệu Phi Dương nói, kỳ thật nàng là ta đã hy sinh không ít. Từ Dĩnh uống chén rượu không có tiếp tục nói hết. Triệu Phi Dương nói, người ta đều nhớ kỹ. Từ Dĩnh nhẹ gật đầu, lẳng lặng nhìn qua Triệu Phi Dương, tựa hồ muốn đem hắn bộ dáng bây giờ ghi ở trong lòng, Phi Dương a, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Triệu Phi Dương nhưng nói, bao lâu, đi nơi nào? Từ Dĩnh nói, người biết, nữ nhi của ta tại Nam Giang đọc sách, ta nghĩ đi qua nhìn một chút. Nơi này làm sao bây giờ? Từ Dĩnh hời hợt nói, chuyển cho một người bằng hữu của ta. Chuyện xảy ra khi nào? Hôm nay. Triệu Hiểu Tuệ tại tình huống ổn định sau đi vào phòng bệnh bình thường. Hứa Thuần Lương tại về trước khi đi thăm nàng, trong phòng bày rất nhiều hoa tươi, Triệu Hiểu Tuệ lần này thuật hậu khôi phục được không tệ, Hứa Thuần Lương đến thời điểm, nàng đang cùng Vu Mạt nói chuyện phiếm hai người thông qua chuyện lần này cũng là biến chiến tranh thành tơ lụa. Vu Mạt nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, cười nói, các ngươi trò chuyện, ta về khoa còn có việc. Hứa Thuần Lương hướng nàng cười cười, nghiêng người cho nàng nhường đường. Triệu Hiểu Tuệ nằm ở trên giường, nhìn qua Hứa Thuần Lương, mỉm cười cũng cảm động. Hứa Thuần Lương đem mình mang tới hoa tươi đặt ở đầu giường, Hiểu Tuệ tỷ, cảm giác ngươi lại trở nên đẹp, có phải hay không lấy lần giải phẫu này chỉnh dung rồi? Triệu Hiểu Tuệ nhìn không được cười lại khiên động vết thương, nhíu mày nói, ngươi tiểu tử này. Đừng dẫn ta cười. Hứa Thuần Lương cho nàng mang đến hai hộp thuốc cao, có thể trợ giúp nàng gãy xương khép lại. Triệu Hiểu Tuệ nói, ta cùng hắn đã nói. Hắn sẽ không lại kia chuyện này làm văn chương. Hứa Thuần Lương biết trong miệng nàng cái kia hắn chính là Thính Chiêu Huy, hắn tại bên giường tọa hạ, người dự định cứ như vậy buông tha hắn. Triệu Hiểu Tuệ nói, ta cùng hắn đoạn mất, chờ ta xuất viện về sau, ta dự định rời đi trong nước, ta sẽ đem đứa bé này sinh ra tới, một mình đem hắn nuôi dưỡng thành người. Ánh mắt của nàng trước nay chưa từng có kiên định. Hứa Thuần Lương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, hắn các loại ứng sao. Không phải do hắn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ta cảm thấy hắn trả ra đại giới còn chưa đủ. Triệu Hiểu Tuệ cắn môi một cái nói, được rồi, ta không muốn chuyện này tiếp tục làm lớn chuyện. Hứa Thuần Lương trầm mặc xuống dưới, kỳ thật hắn đã sớm dự liệu được Triệu Hiểu Tuệ phản ứng. Thuần Lương, đáp ứng ta cứ tính như vậy có được hay không, ta có nay quan, thuần túy là ta cáo từ tự rước, ta không trách bất luận kẻ nào. Triệu Hiểu Tuệ hai mắt bên trong nổi lên lệ quang. Thế nhưng là, Triệu Hiểu Tuệ nói, ta đã mang cho ngươi tới phiền toái rất lớn, ta không muốn nói cái gì cảm tạ, nói ra chính là đối chúng ta hữu nghị khinh nhờn, Thuần Lương, trong lòng ta, ngươi chính là của ta thân đệ đệ. Triệu Hiểu Tuệ nắm chặt tay của hắn, nước mắt rò rỉ lưu lại, nàng lúc này phương mới ý thức tới, năm đó từ bỏ Trường Hưng bắt đền, thu hoạch Hứa Thuần Lương người bạn này ra sao chân quý. Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao còn khóc bên trên. Để người khác nhìn thấy ta càng nói không rõ ràng. Hắn từ trên tủ đầu giường cầm lấy khăn tay giúp Triệu Hiểu Tuệ lau đi nước mắt. Triệu Hiểu Tuệ nói, ta cùng Vu Mạt nói qua, về sau đối ngoại liền nói đứa nhỏ này chảy mất. Hứa Thuần Lương mím môi một cái, hắn mặc dù không hiểu,
nhưng là nhất định phải tôn trọng Triệu Hiểu Tuệ lựa chọn, chỉ là như vậy quá tiện nghi Thỉnh Chiêu Huy. Triệu Hiểu Tuệ nói, kỳ thật đêm hôm đó ta hẹn ngươi đi ẩn long hồ uống rượu trước đó, ta nghĩ đến chết. Nàng hít mũi một cái, triển lộ ra một nụ cười sán lạn, nhưng trong mắt còn mang theo nước mắt, ngươi dạy ta hai lần, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm việc ngốc. Hứa Thuần Lương rời đi phòng bệnh thời điểm, ngoài cửa hai tên Âu phục dày da người áo đen chờ lấy hắn. Hứa tiên sinh sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Thịnh Tổng muốn gặp ngươi. Không có thời gian. Hai tên người áo đen ngăn lại đường đi của hắn. Hứa Thuần Lương đem chừng mắt, tránh ra. Hứa tiên sinh, Thịnh Tổng liền dưới lầu bãi đỗ xe, còn xin ngài cần phải gặp hắn một chuyến, chúng ta không có ác ý. Hứa Thuần Lương đã sớm đoán chắc Thịnh Chiêu Huy sẽ tìm đến mình, nói xác thực là cầu. Thịnh Chiêu Huy chiếc kia Toyota Alpha ngay tại trong bãi đỗ xe, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, hắn để lái xe rời đi. Hứa Thuần Lương đi vào trong xe, nhìn qua sưng mặt sưng mũi Thịnh Chiêu Huy nói, có tiền thật tốt à, có thể muốn làm gì thì làm. Thịnh Chiêu Huy chỉ vào ngực của mình nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Thịnh Chiêu Huy nuốt miệng ngủ mạt, hắn không có đi Nam Giang cũng không có đi Kinh Thành, hắn vừa mới tại Trường Hưng lại làm một lần kiểm tra, kết luận cùng Đại học Y khoa Phụ viện đồng dạng. Thịnh Chiêu Huy biết cho dù là mình đi Kinh Thành vẫn là không tra được. Cởi chuông phải do người buộc chuông, thê tử đã ám chỉ hắn Hứa Thuần Lương là người tốt, lần này bọn hắn chỉ có thể ăn một người cơm thua thiệt. Đã lựa chọn nhượng bộ liền không kém nhiều mấy bước, Thịnh Chiêu Huy thấp giọng nói, người giúp ta đem con rết lấy ra. Dựa vào cái gì? Thịnh Chiêu Huy nói, ta sai rồi, ta về sau sẽ không còn làm chuyện xấu. Hứa Thuần Lương nói, sự tình đã kết thúc, ta không muốn nhắc lại. Hắn làm bộ muốn xuống xe. Ta cho ngươi tiền, Thịnh Chiêu Huy lớn tiếng nói. Hứa Thuần Lương khinh thường nhìn qua hắn, ngươi rất có tiền à. Thịnh Chiêu Huy nói, ta không phải ngươi nói cái chủng loại kia người, nàng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy vô tội. Giữa chúng ta căn bản lại không tồn tại ai thiếu ai. Hứa Thuần Lương nói, chuyện của các ngươi không quan hệ với ta. Có quan hệ, ngươi cho ta hạ độc, ta biết ta sống không lâu. Thịnh Chiêu Huy thanh âm đang run rẩy. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, nói hưu nói vượn ta sẽ cáo ngươi. Ta thề, ta cũng không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện, ta có thể cho ngươi một số tiền lớn, 100 vạn không đủ. Hứa Thuần Lương vừa nhìn liền biết Thịnh Chiêu Huy sợ mất mật. 200 vạn, ta cho ngươi 500 vạn. Thịnh Chiêu Huy duỗi ra năm đầu ngón tay, đối tử vong sợ hãi để hắn sớm đã mất đi chấn định. Hứa Thuần Lương tướng ngón tay của hắn từng cây tách ra xuống dưới, thừa hạ một ngón tay thời điểm, Thịnh Chiêu Huy run giọng nói, 1.000 vạn. Hắn thấy Hứa Thuần Lương thật sự là quá tham lam, nhưng 1.000 vạn mua một cái mạng hắn cho rằng vẫn là đáng giá. Hứa Thuần Lương nói, người đi trước đem Triệu Hiểu Tuệ tiền thuốc men cho kết, sau đó cứ dựa theo ngươi nói con số này đem tiền bồi thường cho nàng. Thịnh Chiêu Huy dùng sức chút đầu, có thể, có thể. Hứa Thuần Lương hai tay bưng lấy khuôn mặt của hắn cười nói, sớm như thế nghe lời tốt bao nhiêu. Một bên nói một bên đập đánh một cái mặt của hắn. Thịnh Chiêu Huy cảm thấy lỗ tai có dị dạng, Hứa Thuần Lương từ lỗ tai hắn bên trong rút ra hai con nhúc nhích con rết. Nhắm mắt lại. Thịnh Chiêu Huy thành thành thật thật nhắm mắt lại, cái mũi bị Hứa Thuần Lương nắm. Mở hai mắt ra thời điểm, nhìn thấy Hứa Thuần Lương trong lòng bàn tay có ba đầu sắc thái lộng lẫy con rết đang ngọ nguậy, Thịnh Chiêu Huy lại là sợ hãi lại là kinh hỉ, liền nói hắn hướng đầu mình bên trong lấp ba con ngô công nha, những cái kia cậu thí chuyên gia chính là không có phát hiện. Kỳ thật Hứa Thuần Lương căn bản chính là chướng nhãn pháp, căn bản không có hướng lỗ tai hắn trong lỗ mũi nhét, nhưng là ngũ độc công tâm hoàn thế nhưng là hàng thật giá thật. Thịnh Chiêu Huy đương nhiên cũng sẽ không quên chuyện này, giải dược. Ngũ độc công tâm hoàn giải dược. Hứa Thuần Lương nói, biết cái gì gọi là lòng tham không đáy sao. Cái này ba con ngô công coi như ta đưa cho ngươi phúc lợi, chuyện ngươi đáp ứng còn một kiện không có xử lý đâu. Lúc nào ngươi đem chuyện đã đáp ứng tất cả đều thực hiện, lúc nào ngươi tới tìm ta muốn giải dược. Thịnh Chiêu Huy nói, thế nhưng là ta trái tim đau quá, phát tác lúc đó tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Hứa Thuần Lương đưa tay vỗ vỗ hắn mặt mo, vậy trước tiên kiên nhẫn một chút, đau lòng cũng sẽ không chết. Hứa Thuần Lương đẩy cửa xe ra đi ra ngoài gặp ngay phải bãi đỗ xe bên trên đứng đấy một đám bản viện nhân viên, đều mặc áo khoác trắng, quay chung quanh tại một vóc người trung đẳng nam tử bên người, tên nam tử kia chính là Trường Hưng mới tới phó viện trưởng Viên Bội Cường.
Viên Bội Cường là Trường Hưng mới mời phó viện trưởng, chuyên môn học quản lý, kỳ thật chính là Hoa Niên hệ phái tới đại biểu, là song phương toàn diện hợp tác làm chuẩn bị, hắn đại biểu Hoa Niên tập đoàn lợi ích. Tại bên cạnh hắn có đi theo mấy tên viện trưởng trợ lý, mua sắm làm Hoàng Liên Thành, bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông, còn có một cái là bị Trường Hưng thanh lý môn hộ không lâu, lại bị Hoa Niên tập đoàn trọng kim mướn Trương Hải Tân. Trương Hải Tân có thể xuất hiện ở đây từ bên cạnh cũng nói Triệu Phi Dương thỏa hiệp. Trương Hải Tân đối Hứa Thuần Lương trong lòng còn có kiêng kỵ, nhìn thấy hắn lập tức dừng bước lại, cố ý rơi vào đám người phía sau, sợ Hứa Thuần Lương chú ý tới hắn. Hắn hai lần cùng Hứa Thuần Lương đấu trí đấu dũng tất cả đều rơi vào hạ phong, có thể nói Hứa Thuần Lương đã cho hắn tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Vốn cho rằng tại Trường Hưng bản bộ sẽ không gặp phải Hứa Thuần Lương, nhưng oan gia ngõ hẹp, lần thứ nhất đi theo phó viện trưởng tuần sát liền gặp cái này ma tinh, Trương Hải Tân chỉ có thể cảm giác thán tự mình xui xẻo. Hứa Thuần Lương đã sớm biết người này tiến vào Hoa Niên tập đoàn tin tức, cũng dự liệu được sớm tối đều sẽ có cơ hội gặp mặt. Loại tiểu nhân này Hứa Thuần Lương căn bản không để vào mắt. Bởi vì đối diện gặp gỡ, Hứa Thuần Lương nghĩ đều không được, Hoàng Liên Thành nhiệt tình hô, tiểu Hứa, ngươi đến một chút. Hứa Thuần Lương chỉ tốt đi tới, cười nói, trùng hợp như vậy à, các vị lãnh đạo đây là thị sát à. Hoàng Liên Thành hướng hắn giới thiệu, tiểu Hứa, vị này là bệnh viện chúng ta mới tới viên viện trưởng. Viên Bội Cường đã chủ động vươn tay ra, Hứa Thuần Lương. Ha ha, nghe tiếng đã lâu. Nhưng vẫn là nghe danh không bằng gặp mặt a. Hứa Thuần Lương cùng Viên Bội Cường nắm tay, Viên viện trưởng, hẳn là nghe danh không bằng gặp mặt a, ta cảm thấy mình đủ điệu thấp, xem ra ta làm được còn chưa đủ. Người chung quanh đều cười theo Vu Hướng Đông nói, người bây giờ là nổi tiếng bên ngoài, muốn điệu thấp là không thể nào. Hắn nói đúng lời thật lòng, Hứa Thuần Lương song Hoa Niên tập đoàn con trai của chủ tịch, cái này lại đem ân hằng chế dược tổng giám đốc cho, người khác là gặp được dễ dàng lẫn mất xa xa. Con hàng này hết lần này tới lần khác biết khó khăn mà lên, nhưng người ta nghiêu bức chỗ ở chỗ, đánh xong nhân chi sau còn có thể toàn thân trở ra. Đừng nói Trường Hưng bệnh viện không có bắt hắn thế nào, liền cảnh sát đều không có truy cứu trách nhiệm của hắn, nhắc tới tiểu tử không có bối cảnh ai mà tin. Viên Bội Cường đem mấy người bên cạnh giới thiệu cho Hứa Thuần Lương nhận biết, một vị là phụ trách tài vụ kiểm tra Thạch Hoành Quân, một cái là Hứa Thuần Lương đã sớm nhận biết Trương Hải Tân, con hàng này hiện đang phụ trách điều nghiên thị trường. Bọn hắn hiện tại cũng là viện trưởng trợ lý. Kỳ thật Trương Hải Tân biết cái gì điều nghiên thị trường, đơn giản là bán Trường Hưng tình báo nội bộ đổi lấy chức vị này, nếu như nói bệnh viện cũng tồn tại bộ xem liên, con hàng này khẳng định ở vào khinh bỉ liên trong cùng nhất. Hứa Thuần Lương cùng Thạch Hoành Quân nắm tay, Thạch chủ nhiệm thế nhưng là Trường Hưng tân tấn thần tài, về sau ta thanh lý ký tên cái gì nhưng phải tạo thuận lợi. Thạch Hoành Quân cười nói, chỉ cần phù hợp bệnh viện điều lệ, ta tuyệt đối một đường đèn xanh. Người ta trả lời giọt nước không lọt, dám nói như thế cũng chứng minh hợp tác về sau hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện tài vụ chính là hắn phụ trách. Hứa Thuần Lương không có cùng Trương Hải Tân nắm tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lão Trương, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Trương Hải Tân cười đến có chút mất tự nhiên, đúng vậy à, ai bảo chúng ta hữu duyên đây này. Hứa Thuần Lương đương nhiều người như vậy nhắc nhở Trương Hải Tân, người đến chân quý lần này công việc cơ hội thay đổi triệt để. Về sau đừng có lại làm tổn hại công mập tư sự tình. Trương Hải Tân trước mặt nhiều người như vậy bị hắn huấn, khuôn mặt trướng đến cùng gan heo giống như. Chung quanh mấy người cũng không nghĩ tới Hứa Thuần Lương sẽ nói như vậy, có câu nói là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, Trương Hải Tân hiện tại dù sao cũng là Hoa Niên hệ, ngay trước Viên Bội Cường bột Trương Hải Tân, đây rõ ràng là không cho Viên Bội Cường mặt mũi. Viên Bội Cường cười nói, tiểu Hứa A, hai ngày nữa chúng ta muốn đi phân viện thị sát. Người có hoan nghênh hay không? Hứa Thuần Lương nói, hoan nghênh, bất quá các người đi phân viện trước đó nhất định phải đề cập với ta trước chào hỏi, ta làm tốt công tác bảo an, lần trước Hoa Niên tập đoàn khảo sát tổ chính là không nghe ta khuyên nhủ, không phải tự tác chủ trương ở bên ngoài ở, kết quả. Ai? Hắn là một chút cũng không cho Viên Bội Cường lưu mặt. Vu Hướng Đông âm thầm là Hứa Thuần Lương lau vệt mồ hôi, Viên Bội Cường mặc dù là phó viện trưởng, thế nhưng là hắn là Hoa Niên hệ người. Thay lời khác tới nói trước mắt hắn có thể đại biểu Hoa Niên tập đoàn, có thể nói trước mắt Trường Hưng, ngoại trừ Triệu Phi Dương chính là hắn, hắn thậm chí đều không cần đối Triệu Phi Dương mua chướng. Quan mới đến đốt ba đống lửa, hôm nay là Viên Bội Cường đến nhận chức sau lần thứ nhất thị sát, Hứa Thuần Lương cứ như vậy không nể mặt hắn, tiểu tử này không sợ về sau Viên Bội Cường đối với hắn trả thù. Bất quá đám người này ngẫm lại cũng hiểu,
Hứa Thuần Lương cái này thuộc về vỏ đã mẻ không sợ rơi, hắn liền Hoa Niên tập đoàn chủ tịch công tử Đường Thiên Nhất đều đánh, đương nhiên không cần thiết lấy lòng Viên Bội Cường, dù sao Hoa Niên tập đoàn tiến đến cũng sẽ không có hắn quả ngon để ăn, tiểu tử này tiền đồ đáng lo. Hứa Thuần Lương từ biệt Viên Bội Cường rời đi, hắn dự định đi Cao Tân Hoa nơi đó đi dạo, hỏi thăm một chút trong viện tình huống. Cao Tân Hoa chính trong phòng làm việc làm Trần Hưng An cho hắn mấy bồn nhiều thịt, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, cười nói, ngươi làm sao còn chưa đi à? Hứa Thuần Lương nói, phân viện bên kia cũng không có chuyện gì, ta buổi chiều trở về. Đến Cao Tân Hoa bên người, thưởng thức một chút hắn mấy bồn nhiều thịt, chừng nào thì bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Cao Tân Hoa nói, Trần thư ký cho ta, ta nếu là nuôi chết không phải phụ hắn một phen tâm ý. Hứa Thuần Lương nhắc lên vừa rồi tại bãi đỗ xe gặp được Viên Bội Cường sự tình, Cao Tân Hoa xem thường nói, hắn chính là vì tiếp quản Trường Hưng mà tới. Hứa Thuần Lương nói, định. Cao Tân Hoa gật đầu nói, trong thành phố đã đồng ý cổ quyền phân phối phương án, trong thành phố chiếm 20%, Hoa Niên tập đoàn chiếm 80%. Trường Hưng như thế không đáng tiền. Hứa Thuần Lương đi qua nghe nói phiên bản là Trường Hưng chiếm 30%, không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống đất thế mà chỉ chiếm 20%. Cao Tân Hoa không nói chuyện ngẩng đầu lên nhìn qua xa xa hai kỳ công trường, hao tốn lớn như vậy tinh lực phá dỡ hoàn thành công trường đã biến thành một mảnh cỏ hoang mọc thành bụi đồng cỏ, trong thành phố nhất định có lo nghĩ của bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, hợp đồng đã ký. Cao Tân Hoa nói, cũng nhanh đi, sẽ không nhất kéo qua năm nay. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ý thức được mùa đông năm nay đến phá lệ trễ, muộn mặc dù muộn một chút, nhưng mùa đông cuối cùng vẫn là sẽ tới. Cao Tân Hoa hỏi hắn tối hôm qua cùng Triệu Phi Dương cơm ăn đến thế nào, Hứa Thuần Lương nói đơn giản lượt, Triệu Phi Dương chủ yếu là muốn biết một chút hắn lần này là như thế nào giải quyết lần này phiền phức. Cao Tân Hoa chỉ bàn trà, hai người tới trên ghế salon ngồi xuống, Cao Tân Hoa pha ấm phổ nhị, Hứa Thuần Lương xem xét đóng gói liền biết là Nghiễm Sinh đưa cho hắn. Uống hai chén trà về sau, Cao Tân Hoa nói, ngươi về sau có tính toán gì? Hứa Thuần Lương bị hắn hỏi được sững sờ. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu Cao Tân Hoa ý tứ, Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn hợp doanh đã trở thành kết cục đã định, mà lại Hoa Niên tập đoàn là Trường Hưng đại cổ đông, Hứa Thuần Lương đánh Đường Thiên Nhất sự tình mặc dù nhưng đã qua, nhưng là cũng không có nghĩa là triệt để lật thiên, Hoa Niên tập đoàn vào cuộc về sau, khẳng định sẽ cùng hắn tính khoản nợ này. Cao Tân Hoa hắn đối Triệu Phi Dương đã thấy phi thường rõ ràng, Triệu Phi Dương không thể là vì Hứa Thuần Lương đắc tội Hoa Niên tập đoàn. Mặc dù Triệu Phi Dương hiện tại luôn mồm đại biểu Trường Hưng lợi ích, nhưng là tại song phương hợp tác chính thức ký tên về sau, Triệu Phi Dương rốt cuộc đại biểu lợi ích của người nào còn rất khó nói. Hiện tại hỏi Hứa Thuần Lương vấn đề này cũng là phòng ngừa chu đáo, mặc dù Hứa Thuần Lương có biên chế thân phận, nhưng là hắn còn trẻ, nếu như tiếp tục lưu lại Trường Hưng, về sau vô cùng có khả năng đứng trước đủ loại khó khăn cùng chèn ép. Cao Tân Hoa tại chữa bệnh hệ thống bên trong vẫn còn có chút năng lực, nếu như Hứa Thuần Lương có ý tưởng có thể giúp hắn hoạt động một chút, lấy Trường Hưng cải chế còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, hoàn toàn có thể điều đến một cái khác đơn vị. Cao Tân Hoa đối Hứa Thuần Lương năng lực vẫn là rất có lòng tin, chớ nhìn hắn trình độ không được, nhưng là lấy năng lực của hắn đi nhận chức gì đơn vị đều có thể thành thạo điêu luyện. Hứa Thuần Lương nói, tạm thời không có tính toán gì, ta cảm thấy trước mắt công việc còn rất có ý tứ. Cao Tân Hoa cùng hắn nói chuyện cũng không cần quanh co lòng vòng. Người cái kia phân viện viện trưởng chính là cái hư danh, không có ý nghĩa thực tế gì, chờ xong phương hợp doanh, người ta tùy thời đều có thể đưa ngươi cầm xuống. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài là lo lắng Hoa Niên tập đoàn bởi vì Đường Thiên Nhất sự tình trả thù ta. Ngươi còn biết à? Hứa Thuần Lương nói, ta ngược lại muốn xem bọn hắn làm sao trả thù ta. Cao Tân Hoa thật sự là bó tay rồi. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, nói đến chính là loại người này à? Hắn đem chén trà buông xuống. Tiểu tử ngươi làm sao có chút hiếu chiến thành tính? An an sinh sinh hoạt không tốt sao? Hứa Thuần Lương nói, ngài chẳng lẽ chưa nghe nói qua đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Cao Tân Hoa nói, ngươi không muốn cắt câu lấy nghĩa, câu tiếp theo ngươi tại sao không nói? Giải nhà lo, giải dân lo, giải nước lo, người này có đang. Hứa Thuần Lương nói, cho nên nói à, ta nếu là hiện tại lâm trận bỏ chạy, đó không phải là không có gánh cầm cố. Ta sợ bọn họ cái cầu a, ta quản hắn Đường Thiên Nhất vẫn là Đường Kinh Vĩ, ta quản hắn Trường Hưng vẫn là Hoa Niên, bọn hắn không chọc ta, ta không chọc bọn hắn, nếu ai dám ta, Đường Thiên Nhất chính là có sẵn ví dụ.
Cao Tân Hoa mắt miệng bảo đảm nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn tính minh bạch, tiểu tử này một điểm không sợ phiền phức, hắn sợ phải là không có việc gì, tiểu tử này tuyệt đối là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn hung ác hàng. Hắn chợt nhớ tới cái gì, lão Nghiêm đối thư pháp của ngươi khen không dứt miệng, ngươi giúp ta đem đôi này liên viết xuống tới. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, ngài đem cái này treo tại cửa ra vào có phải hay không có chút chiêu diêu? Đánh rắm, ta là cầm lại nhà phiếu bên trên bớt nói nhảm, trơn tru giúp ta viết. Ngày mai sẽ là thứ bảy, Hứa Thuần Lương cũng liền không có trở về phân viện, ra ra để hắn sáng sớm ngày mai cùng đi hắn đi khu mỏ quặng xem bệnh người, Hứa Thuần Lương đáp ứng. Vừa về nhà không bao lâu Lục Kỳ tới, hắn đem Hứa Thuần Lương gọi đi ra bên ngoài, thần thần bí bí hỏi hắn gần nhất trong nhà có không có gì đặc biệt tình huống. Hứa Thuần Lương biểu thị hết thảy đều bình thường, từ khi Hàn Thiên Chỉ vượt ngục về sau, Lục Kỳ sẽ thường xuyên tìm hắn hỏi tình huống, chủ yếu là lo lắng Hàn Thiên Chỉ về đến báo thù. Hứa Thuần Lương người cho rằng Hàn Thiên Chỉ không có lá gan kia, lần trước hắn kém chút chết tại Hồi Xuân Đường, nếu như còn dám đến Hứa Thuần Lương khẳng định để hắn có đến mà không có về. Lục Kỳ biểu lộ nhìn có việc, nhưng là mấy chuyến muốn nói lại thôi. Hứa Thuần Lương nói, có chuyện gì ngươi nói đi. Lục Kỳ đơn giản đem hiểu rõ đến một sự kiện nói cho hắn, lần trước xảy ra chuyện SEVENSTAR trọng trang khai trương, nhưng là khai trương không bao lâu liền nhận được thư đe dọa, trên thư uy hiếp nói lần trước sự kiện sẽ còn tái diễn, nếu như muốn phòng ngừa ngay tại chỉ định thời gian tướng 50 vạn tiền mặt đặt ở địa điểm chỉ định. Quán ba lão bản Tạ Xuân Lôi tại nghĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn báo cảnh, cảnh sát chế định kế hoạch, chuẩn bị tại lẫn nhau đổ đi lấy tiền thời điểm tướng đối phương người cũng lấy được. Nhưng là lưu manh phi thường lừa dối, thấy rõ cảnh sát kế hoạch, từ bỏ đi lấy tiền, nhưng là sự tình cũng không có kết thúc. Hôm nay Tạ Xuân Lôi nhận lấy thứ hai phong thư đe dọa, nói cho hắn biết đêm nay 9 điểm lần trước sự kiện sẽ lần nữa trình diễn. Đô la! Hứa Thuần Lương âm thầm buồn cười, lần trước SEVENSTAR quán ba bị hủy, là mình một tay thao túng, cái này mẹ nó là ai? Thế mà lợi dụng chuyện này đến đe dọa đi lừa gạt. Còn muốn 50 vạn. Khẩu vị thật sự là không nhỏ, mặc dù Hứa Thuần Lương đối quán ba đám người kia không có cảm tình gì, nhưng là cái này mạo danh lừa gạt ra hỏa ghê tởm hơn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nên không phải hoài nghi ta à. Lục Kỳ nói, làm sao có thể chứ, đối nhân phẩm của ngươi ta vẫn còn tin được. Hắn đối với chuyện này có chỗ giấu giếm, không phải hắn hoài nghi Hứa Thuần Lương, mà là Hứa Thuần Lương đã khiến cho cảnh sát hoài nghi, Tạ Xuân Lôi tại báo cảnh cung cấp tình huống thời điểm. Cung cấp đến nhân vật khả nghi chính là Hứa Thuần Lương, cảnh sát cũng đối Hứa Thuần Lương gần nhất hành vi tiến hành một loạt điều tra. Lục Kỳ đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ, lần trước SEVENSTAR bị nhện cùng con rơi tập kích thời điểm, hắn vừa vặn cùng Hứa Thuần Lương đều ở đây, Lục Kỳ tận mắt tinh kia không kém hơn Spider-Man bên trong đàn rơi công kích rộng lớn tràng diện, sau đó còn chuyên môn tra xét màn hình giám sát, trở lại như cũ xong việc phát tràng cảnh, cũng không có phát hiện Hứa Thuần Lương. Có chỗ khả nghi, nhưng là Lục Kỳ biết Hứa Thuần Lương có khu ngự rắn độc bản lĩnh, không những như thế, hắn còn tận mắt thấy một đám ong vỏ vẽ đem công ty dọn nhà công nhân đến đầu đầy bao lớn, mấy món sự tình đơn độc nhìn có thể sử dụng sự kiện ngẫu nhiên để giải thích, nhưng là nếu như đặt chung một chỗ, liền sẽ cảm thấy không có trùng hợp như vậy. Mà lại Lục Kỳ cũng biết đến Nguy Sơn đảo phân viện sự tình, phân viện bảo vệ khoa cái kia từ Đại Khánh, hai lần bị độc trùng, những chuyện này đều không phải là bí mật gì. Mà nên đồn công an đều có lưu ghi chép, không cần bỏ ra phí quá lớn tinh lực liền tra ra được. Đem cái này từng cái sự tình đặt chung một chỗ, sẽ phát hiện có cái điểm giống nhau, người bị hại tất cả đều là đắc tội qua Hứa Thuần Lương. Lục Kỳ cùng Hứa Thuần Lương là bạn tốt, cũng cho rằng những người bị hại kia là trừng phạt đúng tội, nhưng là hắn đối sự kiện bản thân sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Hứa Thuần Lương đến tột cùng ở trong đó đóng vai nhân vật như thế nào. Trên thế giới này thật có người có thể khu trùng sao? Khu ngự thái hoa xà hắn còn có thể hiểu được, khu ngự ong vò vẽ, bọ cạp, con rết, con rơi, cái này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Âu Dương Phong, tiểu long nữ vậy cũng là võ hiệp bên trong nhân vật, trong hiện thực không nghe nói ai có bản sự như vậy a. Về phần con rơi đoàn thể đại tác chiến, hắn càng là tận mắt nhìn thấy, ngay lúc đó tràng diện so phim biên nhanh bên trong còn muốn rung động, lúc ấy bọn hắn đều tại hiện trường, vì cái gì những con nhện kia, con rơi không có công kích bọn hắn. Bất quá lần này thư đe dọa xuất hiện ngược lại ấn chứng Hứa Thuần Lương trong sạch, trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Hứa Thuần Lương cùng thư đe dọa có quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, dẹp đi đi, ngươi chính là hoài nghi ta.
Lục Kỳ cười nói, thật không có hoài nghi ngươi, như vậy đi, ban đêm đi với ta một chuyến nhìn xem rốt cục tình huống như thế nào, vạn vừa phát sinh lần trước tình trạng, ngươi cũng có thể giúp ta cứu người. Đây là cấp trên cho nhiệm vụ của hắn, đem Hứa Thuần Lương mời đến hiện trường. Hứa Thuần Lương nghe xong liền đến Lục Kỳ cuối cùng vẫn là hoài nghi mình, bằng không thì cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, sự tình lần trước là hắn làm được, nhưng là chuyện lần này cùng mình không có nửa xu quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là không đi, xảy ra sự tình có phải hay không có thể chứng minh chuyện này không liên quan gì tới ta? Lục Kỳ nói, ngươi cảm thấy thật sẽ xảy ra chuyện sao? Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng hỏi ta, sự tình cũng không phải ta làm đến, bất quá ngươi nếu là muốn ta giúp, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể cho ngươi giúp một tay. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, tốt ha. Hắn cũng kiên trì thư đe dọa cùng Hứa Thuần Lương không có bất cứ quan hệ nào. Hai người cùng đi trọng trang khai trương SEVENSTA quán bar, Lục Kỳ hôm nay mặc nhìn thường phục, Hứa Thuần Lương tại hiện trường thấy được đồng dạng mặc thường phục Lý Trung. Cảnh sát đối với chuyện này làm trọng xem, cho nên phái ra mấy chục tên cảnh sát mặc thường phục đi vào hiện trường xuất động lực lượng lớn như vậy chính là muốn bảo đảm đêm nay vạn vô nhất thất. Lục Kỳ cùng Hứa Thuần Lương vừa đi vào SEVENSTA đại môn, lập tức liền có người đón, đem hai người bọn họ dẫn tới VIP khu 888 mướn phòng, ở chỗ này thành lập lâm thời trung tâm chỉ huy, Hứa Thuần Lương đối căn phòng này hết sức quen thuộc, chính là lần trước hắn đánh tàn bạo Đường Thiên Nhất đám người kia gian phòng. Phụ trách chỉ huy hành động lần này lâm đội đang cùng Tạ Xuân Lôi câu thông, Tạ Xuân Lôi nhìn thấy Hứa Thuần Lương, lấy làm kinh hãi, kỳ thật cái này phong thư đe dọa đưa đến quán bar. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hứa Thuần Lương, cũng hướng cảnh sát cung cấp phương diện này tình huống, không phải Lục Kỳ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm Hứa Thuần Lương, nhưng hắn không tới cảnh sát sẽ đem Hứa Thuần Lương mời đến hiện trường. Lục Kỳ đem Hứa Thuần Lương giới thiệu cho Lâm đội. Lâm đội, đây là ta mời tới động vật học chuyên gia. Hứa Thuần Lương cười thầm, mình từ loài rắn học ra biến thành động vật học chuyên gia, bất quá hắn ngược lại là xứng đáng cái danh xưng này. Lâm đội cùng Hứa Thuần Lương thân thiết nắm tay, cảm tạ Hứa Thuần Lương trong lúc cấp bách có thể cung cấp trợ giúp, đồng thời hắn cũng đối Hứa Thuần Lương tại phá được điện thoại trộm trên bàn cung cấp trợ giúp biểu thị cảm tạ. Hứa Thuần Lương nhìn Lục Kỳ một chút, đoán chừng mình cho hắn hỗ trợ sự tình đều viết mời ra làm chứng kiện trong báo cáo đi, về sau cùng cảnh sát làm bằng hữu hay là phải cẩn thận một chút, hơi không chú ý mình liền thành người hiềm nghi. Tạ Xuân Lôi nhìn Hứa Thuần Lương một chút, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Cho tới bây giờ hắn đều cho rằng lần trước sự kiện cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ, chỉ là khổ vì không có chứng cứ, hắn thậm chí nhận vì lần này thư đe dọa cũng là Hứa Thuần Lương làm được, bất quá cảnh sát thông qua điều tra đã loại bỏ Hứa Thuần Lương hiềm nghi. Hứa Thuần Lương biết Tạ Xuân Lôi nghĩ như thế nào, cười nói, ta còn là lưu tại trong gian phòng đó đi, vạn nhất bên ngoài thật xảy ra chuyện gì cũng hoài nghi không đến trên đầu ta. Lâm đội nói, Hứa tiên sinh yên tâm, chúng ta không có hoài nghi ngươi. Người một mực tự do hoạt động. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi coi như hoài nghi ta cũng không thể nói ra được. Lục Kỳ nói, ta đoán chừng đêm nay đại khái suất chỉ là một phong phô trương thanh thế thư đe dọa, chúng ta thông qua giám sát đối mỗi vị vào sân khách nhân tiến hành mặt người phân biệt, nếu có trạng huống dị thường chúng ta sẽ sớm làm xử lý. Tạ Xuân Lôi tràn ngập cảm kích nói, vất vả các vị, ta cho mọi người chuẩn bị một chút ăn đồ vật, đêm nay liền bái nhờ mọi người. Tạ Xuân Lôi trở lại văn phòng, Hoa Trục Nguyệt đang ngồi ở chỗ ngồi của hắn lấy giám sát, trước mặt trong cái gạt tàn thuốc đã chất đống không ít đầu mẩu thuốc lá. Nàng lại rút ra một điếu thuốc, Tạ Xuân Lôi đi qua cho nàng đốt, Hoa tỷ, cảnh sát đã bố trí xong. Hoa Trục Nguyệt hít một hơi thuốc lá nói, Hứa Thuần Lương tới. Tạ Xuân Lôi nhẹ gật đầu, ta hoài nghi chính là hắn làm được. Hoa Trục Nguyệt nói, phải chăng có hiểm nghi muốn từ cảnh sát để phán đoán, người hoài nghi gì? Tạ Lôi đạo, cảnh sát phán đoán cũng không nhất định chính xác, tiểu tử này khẳng định có vấn đề. Ngươi không tin cảnh sát vì cái gì còn muốn báo cảnh. Hoa Trục Nguyệt hắn một chút, đã lựa chọn báo cảnh liền muốn tin tưởng bọn họ, chúng ta Lam Tinh là một nhà chính quy công ty giải trí, cũng không phải bàng môn tả đạo, xảy ra sự tình liền muốn thông qua hợp pháp chương trình đến giải quyết. Tạ Xuân Lôi nói, ta thật sự là không rõ, cảnh sát tại sao muốn đem hắn mời đi theo. Hắn có thể giúp đỡ được gì?